Chư giới tận thế online chương 1420, đến đây, Cố Thanh Sơn hơi ngạc nhiên, hắn càng không dám sơ suất. Nhìn dáng vẻ không hề lo sợ của y. Lẽ nào y có bảo vật trong tay nhất định có thể giành phần thắng? Cố Thanh Sơn lập tức buông ra một kiếm quyết, tựa lưng vào phía sau ghế ngồi, nhấc hai chân lên. Hắn nhìn về phía biển mây, trong lòng đang suy nghĩ đối sách nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật ra tại hạ không phải không thức thời, chủ yếu là do chiếc mặt nạ này đầy phù chú, tại hạ thực sự không đeo nổi. Tấm mặt nạ đặt trên bàn có bề ngoài khắc đầy những ký hiệu dày đặc, nó bị Cổ Thanh Sơn dùng linh lực đẩy đến trước mặt đối phương. Người kia im lặng, đưa tay ra khẽ vuốt mặt nạ. Lời nói của quỷ vương nằm ngoài dự liệu của y, sát ý trên người y giảm đi vài phần, nhưng vẫn còn nghi hoặc, không nhịn được hỏi, vì sao mặt nạ viết đầy ký hiệu, quỷ vương ngươi lại không đeo được? Là có nỗi niềm khó nói sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận, người kia lại trầm ngâm, sát ý trên người lại tiêu đi vài phần nữa, lên tiếng, quỷ vương hãy nói nghe một chút. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, ta bị hoảng sợ những thứ gì có quá nhiều. Người kia dừng lại. Sát khí hung ác trên người y lại tản ra, tựa như một cơn bão càn quét bốn phía. Cố Thanh Sơn thở dài nói, thật đấy, hay là ngươi đưa mặt nạ của ngươi cho ta có thể cân nhắc một chút. Mặt nạ của người kia không hề có ký hiệu phù chú gì, chỉ dùng mực màu đỏ thẫm để phát họa ra răng nanh dữ tợn, đeo khuyên mũi, còn chỗ đôi mắt thì khoét hai cái lỗ, để lộ ra một đôi mắt vẫn đục. Người kia đưa tay đặt nhẹ trên bàn, từ từ nói. Mỗi một lần sau khi giết chết một thần linh hoàng tuyền thì thần khí hoàng tuyền sẽ tự đi tìm chủ nhân mới, đây là pháp tắc hoàng tuyền, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào khác, vô cùng phiền phức. Y dùng tay đập nhẹ xuống bàn, nói, nhưng nếu hôm nay không giết ngươi, đại nhân nhà ta sẽ rất mất mặt, ta làm nô tài, trong lòng cũng sẽ không thể thoải mái. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, ung dung nói, vậy thì đến đây. Người kia cũng cười nói, đến đây, ánh mắt hai người đối đầu với nhau. Trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên bị bao phủ bởi một vần huyết quang, từng tia huyết quang li ti tỏa ra từ trên người hắn, bay về phía sau người kia, ngưng kết thành một quả cầu máu đang phun trào. Cố Thanh Sơn cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang bị hút qua đó, lập tức đưa tay cầm kiếm, phi thân đâm tới. Nhất kiếm cảnh, chiêu kiếm này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Cố Thanh Sơn, đây chính là một đòn đỉnh phong của hắn. Toàn bộ ngôi đình bị đổ tan nát, người kia vẫn ngồi im, nhưng trong tay xuất hiện một đôi đũa vàng. Ánh kiếm ác liệt đã gần tới thân lại đột nhiên tản đi. Trường kiếm bị cố định trong không trung, chiêu kiếm này của Cố Thanh Sơn bị đối phương dùng đôi đũa kẹp lấy. Hắn dùng sức rút kiếm ra, nhưng làm thế nào cũng không ra được. Một tiếng ong ong vang lên, lại có một thanh kiếm bay ra từ hư không, chém lên đầu người kia. Trường kiếm đã sắp chạm tới mặt nạ đối phương, thế nhưng lại bị một đôi đũa vàng kẹp lấy, đây là tàn ảnh của đôi đũa vàng. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, thanh triều âm kiếm lập tức xông ra, lần này, ánh kiếm trên trường kiếm còn chưa kịp lóe lên đã bị kẹp lấy, không thể nhúc nhích được. Cố Thanh Sơn hoàn toàn mất đi quyền khống chế ba thanh kiếm, hoàn toàn không thể sử dụng kiếm thuật được. Quỷ vương, ngươi phải chết. Người kia bình tĩnh nói, Cố Thanh Sơn đứng trên bàn trà, lộ ra vẻ khó hiểu. Máu trên người hắn không ngừng tuôn ra, bay tới phía sau người kia, ngưng tụ thành quả cầu máu. Thắng bại đã phân. Cố Thanh Sơn lão đảo ngã ngồi xuống bàn trà, thở dài, mệt mỏi nói, thần niệm của ta bao phủ bốn phía, không thấy ngươi có bất kỳ cử động nào, vì sao có thể hấp thụ máu của ta? Người kia cười nói, mỗi một mặt nạ ác quỷ đều có lời chú ở trong đó, không có cái nào giống cái nào. Mặt nạ này của ta đã được đại nhân đặc biệt sắp xếp, có thể hút máu từ xa, được rồi, ngươi nên nhắm mắt lại. Cố Thanh Sơn lại nói, ngươi có thể đến Dạ Ma Thiên Cảnh, đương nhiên tu vi không cao hơn ta bao nhiêu. Vừa rồi ta đã toàn lực dùng ba kiếm, vì sao ngươi có thể lấy một đôi đũa kẹp kiếm của ta? Người kia im lặng không nói, mãi đến tận khi Cố Thanh Sơn quỳ một gối trên bàn trà, máu trong người dần bị hút khô, y mới nở một nụ cười trầm thấp, cái mạnh của hồn khí ác quỷ là ở luật nhân quả. Đôi đũa này của ta được chế từ vàng ròng, ở trong đó lại chứa một loại luật nhân quả, là hồn khí mà đại nhân nhà ta đặc biệt ban tặng. Đôi đũa này vừa xuất hiện, cho dù ngươi dùng chiêu thức gì, trong vòng 3 lần tấn công đều không có cách nào phản kháng, người kia vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Huyết quang trên người hắn tuôn ra nhanh chóng, máu bị rút đi ngày càng nhiều, đến nỗi cả người đã lão đảo choáng váng, ngay cả kiếm cũng sắp không cầm được. Đũa làm từ vàng ròng, đúng là xa hoa thật. Cố Thanh Sơn than thở, người kia tính toán tiến độ hấp thụ máu, vui mừng nói, vừa rồi quỷ vương hỏi ta mùi vị làm chó. Nói cho quỷ vương biết, đôi đũa vàng này chính là đáp án của ta.
Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đáp án hay. Người kia đắc ý, nói càng nhiều, tuy làm nô tài nhưng ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của đại nhân, còn cuộc sống hàng ngày thì chẳng chênh lệch so với ở Dạ Ma Thiên cảnh này là bao. Dù gì chúng ta cũng đã chinh phục vô số thế giới song song, đúng, các ngươi phá hủy những thế giới kia, còn đẩy chúng vào trong vực sâu vĩnh hằng, làm cho chúng ta mỗi ngày đều không được ngủ ngon. Cố Thanh Sơn phụ họa theo, người kia nở nụ cười. Y lại nói với giọng tiếc hận, đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện tại quỷ vương ngươi sắp chết rồi, ngay cả chó cũng không làm được, ta đây lại hỏi một câu, ngươi như vậy cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, lẩm bẩm, phù chú trên mặt nạ chắc chắn sẽ tấn công trúng đích, hồn khí lại có luật nhân quả, cái này đã mạnh đến mức thái quá. Ta đoán, thế giới các ngươi nhất định dung hợp rất nhiều mảnh vỡ của thế giới ác quỷ, người kia trầm giọng nói, mảnh vỡ của thế giới ác quỷ, chúng ta đã có đến 7 phần 10, quỷ vương, nên tiễn ngươi lên đường rồi, y đưa tay ra, hóa thành móng vuốt quỷ sắc bén chộp tới Cố Thanh Sơn. Một trảo này có thể trực tiếp xé nát thân thể Cố Thanh Sơn. Vù! Gió mạnh thổi qua không trung, móng vuốt quỷ không bắt được gì. Cố Thanh Sơn đã biến mất. Người kia đứng sững tại chỗ, một lát sau mới lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng đã hấp hối rồi, sao vẫn còn có sức mạnh né tránh. Một chớp mắt sau đó, trời đất quay cuồng. Bàn trà, đình cũ, biển mây đột nhiên biến mất, trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đột nhiên xuất hiện lại lần nữa. Người kia phát hiện mình vẫn ngồi tại chỗ. Bàn trà vẫn còn đó. Hơi nước vẫn lặng lẽ bay lên từ ấm trà, bốn phía tất cả đều bình yên. Mà quỷ vương Hoàng Tuyền cũng vẫn ngồi đối diện y. Lẳng lặng nhìn y, người kia im lặng một chút, hỏi, huyễn thuật. Cố Thanh Sơn lắc đầu, người kia lại đợi thêm một chút, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn ngậm miệng, không nói bất cứ cái gì. Cuối cùng, y chậm rãi nói, năng lực của quỷ vương quả nhiên nằm ngoài dự đoán, nhưng đến lúc phải chết thì vẫn phải chết. Trên người Cố Thanh Sơn lại bị huyết quang bao phủ, mặt nạ hấp thụ máu. Gần như là cùng lúc, Cố Thanh Sơn đột nhiên nắm chặt kiếm, phi thân đâm một cái. Người kia vẫn lấy đôi đũa vàng ra. Bất luận trường kiếm biến ảo chiêu thức thế nào, cuối cùng vẫn chạm vào đôi đũa vàng. Ánh kiếm trên trường kiếm tản ra lóa mắt, bị đôi đũa vàng kẹp lấy. Ha ha, quỷ vương sực là ngu ngốc đến mức, lời còn chưa dứt, trên trường kiếm lóe ra một tia sấm chói mắt. Thần thông lôi điện, kinh mộng, cơ thể người kia bỗng chốc cứng đờ, không thể cử động được. 5 giây sau, ánh mắt Cố Thanh Sơn rất mãnh liệt, trong hư không, một thanh trường kiếm khác đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng đến tim người kia, thiên kiếm. Kiếm khí chưa chạm vào thân, đũa vàng bỗng thả ra hai hư ảnh, đón lấy trường kiếm, đấy là sức mạnh của luật nhân quả, nhất định có thể chống lại bất kỳ công kích nào. Đáng tiếc, kiếm của Cố Thanh Sơn lướt qua hư ảnh của đũa vàng, trực tiếp đâm vào lồng ngực người kia. Một thanh trường kiếm khác thì đâm vào sau lưng người kia. Bí kiếm, yến quy, không thể nào. Người kia hoàn toàn không thể tin, nói một cách khó khăn, đây là đũa vàng của đại nhân nhà ta. Không cái gì có thể xuyên qua được, Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, ngươi chỉ biết lợi hại của đại nhân nhà ngươi, mà không biết tính năng dẫn điện của vàng trong kim loại xếp hàng thứ ba, sau đồng và trước nhôm. Người kia trừng mắt, nói không ra lời, cuối cùng chỉ vào thanh kiếm đang găm trong ngực mình. Đũa vàng chắc chắn có thể chống lại 3 lần tấn công, y thực sự không hiểu vì sao lần này đũa vàng mất đi hiệu lực. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ta không nói cho ngươi biết đâu, người kia phun ra một ngụm máu, nhưng lại bị mặt nạ ngăn trở. Máu chảy xuống cổ. Đầu y nghiêng sang một bên, chết, người kia ngã xuống đất, dòng máu chảy xuống cổ, mặt nạ ác quỷ trên mặt trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất theo gió. Tướng mạo của y rất bình thường, trên mặt có một vết sẹo. Nếu không nhờ vết sẹo nổi bật này thì thật ra cũng người này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cố Thanh Sơn lắc đầu, thu hồi kiếm, lấy ra trấn ngục quỷ vương trượng. Quyền trượng đâm thẳng vào ngực người kia. Linh hồn tiêu tán, phát động. Tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng như có như không vang lên từ quỷ vương trượng. Cố Thanh Sơn cảm thấy an tâm, thật ra đồ vật của đối phương quá mạnh, hắn không thể không tăng cường cảnh giác, trước hết dùng thuật hư mộng song song mở thế giới song song ra, mang đối phương đi, những chuyện xảy ra ở thế giới song song không thật sự xảy ra ở thế giới chân thật. Cố Thanh Sơn lại dùng thần thông lôi điện, kinh mộng, và thiên quyết của thiên kiếm, kinh mộng dùng để cố định đối phương, còn thiên quyết, vào lúc đánh trúng một tồn tại nhất định nào đó, ngài có thể thêm vào 3, 6, 9 lần tấn công giống nhau, đũa vàng chỉ có thể chống đỡ được 3 lần tấn công, đương nhiên bị phá tan. Lúc này hồn phách đối phương cũng đã bị tiêu diệt, Cố Thanh Sơn mới cảm thấy mình thắng thật sự, không đúng, còn có một vật.
hắn quay đầu lại, nhìn về phía đôi đũa vàng. Đũa vàng ngoan ngoãn bay tới trước mặt hắn, lơ lửng bất động. Cố Thanh Sơn nhíu mày, ngươi muốn nhận chủ? Hắn hỏi. Đũa vàng di động trên dưới, biểu hiện như gật đầu. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ, cũng được, ngươi lợi hại như vậy, binh khí cấp bậc luật nhân quả, đương nhiên ta đồng ý nhận ngươi. Cố Thanh Sơn nói, rồi đột nhiên vung kiếm chém không chút do dự, đũa vàng bay lên, đâm đến trước mặt. Cong. Tiếng va chạm lanh lảnh truyền đi rất xa. Âm thanh này qua đi, sau đó không hề có một tiếng động nào nữa. Yên tĩnh, Cố Thanh Sơn nhìn về phía đũa vàng. Đũa vàng cố gắng chặn trường kiếm lại, chỉ là một đôi đũa nhưng còn lợi hại hơn người vừa nãy, có thể đánh ngang với một chiêu của kiếm tu như Cố Thanh Sơn. Đây là bảo vật cỡ nào? Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi chuyển động, nhìn sang dòng chữ nhắc nhở trên giao diện chiến thần, lấy địa quyết chém chết vật ấy cần tiêu tốn 3 triệu hồn lực. Giết không nổi, 3 triệu hồn lực, muốn giết cũng không thể giết được, quá phá sản. Cố Thanh Sơn một tay cầm kiếm, một tay chỉ vào đũa vàng, nói vẻ trách cứ, ngươi đây là thái độ nhận chủ sao? Đũa vàng bực tức nói, TTT. Cố Thanh Sơn cảm thấy bất đắc dĩ. Chiếc đũa nói là hắn động thủ trước, bản thân nó chỉ tự vệ, thật ra thì một người một đũa gần như là đồng thời ra tay, không phân được trước sau. Thế nhưng đối phương chơi xấu nói như vậy, Cố Thanh Sơn cũng không còn cách nào khác, xưa nay mỗi khi chiến đấu hắn không mang theo thiết bị thu hình nào, sau này vẫn nên lắp một cái thôi. Cố Thanh Sơn dừng suy nghĩ, nghiêm mặt nói, này đũa, ngươi đồng ý thật sự trở thành binh khí của ta, bất luận phú quý bần cùng, bất kể hoàn cảnh tốt hay xấu trong cuộc đời, vào lúc ta cần ngươi nhất, ngươi vĩnh viễn cả đời cũng sẽ không bỏ đi. Chiếc đũa rung lên, giống như là không biết nên nói cái gì, cuối cùng, nói chỉ nhấp đầu đũa và nói, tê. Đây là đồng ý, Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, đến đây, nhắm mắt lại, để chúng ta cùng nhau đọc lời thề, công. Trường kiếm va chạm với chiếc đũa lần thứ hai. Đòn đánh này của chiếc đũa cực kỳ hung ác, Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm, dùng toàn lực mới chặn lại được. TTTT, chiếc đũa lớn tiếng nói. Nói láo, lần này ngươi động thủ trước, Cố Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói, ta biết ngươi rất giỏi cản đòn, nhưng nếu muốn trở thành binh khí của ta, nhất định phải để ta chém hết mấy cái thuật pháp với đồ vật linh tinh trên người ngươi đã. Đũa vàng dừng lại, dường như đang do dự. Cố Thanh Sơn hung dữ nhìn chằm chằm nó, thật ra, dựa vào những lời người kia từng nói, đũa vàng là bảo vật đại nhân nhà Y ban tặng, loại hồn khí ác quỷ này nhất định có vô số thủ đoạn, thậm chí có sức mạnh mà Cố Thanh Sơn không hay biết. Cố Thanh Sơn không dám xem thường, hắn phát động thần niệm, thiên kiếm bay ra từ hư không. Cố Thanh Sơn vừa chặn chiếc đũa lại, vừa nói, ở chỗ chúng ta, binh khí muốn nhận chủ thì phải trải qua nghi thức này, ngoan ngoãn để trường kiếm của ta chém một nhát, bảo đảm không đau. Vừa nói xong, thiên kiếm hóa thành ánh kiếm lạnh lẽo, toàn lực chém vào đằng sau chiếc đũa, lần này đũa vàng không gắng gượng được. Dù sao nó cũng là vật vô chủ, làm sao đối phó với một người hai kiếm, trong chớp mắt, đũa vàng bụp một tiếng biến mất trong hư không, không biết đi đâu. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thở vào nhẹ nhõm, hắn lẩm bẩm, một đôi đũa thôi mà cũng gian trá như vậy, đủ để thấy được sự lợi hại của thế giới ác quỷ này rồi. Ta thực sự không muốn dính dáng chút nào. Nghỉ ngơi một lát, Cố Thanh Sơn bay ra khỏi đình cũ, đứng trên biển mây. Bây giờ toàn bộ Dạ Ma Thiên Cảnh đã bị phá hủy gần hết, rốt cuộc làm thế nào để vượt qua kiếp này? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt lại quay trở về ngôi đình cũ nát kia. Đây là kiến trúc cuối cùng mà Dạ Ma Thiên Cảnh để lại, có phải phá hủy nó là thiên kiếp sẽ kết thúc? Cố Thanh Sơn vung kiếm lên định chém về phía đình cũ nhưng đột nhiên dừng lại. Bên tai truyền đến từng lời cầu xin, Cố Thanh Sơn nghe xong, lập tức hiểu được. Đình cũ là kiến trúc cuối cùng mà Dạ Ma Thiên Cảnh để lại. Ý chí còn sót lại của toàn bộ thế giới Dạ Ma Thiên Cảnh đều gửi ở nơi này. Lời nói vừa rồi chính là ý chí còn sót lại của Dạ Ma Thiên Cảnh. Nếu Cố Thanh Sơn hủy diệt ngôi đình thì chẳng khác nào thế giới này bị hủy diệt một cách hoàn toàn, ý chí bản nguyên còn sót lại cũng tan thành mây khói. Vì vậy, nó không thể không ra mặt cầu xin. Cố Thanh Sơn im lặng cảm nhận. Sau khi chính thức nhảy điệu tế lễ thế giới, hắn có thêm một năng lực, đó chính là có thể tự nhiên liên kết với từng thế giới, giành được sự hòa hợp với thế giới. Chính điều này làm cho hắn đoán ra, đối phương chính là ý chí còn sót lại của thế giới. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nói, ta không định để lại thế giới này cho ác quỷ, ngươi hoặc là đi theo ta, hoặc là nghĩ cách rời đi tới nơi khác, tiếng nói bên tai càng cấp thiết hơn. Cố Thanh Sơn gật đầu, rất tốt,
trong tròng mắt của ta có một thế giới, cộng thêm một ý chí còn sót lại của thế giới khác, các ngươi vừa vặn có thể làm bạn. Hắn nhìn lên trên đình cũ, phát động đồng thuật. Chỉ một thoáng, đình cũ lập tức biến mất, thân là vật dẫn của ý chí còn sót lại của thế giới, nó đã bị Cố Thanh Sơn thu vào trong đồng thuật. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên hàng chữ nhỏ nhấp nháy, thuật thế giới của ngài được xây dựng dựa trên pháp tắc thế giới tầng trong, sức mạnh hỗn độn, địa thủy hỏa phong, kiếm đồng thuật, và nguyên lực thế giới. Hiện tại, nguyên lực thế giới của ngài đã được tăng cường, đồng thuật xây dựng thế giới của ngài sẽ càng chân thực, ổn định hơn. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi, càng chân thực, ổn định hơn là thế nào, còn chờ quan sát, tạm thời không biết. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn chỉ thấy hồn lực còn lại của mình lóe lên một cái, đã mất đi 200 điểm. Giao diện chiến thần hiện ra mấy hàng chữ nhấp nháy, xét thấy ngài có được toàn bộ dạ ma thiên cảnh còn sót lại, dạ ma thiên kiếp của ngài đã kết thúc, ngài có thể hoàn thành độ kiếp lần này bất cứ lúc nào. Bản giao diện sẽ trợ giúp ngài trở về thế giới nguyên bản. Khi ngài trở về thế giới nguyên bản, ngài chính thức trở thành tu sĩ dạ ma thiên cảnh. Cố Thanh Sơn chỉ đành phải bỏ qua chuyện hồn lực vừa bị lấy đi, hậm hực nuốt vào lòng. Có điều, sau khi độ kiếp được trở về không phải là điều bình thường sao? Nói như vậy, pháp tắc thiên địa đều ngầm thừa nhận việc trợ giúp tu sĩ quay trở về, nhưng Cố Thanh Sơn không dám hỏi. Hỏi là bị mất hồn lực. Quên đi, đi về trước rồi hãy nói những chuyện khác. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, đang định lên đường thì lại sực nhớ ra điều gì. Hắn cúi đầu quan sát biển mây mênh mông. Trong biển mây, vô số tu sĩ bị vướng vào dây mây, đang ngủ say giữa mộng cảnh cực lạc. Dựa theo lời giải thích của người kia, đây chính là đất của đại nhân nhà y, dùng để kiếm một ít thu nhập. Nói cách khác, những tu sĩ này là ruộng của đại nhân nhà y. Một vốn bốn lời. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài nói, các ngươi đều gieo gió gặt bão, đáng thương mà cũng đáng trách. Hơn nữa, các đường tiền tài của người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ của họ, ta vốn không nên cứu các ngươi. Nhưng đối với chúng sinh mà nói, bất luận phạm vào tội lỗi lớn cỡ nào, cho dù vào 18 tầng địa ngục thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày quay lại, trong khi đó, ngay cả linh hồn của các ngươi cũng không thể bảo toàn được. Thôi, ta giúp các ngươi một lần, sau này các ngươi hãy tự lo lấy. Gió nổi lên, mây tan đi, toàn bộ dây mây hóa thành bụi trần bay trong gió. Cố Thanh Sơn không chờ những tu sĩ kia tỉnh lại mà lập tức biến mất trong hư không. Đêm vùng đất hoang vu, một vệt lửa trời đâm sầm xuống mặt đất, làm nổ tung thành một hố đá khổng lồ. Giây lát sau, một đôi đũa vàng bay từ dưới hố ra ngoài, lại tiếp tục bay vào hư không. Nó bay xuyên thấu qua từng thế giới bị hủy diệt hoàn toàn cho đến giới có sinh linh tồn tại, nó vẫn không ngừng bay về phía trước. Thế giới vô tận, cũng không biết qua bao lâu, nó rốt cuộc đã bay tới trước mặt chủ nhân của nó. Đũa vàng run rẩy, im lặng nằm trên bàn. Nó biết lúc này tâm trạng chủ nhân của mình không tốt, nó không nói gì mà chỉ nằm im lặng ở đó. Một lát sau, cuối cùng, giọng của chủ nhân nó cũng vang lên, có người dám giết nô bộc của ta, thật là thú vị. Tĩnh mịch. Trên đỉnh núi màu trắng xám, vô số ác quỷ và nô bộc không kẻ nào dám tiếp lời. Giọng nói của chủ nhân lại vang lên, người đâu, triệu hồn, ta cũng muốn hỏi một chút, quỷ vương Hoàng Tuyền kia nói thế nào. Một tên nô bộc bắt đầu bấm quyết thi pháp, thời gian chậm rãi qua đi. Tên nô bộc này đầu đầy mồ hôi, không ngừng thôi thúc các loại thuật triệu hồn nhưng vẫn không thể gọi hồn phách của kẻ bị giết khi nãy. Gã dùng 53 loại pháp quyết nhưng cũng vô hiệu, đến khi thử nghiệm loại thứ 54 thì phát hiện thân thể của mình không còn. Trên đất có một đống xương trắng, mà ở chỗ gã đứng khi nãy chỉ còn lại linh hồn. Bỗng nhiên, trong hư không thè ra một cái lưỡi dài, cuốn linh hồn của gã đi đâu mất. Tĩnh mịch, khắp thế giới không một ai dám thở, chỉ lo tiếng thở của mình sẽ bị chủ nhân chú ý, giọng nói của chủ nhân lại vang lên. Thật vô dụng, đổi người khác, những người ở đó không dám di chuyển, chỉ có một tên ác quỷ vạm vỡ đứng ra, bắt đầu bấm quyết thi pháp. Hắn ta thử nghiệm ba loại thuật pháp, nhưng vẫn vô hiệu. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi quỳ trên mặt đất bẩm báo, đại nhân, ti chức đã thử rồi, thực sự không thể triệu hồi hồn phách. Ồ, giọng nói của chủ nhân lại vang lên, âm cuối kéo thật dài. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, lần này chủ nhân dường như không hề tức giận mà lại có mấy phần hứng thú, ngay cả ngươi cũng không cách nào triệu hồn sao. Đúng thế. Thú vị, cực kỳ thú vị, để ta tự mình thử xem. Pháp tắc thiên địa mênh mông ngưng tụ trên ngọn núi, lại từ từ tản ra. Triệu hồn thất bại. Giọng nói lãnh đạm của chủ nhân vang lên, nghe không ra là vui mừng hay tức giận, một chớp mắt sau.
Mây gió vần vũ khắp cả thế giới, ngôi sao vô tận từ trên trời giáng xuống, rơi trên ngọn núi. Tìm ra rồi, cùng với một câu này, tất cả dị tượng đều biến mất giống như chưa từng tồn tại. Thế giới lại khôi phục sự tối tăm vốn có. Một điểm sáng mờ mờ hiện lên, khá lắm, khó trách các ngươi không cách nào triệu hồn được, hóa ra là linh hồn đã bị đánh tan, chỉ còn lại một điểm sáng cuối cùng trôi nổi trong hỗn độn, vì vậy ta phải dùng thuật thời không, thuật sinh trưởng linh hồn, thuật tái tạo thân thể, sau đó mới có thể hồi phục hắn ta lại như cũ. Ác quỷ kia vẫn quỳ trên mặt đất, im lặng nghe đại nhân nói rõ, ông quyền nói, đại nhân pháp lực vô biên, thuộc hạ khâm phục. Không cần khâm phục. Ta sẽ không làm như vậy, ác quỷ đánh bạo hỏi, vì sao? Một cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóp tắt điểm sáng yếu ớt kia. Lần này không khác nào hủy diệt hoàn toàn, cũng không thể quay về hỗn độn được nữa. Giọng nói của vị đại nhân kia lại vang lên, chỉ là một con chó mà thôi, không đáng để ta tốn sức. Nếu như ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần mở thuật ánh sáng chiếu lại trên chiếc đũa là được. Đũa vàng vẫn nằm trên bàn, nghe thấy lời này của chủ nhân thì biết mình nhất định phải ra trận. Nó bay đến, thả ra một màn sáng. Cảnh đối thoại giữa Cố Thanh Sơn và nô bộc kia từ từ xuất hiện, tất cả đều hiện rõ. Sau đó là chiến đấu, trường kiếm lượn lờ ánh chớp đâm vào đũa vàng, lập tức cố định nô bộc kia. Chỉ nghe Quỷ Vương Hoàng Tuyền nói, ngươi chỉ biết lợi hại của chủ nhân nhà ngươi mà không biết trong số các kim loại, vàng có tính năng dẫn điện xếp thứ ba, dưới đồng và trên nhôm. Chủ nhân ác quỷ kia đang dùng tay gõ nhẹ xuống bàn, lúc này đột ngột dừng lại. Một đám ác quỷ im lặng không nói gì. Toàn bộ ánh mắt tập trung trên đũa vàng. Dẫn điện. Đũa vàng chính là bảo vật hồn khí cao cấp nhất, mỗi lần chủ nhân ban xuống, đều giành được thế chủ động trong mỗi trận chiến, chưa bao giờ thua một lần nào. Không ngờ, cây đũa này lại dẫn điện. Chúng ác quỷ tiếp tục nhìn về phía quang ảnh, chỉ thấy nô bộc chỉ vào trường kiếm trên ngực, gương mặt đầy nghi vấn. Nhưng Quỷ Vương Hoàng Tuyền lại lắc đầu, nói, ta không nói cho ngươi, sau đó là cảnh Quỷ Vương và đũa vàng đánh lén lẫn nhau. Cuối cùng đũa vàng vội vã chạy trốn. Quang ảnh chiếu tới đây, từ từ tiêu tan. Chủ nhân ác quỷ im lặng trong chốc lát, chậm rãi nói, quỷ vương này thông hiểu kết cấu và mối tương quan của vạn vật, dùng lôi điện để phá luật nhân quả của đũa vàng của ta, thực sự là hiếm thấy. Vả lại, thần lực của Quỷ Vương Hoàng Tuyền cũng không tệ, hắn có thể trấn áp những trọng phạm đang bị giam giữ trong địa ngục, đợi đến lúc cần thì lại sai khiến bọn họ, vậy thì, phái thêm người đi khuyên, chủ nhân ác quỷ còn chưa nói xong. Trong hư không bỗng có một ánh lửa bay tới trước mặt hắn ta. Hắn ta nhận lấy ánh lửa, im lặng kiểm tra nội dung trong đó. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Sát ý hung ác vô tận bỗng dưng sinh ra, bao trùm lên mỗi một tên ác quỷ nơi đây, khiến bọn họ thậm chí chẳng còn đủ sức để đứng vững. Đại nhân bỗng dưng nổi giận, bột bột, tất cả mọi người ngã quỵ xuống mặt đất, không dám thở mạnh. Giọng nói nặng nề của đại nhân vang lên, có câu, cắt đứt đường tiền tài của người khác thì chẳng khác nào giết cha giết mẹ của họ, cứ tưởng rằng quỷ vương là một người thông minh, nhưng lại đi làm một số chuyện không cần thiết, làm hỏng ruộng của ta. Lần này trong lòng những ác quỷ kia đã có tính toán, ti chức bất tài, nguyện dốc sức vì đại nhân. Chủ nhân, để ta đi cho, ta chắc chắn sẽ chém hắn thành muôn mảnh, đại nhân, ta nhất định sẽ khiến hắn cảm nhận đủ mọi đau đớn khổ sở trên thế gian này, cuối cùng mới ăn hắn. Bọn họ tranh nhau nói. Chủ nhân ác quỷ không nhịn được, nói, đủ rồi. Tiếng nói lập tức biến mất. Ta muốn giết kẻ này, làm cho mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của hắn. Thanh Long, đi giết quỷ vương cho ta, câu hồn phách của hắn đi dạo quanh thế giới Hoàng Tuyền, lấy đó để đe dọa quỷ thần. Vừa dứt lời, từ nơi sâu xa trên bầu trời bỗng truyền tới tiếng rồng gầm. Một vệt màu xanh vọt ra giống như cực quang, lượn vòng trên bầu trời đêm. Giây lát sau, thân hình ưu mỹ to lớn ấy từ trên trời giáng xuống. Bay một vòng quanh ngọn núi. Sấm vang chớp giật, mưa gió lạnh lẽo, chúng ác quỷ chỉ đành phải nằm rạp trên đất mới có thể miễn cưỡng bảo đảm mình không bị gió thổi đi. Tuân, mệnh, giọng nói chấn động toàn bộ thế giới, đến mức mặt đất rộng lớn rung rẩy không thôi. Một bên khác, Cố Thanh Sơn ở trong phi thuyền, mở mắt ra, giao diện chiến thần lại nhấp nháy hàng chữ nhỏ, ngài đã đột phá tới dạ ma thiên cảnh. Bắt đầu từ bây giờ, ngài là một tu sĩ dạ ma thiên cảnh. Linh lực của ngài tăng vọt lên 7 phần. Cố Thanh Sơn đứng lên, thoáng cảm ứng một chút. Đúng là linh lực thu được đã tăng lên rất nhiều. Bình thường, trong chiến đấu, linh lực càng nhiều thì uy lực tấn công của tu sĩ lại càng lớn. Tổng linh lực cũng quyết định năng lực duy trì chiến đấu của tu sĩ. Cho nên, đối với tu sĩ mà nói thì linh lực rất quan trọng,
nhưng cũng không phải là quyết định tất cả. Bởi vì trên chiến trường, một tu sĩ có năng lực tùy cơ ứng biến, cộng với uy lực của trang bị và pháp bảo, cùng ý chí quyết tâm của chính tu sĩ, thậm chí là chiến thuật, kế hoạch và đánh bất ngờ, đều quyết định thắng bại của trận chiến. Tại sao mọi người lại sợ kiếm tu? Bởi vì kiếm tu rất liều mạng, hơn nữa cực kỳ am hiểu kỹ năng chém giết. Cố Thanh Sơn đi đi lại lại trên phi thuyền, trong lòng hơi do dự. Có cần tiếp tục tăng cảnh giới hay không? Sau khi tới Dạ Ma Thiên Cảnh, hắn có thể cảm nhận được tốc độ hấp thụ lực lượng Ma Long của mình cũng đang tăng nhanh. Ma Long là hồn khí mạnh nhất của nhân tộc cực cổ, đáng tiếc bị linh hồn ác quỷ đoạt mất thân thể, nên nhân tộc cực cổ mới buộc lòng phải từ bỏ binh khí mạnh mẽ này. Dạ Ma Thiên Cảnh há có thể so với sức mạnh mà nó ẩn chứa. Cố Thanh Sơn đã đoán được, nếu không nhờ điệu nhảy của địa thần, nếu không phải hắn từng lấy được lời chúc phúc của chư giới, thì e là hắn sẽ còn cần rất nhiều thời gian mới có thể hấp thụ được sức mạnh của Ma Long. Vì vậy, lúc này chính là một thời cơ. Rốt cuộc có nên tiếp tục đốt phá? Hay là đi tới Vương quốc Kinh Cức tụ họp với mọi người, chuẩn bị chiến sự? Đang lúc Cố Thanh Sơn đắn đo thì thấy giao diện chiến thần lại hiện ra hàng chữ nhỏ, đặc biệt cảnh báo, ngài nhất định phải tiếp tục tăng cảnh giới mới có thể hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của Ma Long. Sau khi ngài hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Ma Long, ngài có thể nắm giữ một loại thần thông. Cố Thanh Sơn biết giao diện chiến thần đang ở đó chờ đợi mình, 200 hồn lực cũng không tính là gì. Hắn bèn nói, được rồi, cho ngươi hồn lực, nói một chút xem rốt cuộc là thần thông thế nào. Chỉ một thoáng sau, hồn lực của hắn bị trừ mất 300. Lông mày Cố Thanh Sơn nhướng cao, hỏi, sao lần này thu nhiều hơn 100, giao diện chiến thần lại lấy mất 200, đáp, bởi vì đáp án này đáng giá. Cố Thanh Sơn hết cách, nói, được rồi, nói cho ta, thần thông kia là cái gì, hồn lực lại thiếu mất 300. Cố Thanh Sơn giận dữ. Rõ ràng là cùng một vấn đề, tại sao lại thu tiền? May mà lần này hắn thông minh, ngậm chặt miệng, nửa chữ cũng không hỏi. Giao diện chiến thần thấy hắn không lên tiếng nữa, mới từ từ vào đề, khi ngài hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của Ma Long, ngài sẽ có được một loại thần thông. Cố Thanh Sơn vẫn im lặng. Hắn kiên nhẫn ngậm chặt miệng, không lên tiếng. Giao diện chiến thần đợi một lúc, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, hóa thân Ma Long. Hóa thân Ma Long, bốn chữ này giống như có một sức mạnh nào đó làm cho tinh thần của Cố Thanh Sơn chấn động. Nếu như thật sự có thể có được sức mạnh của Ma Long thì hắn cũng không cần phí tâm phí sức, cố gắng hết sức tìm kiếm toàn bộ những nhân tố có lợi nhất. Hắn sẽ chiến đấu một trận với linh hồn tiêm tiếu giả trước rồi mới tính tiếp. Tình báo thu được từ cuộc chiến chính diện còn chân thực, quý giá hơn so với những phương pháp khác rất nhiều. Nếu có thể hóa thân thành Ma Long, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng tự tin hơn. Đến lúc đó cho dù không đánh thắng được linh hồn tiêm tiếu giả thì chí ít cũng có vốn liếng để thoát thân. Vậy thì, Cố Thanh Sơn nắm chặt tay lại, ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ về chuyện đột phá. Sức mạnh của Ma Long khổng lồ như vậy, chỉ có thể dựa vào đột phá mới có thể hấp thụ một cách nhanh chóng. Vào lúc này, không nên nghĩ tới chuyện quay về Vương quốc Kinh Cức, hoàn thành đột phá mới là chuyện chính. Cố Thanh Sơn lấy đệm cói ra, thắp một nén nhang, chuẩn bị đan dược, sau đó lại đi dạo bên trong phi thuyền. Hắn nhớ lại toàn bộ những trải nghiệm trong quá trình tu hành của mình, lại nghĩ thật kỹ về những biến ảo trong kiếm thuật và đạo pháp để kiểm chứng và tổng kết. Dạ Ma Thiên Cảnh không phân chia thành sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh, chỉ có một cảnh giới duy nhất, mà nghe nói tu sĩ tự tại thiên vương cảnh đã vượt qua mức tưởng tượng, không phải tu sĩ Dạ Ma Thiên Cảnh có thể so sánh được. Tự tại thiên vương có thể đi lại giữa vạn giới, khắp nơi đều tôn làm thiên vương. Trên cảnh giới này còn cảnh giới tu di sơn chủ. Liên quan tới cảnh giới này, trong 900 triệu tầng thế giới và vô số thế giới thuộc bên tu hành đều không hề có sổ sách ghi chép lại, mọi người chỉ biết bên tu hành có cái gọi là tu di sơn chủ mà thôi. Còn về tình báo cụ thể thì không có chút thông tin nào, chỉ có một số tin đồn vô căn cứ, chẳng hạn như, tự tại thiên vương có 48 gia quyến, tu di sơn chủ có 120 tùy hình, tất cả đều chịu tác động bởi nguyện vọng, không cầu cũng tự đến. Lời đồn này rất dễ khiến người ta thắc mắc gia quyến và tùy hình là cái gì, còn có một nghi vấn nữa. Nếu như nữ tu lên tới cấp tự tại thiên vương hoặc tu di sơn chủ, thì tình trạng sẽ như thế nào? Điều này làm cho người ta không thể không ngẫm nghĩ, trong đó còn mang theo một chút ý vị không tên. Nhờ các tu sĩ cực lực truyền miệng nhau, tin đồn này đã lan ra rộng khắp, làm cho 900 triệu tầng thế giới đều biết tới chuyện này. Ngay cả trẻ con cũng muốn tranh giành để nói một tiếng trước Cố Thanh Sơn, muốn chiếm một vị trí gia quyến. Còn về tự tại thiên vương và tu di sơn chủ là như thế nào, thì không một ai hiểu rõ. Chuyện này rất kỳ lạ. Cố Thanh Sơn cũng có phán đoán về chuyện này. Thời cực cổ,
một nhân tộc của thế giới song song nào đó đã chạy tới dòng chảy hỗn loạn của hư không, kiến tạo thế giới ở nơi đó. Sau khi Ma Long gặp sự cố, bọn họ cũng vội vàng bỏ đi. Sau đó thần tộc đã thay bọn họ, tiếp tục sáng tạo thế giới. Bởi vì thần tộc muốn thống trị thiên giới nguyên thủy, mà bản thân thần tộc chỉ có sức mạnh tứ trụ thánh cảnh, vì vậy bọn chúng đã hủy diệt toàn bộ tri thức đột phá cấp bậc cao hơn. Bắt đầu từ khi đó, các tu sĩ chỉ còn nghe thấy một số tin đồn linh tinh, ví dụ như dạ ma thiên cảnh là kiếp phúc báo. Ví dụ như tự tại thiên vương và gia quyến, tu di sơn chủ và tùy hình, còn tri thức thực sự thì chẳng được truyền lại trong 900 triệu tầng của dòng chảy hư không. Như vậy, thực lực của chúng sinh trong 900 triệu tầng thế giới đã bị hạn chế. Cố Thanh Sơn chợt nghĩ, có lẽ chỉ có bên trong thế giới song song kia mới có tu sĩ truyền thừa hoàn chỉnh. Hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, trong 900 triệu tầng thế giới, đám tu sĩ biết có dạ ma thiên cảnh, thế nhưng không một người nào có thể đạt tới cảnh giới này. Vì vậy, những tu sĩ mình nhìn thấy ở dạ ma thiên cảnh chắc hẳn đều không phải đến từ 900 triệu tầng thế giới trong dòng chảy hư không, bọn họ đến từ những thế giới song song bên ngoài dòng chảy hư không. Đó thực sự là những thế giới do thiên nhiên tạo ra. Như vậy, chúng sinh trong vùng hư không của 900 triệu tầng thế giới làm sao mới có thể phá bỏ gông xiềng mà thần tộc đã tạo ra, để trở nên mạnh hơn, vượt sâu vĩnh hằng là một phương pháp. Thế nhưng vượt sâu vĩnh hằng có tính chất biệt lập quá mạnh, nếu không thể thích ứng được với sức mạnh vượt sâu thì sẽ chết ngay lập tức. Ngày trước, khi Lâm và đồng bạn của cô đi tra xét vượt sâu, ngoại trừ cô thích ứng được với sức mạnh vượt sâu cho nên mới sống sót, còn bạn cô đều đã chết hết. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Vượt sâu không phải là con đường giúp mọi người mạnh lên. Nhân tộc cực cổ có để lại truyền thừa gì không? Ngoài Lâm ra, hình như chỉ có cường giả đệ nhất nhân tộc cực cổ để lại điệu nhảy cho mình. Theo như ông lão này nói thì điệu nhảy đó chính là phát hiện vĩ đại nhất của bọn họ trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Vì vậy, điệu nhảy chúng sinh tế mệnh cũng không phải là truyền thừa của bọn họ. Nếu như vậy thì truyền thừa của nhân tộc cực cổ đã bị đoạn tuyệt. Thực sự là đau đầu. Thế rốt cuộc là có cách nào để làm cho chúng sinh trong vùng hư không này trở nên mạnh mẽ không? Cố Thanh Sơn bắt đầu nhớ lại tất cả những gì mình trải qua ở thời đại viễn cổ, thần tộc chắc không đủ năng lực để dở mánh khóe gì với trật tự. Linh hồn tim tiếu giả thì kiên kỵ trật tự, đã phá hủy trật tự tại thời đại viễn cổ, mình thì cứu nữ sĩ Hắc Hải trong một mẫu của thế giới song song. Thế nhưng, khi ở thế giới của Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao, nữ sĩ Hắc Hải lại bị linh hồn tim tiếu giả bóp chết lần nữa. Lúc đó bà bị mất đi rất nhiều sức lực, ngay cả thẻ bài cũng để lại an hồn hương. Từ một khía cạnh nào đó, điều này đã chứng minh rằng linh hồn tim tiếu giả kiên kỵ bà tới cỡ nào. Vì vậy, cứu nữ sĩ Hắc Hải, kích hoạt chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc mới chính là con đường đúng đắn để chúng sinh mạnh lên. Ngoài ra, nếu như có thể đi tới thế giới tầng trong thật sự, tìm đạo quyết tu hành cao cấp hoặc ghi chép ma pháp, công pháp võ đạo gì đó, cũng là một cách, thế nhưng, không ai biết đi như thế nào. Hiện giờ có hai con đường. Kích hoạt chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc, hoặc là nghĩ cách đi tới thế giới tầng trong tìm công pháp. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy may mắn. Bản thân hắn có sức mạnh Ma Long, hắn có thể lướt qua cả hai con đường này, đột phá trước rồi hãy tính tiếp. Vấn đề duy nhất bây giờ là hắn đã đắc tội với ác quỷ đạo. Thiên kiếp vốn là một chuyện vô cùng phiền phức, nếu bây giờ ác quỷ tới đây trả thù, chuyện sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng cũng không thể vì sợ gặp phải ác quỷ mà không đột phá được, thời gian càng lâu thì càng có thời gian chuẩn bị cho đối phương không bằng thừa dịp này đột phá ngay luôn, nói không chừng ác quỷ đạo còn chưa kịp phản ứng lại. Lúc này, Cố Thanh Sơn cảm thấy trạng thái của mình đã điều chỉnh tới đỉnh phong. Hắn ngồi xuống đệm cói, đặt linh đan vào trong miệng, chính thức bắt đầu đột phá, điều tức, quên lãng, thần thức và hư vô hòa vào nhau, coi nhẹ sự sống và cái chết, đạt tới trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ thấy một luồng khí màu đen xuất hiện quanh người Cố Thanh Sơn, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ khoang thuyền của phi thuyền. Sức mạnh Ma Long, lúc mới xuất hiện, nó là dòng khí màu đen rồi dần dần lại biến thành sức mạnh dồi dào của thủy triều. Tinh túy của sức mạnh Ma Long bập bình qua lại, từ từ chuyển hóa thành nguồn suối sức mạnh, mỗi một giây phút đều giúp cho thân thể, hồn phách và tinh thần của Cố Thanh Sơn mạnh hơn. Đối với sức mạnh Ma Long khổng lồ ấy, kiểu chuyển hóa thế này cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nhỏ bé. Ngược lại, Cố Thanh Sơn lại cảm thấy tốc độ mạnh lên của mình quá nhanh, cảm giác này tựa như ngồi trên một con ngựa bị mất cương, dốc hết sức lực lao đi vùng vụt trên con đường dẫn lên trời. Bất tri bất giác, một giờ đã trôi qua, Cố Thanh Sơn cảm thấy tốc độ mạnh lên của bản thân mình dần dần chậm lại, đây không phải là vì tiêu hao sức mạnh Ma Long quá nhiều, mà là có quá nhiều sức mạnh tụ tập ở một cửa ải nào đó,
không thể tiếp tục đột phá lên. Đúng thế, đây là đỉnh phong của dạ ma thiên cảnh. Chỉ cần đi qua bước này, tự tại thiên kiếp sẽ đến. Cố Thanh Sơn bình tĩnh lại, ngừng thở, toàn lực xông phá, sức mạnh toàn thân tăng vọt, lập tức khơi ra căn nguyên pháp tắc trong hư không. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện theo, thực lực của ngài đã đạt tới hạn mức tối đa của dạ ma thiên cảnh, đồng thời còn đang không ngừng mạnh lên. Ngài đang tiến vào tự tại thiên vương cảnh, đặc biệt chú ý, bản giao diện sẽ cung cấp một tin tình báo chưa từng có trong 900 triệu tầng thế giới. Tự tại thiên kiếp chính là kiếp nạn liên quan tới Tu Di Sơn kiếp. Kiếp nạn này vượt quá khỏi hạn chế của thời không, cùng tiến hành đồng bộ với những người độ kiếp trong mỗi một thế giới tu hành, mức độ nguy hiểm vượt xa trước kia. Nhớ kỹ, hãy tự lo lấy, không được xem thường. Cố Thanh Sơn giật mình. Lời này là có ý gì? Rõ ràng hắn đang độ tự tại thiên kiếp, tại sao lại kéo theo cả Tu Di Sơn kiếp, thế nhưng thiên kiếp không cho hắn thời gian suy nghĩ. Đếm ngược 5 giây, tự tại thiên kiếp sắp tới. 5 4 3 2 1 Tự tại thiên kiếp chính thức bắt đầu, trong hư không cố vô số pháp tắc vô hình rơi trên người Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng sau, hắn biến mất khỏi phi thuyền. Mai rùa này có tác dụng gì, có thể dùng để xem bói, cũng có thể dùng để làm pháp bảo phòng ngự. Bao nhiêu linh thạch? 100.000 là có thể lấy đi, quá đắt, mai rùa này của ngươi chỉ dùng để xem bói được thôi. Mọi người đều là người có thân phận, ai dùng mai rùa làm phòng ngự, 90.500, không thể ít hơn được nữa. Nhiều nhất là 90.300, nếu được ta đồng ý mua. Giao dịch thành công, hai tên tu sĩ trao đổi linh thạch và mai rùa, đôi bên đều vui vẻ. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này, đăm chiêu. Hắn mới tới không bao lâu, xung quanh tiếng người huyên náo, khắp nơi đều có tu sĩ cò kè mặt cả. Cực kỳ náo nhiệt. Thế tự tại thiên vương kiếp là buôn bán à? Cố Thanh Sơn đảo mắt quanh toàn bộ phố chợ ngoài trời, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Ở trong phố chợ vùng hoang dã này, mỗi một tu sĩ đều là dạ ma thiên cảnh đỉnh phong, sóng linh lực phát ra từ trên người họ không chênh lệch nhau lắm. Nói cách khác, ở đây toàn là tu sĩ dạ ma thiên cảnh đến độ kiếp. Thật ra, dạ ma thiên cảnh cũng đã được cho là tu vi không tệ, chẳng trách người vừa rồi khi trả giá lại nói, tất cả mọi người đều là người có thân phận. Cố Thanh Sơn thong thả đi lại trong phố chợ. Không có người nào chú ý tới hắn, thỉnh thoảng cũng có một số nữ tu nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Dù sao mặt mũi của hắn sau khi được binh khí siêu thời không chỉnh sửa lại đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Lại nói tới việc dùng binh khí siêu thời không, khuôn mặt này có khuynh hướng nữ tính cho nên rất dễ thu hút sự chú ý của phụ nữ. Phong cách này hoàn toàn khác với Cố Thanh Sơn nguyên bản, ngay cả giọng nói của hắn cũng biến thành nhẹ nhàng hơn. Lúc đó là vì để tránh cho kẻ địch nhận ra thân phận thật sự nên hắn mới đồng ý chuyện chỉnh sửa này. Cố Thanh Sơn đi lòng vòng quanh phố chợ, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ. Những tu sĩ này đều không phải là người trong 900 triệu tầng thế giới thuộc hư không, dựa theo quan niệm của thế giới, thì thật ra dòng chảy hư không hỗn loạn thuộc về tầng vách ngăn ở bên ngoài thế giới, mà những người này thì đến từ thế giới thật sự. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng bước. Hắn hiểu sâu sắc một chuyện. Người của bên tu hành có thể gặp gỡ người của các thế giới song song, bởi thiên kiếp này mà bọn họ có thể vượt qua thời không, từ mỗi một thế giới tới gặp nhau. Ví dụ như dạ ma thiên kiếp trước đó. Lại ví dụ như tự tại thiên vương kiếp lần này, vậy thì thiên kiếp lần này, rốt cuộc là cái gì? Không phải nói là liên đới tới cả Tu Di Sơn kiếp sao? Cố Thanh Sơn mang vẻ mặt bình thản, chỉ đi lại lung tung trong phố chợ mà không có mục đích gì, thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía các quầy hàng, bán bùa chú, bán binh khí giáp cụ, bán lò luyện đan và đan dược, bán linh thảo tiên quả, bán nguyên liệu nấu ăn, bán đạo quyết, thật sự khiến người ta hoa cả mắt, những su sĩ lui tới kia hầu như là đầy kín đường. Có đôi khi khó tránh khỏi một số đi quá gần nhau, vì để tránh cho đối phương hiểu nhầm gì đó, tất cả mọi người đều thả ra lá chắn linh lực. Khi đụng phải lá chắn linh lực của người khác, đôi bên lại mượn lực mà hơi lùi về sau nhường đường, một cảnh tượng hài hòa khiêm nhường. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, chuyện này thật ra cũng có thể hiểu được, bởi vì cảnh giới của mọi người tương tự như nhau, lại không hề quen biết nhau, nên nếu đánh nhau thì chẳng ai dám nắm chắc gì. Cố Thanh Sơn dừng lại trước một quầy hàng, đạo hữu, muốn xem tình báo loại nào? Tu sĩ kia hỏi. Thiên kiếp. Cố Thanh Sơn nói, tu sĩ kia cười, đáp, loại người đã đi đến được bước này như ta và ngươi, đương nhiên đều biết tình báo về thiên kiếp là cực kỳ cơ mật, không thể nói lung tung, ở chỗ ngươi mua bán thế nào? Hắn hỏi,
trên mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn sang sạp hàng bán ngọc giản. Tu sĩ kia không kênh kiệu nữa, duỗi hai ngón tay ra, nhặt một ngọc giản lên, nói, bản này là tình báo của tự tại thiên vương kiếp, 10.000 linh thạch, 10.000 linh thạch. Cố Thanh Sơn tỏ vẻ kinh ngạc, nói, sao ngươi không đổi nghề thành cướp luôn đi? Vừa rồi hắn đi qua đi lại một vòng đã biết giá trị của tình báo này. Tu sĩ kia bày ngọc giản ra trước mặt Cố Thanh Sơn, nói đầy chân thành, đây là bản mà ta đặc biệt cất giấu, nhiều hơn tình báo của người khác nhiều. Sau đó, gã lại lặng lẽ truyền niệm cho Cố Thanh Sơn, ta có tin tức về Tu Di Sơn kiếp, truyền tin này thôi đã đáng giá 6.000 linh thạch rồi. Thật sao, không lừa người khác chứ? Cố Thanh Sơn hoài nghi nói. Tu sĩ kia vỗ ngực nói, bảo đảm đây là nội dung gốc được cất giấu rất kỹ, phải trả tiền mới đọc được, tuyệt đối không phải là sao chép từ thành quả lao động của người khác. Không tin, sau khi ngươi mua về, xem qua mà cảm thấy đáng giá thì hẳn rời đi. Cố Thanh Sơn nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng cảm thấy tình báo này đáng giá. Đồng ý. Cố Thanh Sơn thanh toán linh thạch trên người hắn vẫn là tiền tiêu mà sư tôn cho lúc còn ở Bách Hoa Tông, cùng với số chi tiêu mỗi tháng ở Hoang Vân Thiên Cung. Thật ra những linh thạch này vẫn luôn ở đó, hắn đã lâu không dùng tới loại tiền này. Cũng may linh thạch đều thông dụng trong mỗi thế giới tu hành, người kia nhận linh thạch, thoải mái đưa ngọc giản tới. Tu sĩ nhận linh thạch, đưa ngọc giản vào tay hắn, thoải mái nói, ngươi có thể xem ngay ở dây, bảo đảm không lỗ. Cố Thanh Sơn cười. Tự tin vậy sao? Hắn đứng im tại chỗ, thả thần niệm vào trong ngọc giản. Một lượng lớn thông tin xuất hiện trong thức hải của hắn. Nơi này là thế giới thiên trụ, tự tại thiên kiếp và Tu Di Sơn kiếp đều bắt đầu từ nơi này. Tự tại thiên kiếp, 1.000 năm mở một lần. Những tu sĩ độ thiên kiếp này trong 1.000 năm qua sẽ vượt qua hạn chế thời không, xuất hiện ở thế giới thiên trụ. Vị trí hiện tại của Cố Thanh Sơn chính là trong vùng hoang dã cách thành chủ của thế giới thiên trụ không xa lắm. Toàn bộ tu sĩ độ thiên kiếp đều phải tới bên trong thành chủ của thế giới thiên trụ, chờ đợi một vị tu sĩ độ Tu Di Sơn kiếp. Các tu sĩ sẽ trở thành thủ hạ của tên tu sĩ kia, làm việc dưới sự dẫn dắt của hắn ta và hộ tống hắn ta leo lên đỉnh núi Tu Di, độ Tu Di Sơn kiếp tại nơi đó. Khi tên tu sĩ kia độ kiếp thành công sẽ chính thức trở thành Tu Di Sơn chủ. Vì thế, những tu sĩ khác hộ tống hắn ta tới đỉnh núi Tu Di thành công cũng sẽ hoàn thành tự tại thiên vương kiếp của mình. Bọn họ sẽ trở thành tu sĩ tự tại thiên vương cảnh. Bởi vậy mới nói, đây quả thực là tự tại thiên vương kiếp liên hợp với Tu Di Sơn kiếp. Đây cũng là kiếp nạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời tu hành từ trước đến giờ của các tu sĩ. Ngoài ra, còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Kết nối giữa thế giới thiên trụ và núi Tu Di đã bị cắt đứt. Trên đường đi, các loại kiếp nạn sẽ càng ngày càng quỷ quyệt khó lường, không thể nào đoán trước được. Đã liên tục có 5 vị tu sĩ độ Tu Di Sơn kiếp chết trong quá trình leo lên núi Tu Di. Những tu sĩ hộ tống theo cũng đều chết hết. Sau thời gian một chén trà, Cố Thanh Sơn đã đọc kỹ mọi tình báo liên quan. Trong lòng hắn nặng trĩu, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ gật đầu, nói với tên tu sĩ kia, tình báo của ngươi đích thực là đáng giá. Tu sĩ kia nở nụ cười, lớn tiếng nói, đúng vậy, xưa nay chúng ta làm ăn chưa hề lừa trên dối dưới, như vậy mới có khách quen. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, xuyên qua phố chợ náo nhiệt, quét về một phương hướng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một tòa thành. Thành thiên trụ, trong tòa thành này có một cái cột to lớn đâm thẳng lên trời, nhưng đã bị cắt ngang ngay dưới tầng mây. Đây là cột thông thiên, dựa theo những gì viết trong ngọc giản, ở thời đại xa xưa, nó có thể kết nối trời và đất, nối thẳng đến đỉnh Tu Di Sơn. Không một ai biết vì sao sau này nó lại bị cắt đứt, Cố Thanh Sơn đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong chớp mắt, toàn bộ phố chợ đột nhiên biến mất, tất cả tu sĩ cũng biến mất theo, khung cảnh náo nhiệt xung quanh đều trở nên yên tĩnh, ba thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong hư không. Cố Thanh Sơn không do dự nắm chặt thiên địa song kiếm, bảo vệ toàn thân. Toàn bộ sóng linh lực đều biến mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua vùng đất hoang dã rộng lớn, phát ra tiếng gào thét thê lương. Cố Thanh Sơn nắm chặt hai thanh kiếm, từ từ tiến lên vài bước, cả người hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Rốt cục, là chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn thả thần niệm quét bốn phía. Không có gì cả, những người kia giống như bốc hơi trong nháy mắt. Bên trong vùng đất hoang vu, ngoại trừ cát đá thì chính là cỏ dại rậm rạp dưới mặt đất. Cố Thanh Sơn nhìn vết chân dày đặc, thậm chí cả những vết tích đè xuống mặt đất của những sạp hàng kia, trong lòng càng khó hiểu hơn. Vừa rồi rõ ràng những tu sĩ kia ở ngay đây, đồ vật của bọn họ cũng ở đây. Tại sao đột nhiên lại không thấy gì cả? Trên lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên, hắn lấy lại tinh thần,
vội vàng đưa tay sờ túi trữ vật ở eo, nhưng nơi đó lại trống không. Cố Thanh Sơn sững sờ. Túi trữ vật của hắn đã bị trộm đi, hắn là một kiếm tu, thế mà có người lại trộm được túi trữ vật của hắn, mà hắn không hề phát hiện. Thực lực của người này quả thực là kinh khủng, nếu nghĩ theo hướng này, thì nếu người này muốn giết hắn. Không. Cố Thanh Sơn kiên quyết lắc đầu. Linh giác của hắn không hề có phản ứng gì, một chút phản ứng cũng không có, muốn im hơi lặng tiếng giết hắn thì cho dù là linh hồn tim tiếu giả cũng không đạt được trình độ như vậy. E rằng đây là một năng lực chuyên dùng để ăn cắp. Hắn đứng im lặng tại chỗ trong chốc lát, nhớ lại toàn bộ quá trình mình vào phố chợ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đoạn ngắn, tên tu sĩ bán tình báo nhận linh thạch đặt ngọc giản vào trong tay của hắn. Nếu như muốn trộm đồ thì cũng chỉ có tên tu sĩ bán tình báo đó là từng tiếp xúc gần gũi với hắn, chả có hiềm nghi rất lớn. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Hắn cau mày, tự lẩm bẩm, cái cảm giác này sao quen thuộc thế nhỉ. Cùng lúc đó, thành Thiên Trụ. Bên trong cung điện cực kỳ hoa lệ. Một bé gái xinh xắn như được khắc ra từ ngọc đang cầm túi trữ vật của Cố Thanh Sơn, tay nhẹ nhàng quét một cái, ngay lập tức, khóa thần thức trên túi trữ vật mở ra. Bé gái bắt đầu đếm chiến lợi phẩm. Một đống dụng cụ làm bếp, linh thạch, kỳ lạ, sao không có truyền thừa tu hành gì cả. Đồ vật khoa học kỹ thuật cũng không ít, đáng tiếc ở thế giới của chúng ta cũng không có tác dụng gì, giọng nói non nớt của bé gái liên tục vang lên, rồi bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy một cục gạch màu trắng rất lớn bị cô bé cầm trong tay. Khuôn mặt bé gái trở nên nghiêm túc, mặc dù cô bé đang rất nghiêm túc nhưng nhìn qua chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, dù sao tuổi tác của cô bé còn quá nhỏ. Đây là ngọc giản siêu lớn của tiểu lâu. Ta nhớ hắn nói là cho Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng trên cánh đồng hoang, lặng lặng chờ đợi. Nếu người trộm túi trữ vật là sư tôn, một khi sư tôn phát hiện mấy thứ của Bách Hoa Tông trong túi, người sẽ quay lại nhanh thôi. Quả nhiên, chỉ 20 hơi thở sau, cuồng phong đã từ trên trời giáng xuống, hút cát sỏi bên dưới lên, ngưng tụ thành hình dáng của một cô gái. Từng tầng linh quang hiện lên, diện mạo của nàng càng lúc càng rõ ràng. Trang phục lông trắng nghe thường, đầu đội ngọc quan, dung nhan tuyệt thế, vẻ thanh lệ thoát tục mơ hồ hiện lên trên gương mặt của nàng, hai mắt trong vắt, thanh tịnh như mặt nước hồ mùa thu. Tạ Đạo Linh, nàng ném viên ngọc to như cục gạch xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, thản nhiên hỏi, ngươi lấy viên ngọc giản này từ chỗ nào? Cố Thanh Sơn bật cười, lúc đó, con vừa đến thế giới thần võ tìm nhị sư huynh để xin một ít công pháp, huynh ấy đã cho con, hắn lại ôm quyền, khen ngợi. Bây giờ sư tôn có thể dùng cát đá ngưng tụ thành chân thân. Sự kỳ diệu của thuật pháp đã đạt đến mức độ mà con không thể tưởng tượng được nữa. Tạ Đạo Linh nhìn hắn, lại hỏi, ngươi là Cố Thanh Sơn. Vì sao tướng mạo lại như thế? Cố Thanh Sơn liền thuật lại mọi chuyện một lần. Tạ Đạo Linh nghe xong, đăm chiêu nói, chuyện mà ngươi nói đúng là không một chút sơ hở. Có điều, khi ta rời khỏi thế giới thần võ đến liên minh tu hành, đã từng có người giả mạo Cố Thanh Sơn lẻn vào Bách Hoa Tông của ta. Đám người tiểu lâu quá lơ là, thiếu chút nữa đã bị đối phương làm hại. Cũng may mà Tình Nhu và Uyển Nhi thông minh cơ trí, lúc đó mới vượt qua được nguy hiểm, Cố Thanh Sơn nói, cho nên, Tạ Đạo Linh đáp, kiếm thuật là khí và thần của kiếm tu. Người thì có thể giả mạo, nhưng kiếm thuật thì không thể giả được, ngươi hãy chứng minh cho ta thấy ngươi chính là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lấy kiếm từ trong hư không, chân thành nói, ngày xưa, khi được sư tôn nhận làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo và che chở. Đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, từ lúc tạm biệt nhau ở hội liên hiệp 900 triệu tầng thế giới, mọi việc biến ảo vô thường, trong khoảng thời gian đệ tử lang bạt, trong lòng vẫn thường xuyên nhớ đến sư tôn. Hôm nay, đệ tử dùng kiếm thuật để chứng minh mình, mong sư tôn vui lòng chỉ giáo. Tạ Đạo Linh mỉm cười ấm áp, nói, nào, để vi sư xem bây giờ con đã tiến bộ ra sao. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó. Keng, trường kiếm bộc phát ra ngàn tầng sương lạnh. Đâm thẳng vào ngực Tạ Đạo Linh. Bóng hình Tạ Đạo Linh dần dần biến mất. Đây chỉ là một hư ảnh. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Đạo Linh bay lên không trung, tay áo bồng bềnh như tiên nữ giáng trần. Cố Thanh Sơn trở tay cầm chặt thanh kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời. Hào quang óng ánh trên thân kiếm tăng vọt, ngưng thành một kiếm ảnh rất lớn. Oành, kiếm ảnh bay vút lên, bụi đất bốn phía chấn động kịch liệt, chẳng khác nào động đất. Bí kiếm, Thiết Kiếm Hoành Giang. Với tạo nghệ kiếm thuật của Cố Thanh Sơn bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ triệt để bí kiếm Đoạn Thủy Lưu, từ đó khai sáng ra một bí kiếm mới, càng có uy lực hơn. Chỉ thấy kiếm ảnh khổng lồ lóe lên, một thoáng đã đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh không chút hoang mang,
tay áo dài khẽ múa. Thần kỹ, tụ lý càn khôn, kiếm ảnh khổng lồ lập tức biến mất, không biết đã bị Tạ Đạo Linh thu mất từ lúc nào. Nàng quay người đánh ra một quyền, Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV vừa vặn xuất hiện tại nơi đó, vốn định chém ra một kiếm, nhưng lại bị Tạ Đạo Linh chiếm tiên cơ trước, chỉ đành giơ kiếm ngăn cản, đùng. Hư không chấn động. Cố Thanh Sơn như viên đạn cắm thẳng vào đại địa. Tạ Đạo Linh chắp tay đứng thẳng trong hư không, chợt thấy gió lớn nổi lên, kiếm phong xem ra là một kiếm trận. Nàng than nhẹ một câu, sau đó lấy ra một cây roi dài. Đùng. Đùng. Cây roi vung lên, chỉ thấy sấm chớp rền vang, cơn gió cuồn cuộn xung quanh tựa như bị cây roi này quất trúng, nhanh chóng tan đi. Bầu trời trở lại bình thường. Tạ Đạo Linh cất roi, thản nhiên từ trên trời bay xuống, Cố Thanh Sơn nhảy lên từ cái hố đối diện. Không cần đánh nữa. Ta hỏi con, khi con đánh nhau với kẻ địch bên ngoài cũng như vậy sao? Tạ Đạo Linh hỏi, Cố Thanh Sơn đáp, ở bên ngoài, tất nhiên gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Tạ Đạo Linh lườm hắn, vừa mới đánh một cái, tay chân đã cuống quýt đi đỡ, nào giống kiếm tu chứ. May mà là vi sư, nên mới có thể nhìn ra được tạo nghệ kiếm đạo của con khi giao thủ. Cố Thanh Sơn rất phấn chấn, thản nhiên đáp, đã lâu không gặp sư tôn, kiếm thuật của con lại tăng lên quá nhanh, con sợ ngộ thương sư tôn. Tạ Đạo Linh quở trách hắn như vậy, có nghĩa là nàng đã công nhận thân phận của hắn. Nàng nói, kiếm thuật của con xác thực đã vượt qua cả cảnh giới kiếm tiên, không biết bây giờ cảnh giới của con là gì. Cố Thanh Sơn trả lời, sau thiên kiếm chính là nhất kiếm. Tạ Đạo Linh là ai chứ? Chỉ nghe một câu, nàng đã hiểu ra, một kiếm thắng nghìn kiếm, thì ra là con đường thu phóng sức mạnh tự nhiên. Về sau càng là cảnh giới cỡ nào nữa chứ, một kiếm hóa thành hàng triệu kiếm, chính là kiếm thần. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Đạo Linh thầm nghĩ một chút, lên tiếng khen ngợi, hàng triệu bí kiếm cùng xuất động, đánh đâu thắng đó, chỉ dựa vào một câu đã đoán ra được con đường kiếm thuật, cũng chỉ một mình Tạ Đạo Linh làm được. Cố Thanh Sơn bội phục trong lòng, cười nói, sau này xin sư tôn chỉ giáo nhiều hơn. Hai người đều không nhắc đến chuyện trộm túi trữ vật, Tạ Đạo Linh ngắm nghía diện mạo của hắn, cau mày nói, Thanh Sơn, diện mạo này của con quá nữ tính, không giống kiếm tu chút nào. Cố Thanh Sơn giải thích, đây là một loại sức mạnh về công nghệ, dựa vào cấp độ gen để tiến hành ngụy trang. Ngay cả thuật pháp tiên linh cũng không thể phát giác được hình dạng nguyên bản, cho nên con mới đồng ý cải trang như vậy. Trước đó con cũng đã sử dụng một số phương pháp, nhưng không trở lại diện mạo ban đầu được. Tạ Đạo Linh gật đầu nói, để ta thử biến con trở lại hình dáng ban đầu, con thấy thế nào? Cố Thanh Sơn đáp, đương nhiên không thành vấn đề, sư tôn cứ làm chủ. Kiên nhẫn một chút là được. Vâng. Bốp. Cố Thanh Sơn bị tát cho một bạt tai. Hắn sờ mặt mình, quả nhiên đã trở về như cũ, cảm ơn sư tôn. Hắn vui vẻ nói. Ừm, Tạ Đạo Linh khoanh tay, nói, tiểu lâu thì kiêu ngạo, tú tú thì còn nhỏ, tình nhu và uyển nhi nhập môn muộn, trong bách hoa môn chúng ta chỉ có con là đi được xa nhất, nhớ, không được biến thành đàn ông mà giống đàn bà nữa nhé. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Tạ Đạo Linh lại nói, thay vì tu vi mạnh mẽ, thật ra ta càng muốn các con đường đường chính chính làm người, bất kỳ thời điểm nào cũng không thẹn với lương tâm. Cố Thanh Sơn gật đầu, con nhất định sẽ lấy sư tôn làm gương, cố gắng trở thành một kiếm tu đi ngay về thẳng. Tạ Đạo Linh hài lòng nói, ừm, đây mới là gia phong của Bách Hoa Tông ta. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy có một số đốm đen trên không trung bay đến. Tạ Đạo Linh không còn khí thế như lúc trước nữa, Thanh Sơn, tối nay ta sẽ liên lạc lại với con. Vi sư có việc trong người, vừa dứt lời, linh quang thuật pháp trên người nàng hoàn toàn biến mất, một lần nữa hóa thành cát đá, tán loạn trên mặt đất. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Sư tôn đi nhanh thật đấy, chẳng lẽ người đang bị uy hiếp nào đó? Cố Thanh Sơn nheo mắt nhìn những chấm đen từ xa bay đến. Sát ý dâng lên trong lòng hắn. Hắn đưa tay nắm chặt kiếm. 10 phút sau, mấy tên tu sĩ loanh quanh tìm kiếm quanh Cố Thanh Sơn. Bọn họ phát ra các loại thuật pháp, cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại trên mặt đất, thậm chí còn bay lên không trung, dùng thần niệm đảo qua hư không một lần. Còn có người cố ý an ủi Cố Thanh Sơn, Cố đạo hữu, việc đã đến nước này, ngươi hãy điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao cũng cần phải độ kiếp. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, mọi người đừng phí công phí sức nữa, tên trộm kia đi quá nhanh, thật sự không tìm được đâu. Hừ. Một tu sĩ phẫn nộ ném binh khí xuống đất. Không thấy tung tích, đúng là không tìm được. Một tu sĩ khác thở dài, tu sĩ trước đó nhìn Cố Thanh Sơn, không cam lòng nói,
Cố đạo hữu, xin hỏi tướng mạo của tên trộm kia như thế nào? Cố Thanh Sơn đang định trả lời, tu sĩ bên cạnh cười khổ, chán nản nói, hắn có nhìn thấy cũng vô dụng thôi. Tên trộm đó hóa thân ngàn vạn, thừa dịp mọi người đang đi dạo trong phố chợ mà ra tay. Trong số các ngươi có ai mà không bị trúng chiêu chứ? Mọi người chợt thấy phiền muộn. Đúng vậy, bọn họ đều là tu sĩ dạ ma thiên cảnh, cũng giống như Cố Thanh Sơn, là tu sĩ độ kiếp ở thế giới thiên trụ, chuẩn bị độ kiếp, kết quả túi trữ vật của mọi người đều bị trộm đi. Cố Thanh Sơn thầm than trong lòng. Sư tôn kiếm bộn rồi, nhưng sư tôn không phải là hạng người ham lợi, tại sao lại trộm túi trữ vật của những người này? Đang suy nghĩ, bỗng có người lên tiếng, Cố đạo hữu, ta thấy hình như ngươi có đứng mặt đối mặt với người kia một lát, chẳng lẽ hai ngươi quen biết nhau? Cố Thanh Sơn vỗ ngực, trợn mắt nói, làm sao có chuyện đó? Các ngươi đi hỏi thăm đi, ta là đệ tử xếp hàng thứ ba ở Bách Hoa Tông, tông môn ta là danh môn chính phái, từ trước đến nay luôn quang minh chính đại. Đệ tử bọn ta đi đứng ngay thẳng, đường đường chính chính làm người, bất kỳ thời điểm nào cũng không thẹn với lương tâm, tuyệt không quen biết đám trộm đạo đó. Mọi người thấy biểu hiện tràn đầy căm phẫn của hắn, nhớ lại hắn cũng bị trộm, cũng hiểu tâm trạng của hắn bây giờ, không ai nói gì nữa. Mà cũng đúng, nếu hai bên quen biết, tại sao đối phương còn trộm đồ của Cố Thanh Sơn? Bỗng nhiên lúc này mọi người có cảm ứng, cùng nhau nhìn lên trời, chỉ thấy 7-8 cái túi trữ vật từ trên trời rơi xuống. Túi trữ vật của ta. Có người kêu lên. Mọi người giơ tay, chộp lấy túi trữ vật của mình, bao gồm cả Cố Thanh Sơn, tất cả đều mở túi trữ vật ra. Có người nghi ngờ hỏi, thật kỳ lạ, không thiếu cái gì, chỉ là ngọc giản đạo quyết của ta hình như đã bị dùng qua, hành lang bí mật của thế giới phủ bụi. Hai người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ từ trên trời bay xuống, đứng trên một tảng đá lởm chởm, bọn họ tìm kiếm xung quanh, rất nhanh tìm được vị trí. Là ở đó sao? Một người hỏi, đúng vậy, thiên vương đã chọn chủ nhân, đồng thời cũng chỉ ra nơi chân thân của nó bị trấn áp. Người còn lại đáp, người thứ nhất cảm khái, thần binh đã quay về vị trí cũ, ác quỷ đạo ta lo gì không chiến thắng được vực sâu chứ. Hai người bước đến chỗ hẻo lánh, nhìn về phía vách đá, một người đưa tay nhấn vào một nơi nào đó trên vách đá. Ken két. Vách đá chậm chậm mở ra, bên trong trống trải, hàng ngàn hàng vạn đầu người bằng đá xuất hiện trước mặt hai người. Những cái đầu người này có biểu cảm quằn quại, trôi nổi giữa không trung, không ngừng xoay tròn. Bọn chúng sắp xếp rất chỉnh tề, tản ra một luồng sức mạnh không biết tên, khiến tim người ta phải đập nhanh. Vạn thủ trấn áp, quỷ thần không đến, không ngờ đám tảng đá bên kỳ quỷ này có thể mở ra một không gian khác, thật sự làm cho người ta phải sợ hãi, thán phục. Hai người cùng nhìn xuống phía dưới đầu người bằng đá. Một trường cung màu trắng xám bị đầu người bằng đá đè lên, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là hai đại thần khí cao cấp nhất của ác quỷ đạo, trường cung Ma La. Trường cung này chính là chân thân của Ma La Thiên Vương. Một người ngạc nhiên hỏi, khi Ma La Thiên Vương đến chỗ của chúng ta, có 80.000 hồn ma bị nguyền rủa quay chung quanh. Tại sao bây giờ lại không nhìn thấy chân thân của hồn ma bị nguyền rủa đó? Người còn lại đáp, chủ nhân nói, vào khoảnh khắc khi trường cung Ma La mở ra đóng vào, sẽ có một hồn ma bị nguyền rủa hóa thành một mũi tên, bắn trúng mục tiêu, cho nên 80.000 hồn ma bị nguyền rủa đều bám vào cây cung này. Chúng ta chỉ cần lấy cây cung là được. Người kia giật mình, sau đó gật đầu, được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi, lấy ra mấy món thần khí, dựa theo phương pháp kia bố trí lại một chút, tranh thủ thời gian giải cứu chân thân của thiên vương. Người còn lại không nhúc nhích, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Người kia lấy làm lạ, hỏi, ngươi bị làm sao vậy? Người này mới thở dài, đáp, nghe đồn bên trong Hoàng Tuyền Đạo có một sơn thần. Đáng tiếc, thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền mà chúng ta thống trị lại không có vị thần linh này, có sơn thần thì thế nào? Nếu chúng ta có vị thần linh đó, hắn ta chỉ cần cầm trong tay thần khí do núi Đại Thiết Vi biến thành là có thể trực tiếp lấy trường cung Ma La ra, ồ. Người kia hứng thú, hỏi, thần khí đó có thể vượt qua cả trận vạn thủ trấn áp này sao? Đúng vậy, thần khí núi Đại Thiết Vi có thể cắt đứt mọi thuật pháp, nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn, chưa có ai chứng thực. Nếu thật như thế, quả nhiên lợi hại rồi, hai người nói xong, không suy nghĩ nữa, bắt đầu bố trí phương pháp giải cứu. Bọn họ lấy ra mười mấy thần khí, nhanh chóng thiết lập một phát trận. Thời gian trôi qua, trong lúc bọn họ đang chăm chú làm việc, một bóng người xuất hiện phía sau bọn họ. Bóng người này lặng yên không một tiếng động, cứ như vậy mà đứng nhìn hai người, cuối cùng hai người cũng đã bố trí xong phát trận. Bọn họ kích hoạt phát trận, dựa vào sức mạnh của mười mấy thần khí, rốt cuộc cũng tạo thành sự liên kết yếu ớt với đại trận vạn thủ trấn áp.
Một lúc sau, đại trận vạn thủ trấn áp mở ra một khe hở. Lên, một người chợt quát. Trường cung màu xám trắng, vụt một tiếng, bay ra khỏi phạm vi trấn áp qua khe hở này. Trong lúc hai người kia đang vui mừng, chợt thấy có một bàn tay nắm chặt lấy trường cung. Đây chính là trường cung Ma La. Tại sao lại không có khí linh tồn tại? Một giọng nữ mang theo sự tò mò vang lên. Không có ai trả lời. Hai tên ác quỷ đứng im như tượng, không thể nhúc nhích. Giọng nữ vang lên lần nữa, ta vừa mới đến chỗ người khổng lồ nguyên thủy mà phải thất vọng quay về, ai ngờ trên đường về lại có thu hoạch ngoài ý muốn như thế này. Nàng lật tay một cái, trường cung trên tay nhanh chóng biến mất. Thôi được rồi, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp về chuyện khí linh. Tóm lại, ta lấy cây cung này, nói xong, bóng người dần dần bay xa. Hai tên ác quỷ vẫn không thể nhúc nhích, bọn họ đứng im tại chỗ, máu tươi từ trong cơ thể bắt đầu thẩm thấu ra ngoài da, nhuộm đỏ toàn thân, nhìn qua chẳng khác nào con rối làm bằng sáp đỏ, cho đến rất lâu sau đó. Khi người của ác quỷ đạo đến, hai kẻ kia vẫn còn đứng im tại chỗ, bóng người lấy đi trường cung vẫn tiếp tục tiến lên, không ngừng bay lượn vào chỗ sâu trong hành lang bí mật. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến chỗ phát sinh cuộc chiến lúc trước, cứ điểm sắt thép. Nàng không lướt qua cứ điểm luôn, thay vào đó là dừng lại bên ngoài cứ điểm, thì ra mùi tử vong được phát tán từ nơi này. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ có người đã từng đi qua đây? Nàng lẩm bẩm trong miệng, theo tiếng nói của nàng, một quang ảnh hiện lên trong hư không, hội tụ thành màn hình, tái hiện lại mọi chuyện phát sinh trước mặt nàng. Tô Tuyết Nhi chiến đấu với hai thần, Cố Thanh Sơn trở về. Hai giới chồng lên nhau, chuyển đổi. Cố Thanh Sơn gọi người chết, đại náo hoàng tuyền. Đại quân yêu tinh đến. Mọi người hẹn gặp lại, Tô Tuyết Nhi chui vào cứ điểm, còn Cố Thanh Sơn thì điều khiển phi thuyền rời đi. Nàng lẳng lặng xem cho đến cảnh cuối cùng. Sau đó, tất cả quang ảnh tản đi, Tô Tuyết Nhi kia đang ở dưới chân ta. Giọng nói của nàng vang lên lần nữa, nghe không ra cảm xúc. Ngay sau đó, ánh sáng thánh khiết chiếu sáng màn đêm, hiện ra dung nhan mỹ lệ mà thuần khiết của nàng. Thiên sứ thánh vịnh, sương, nàng cúi đầu xuống, nhìn bên ngoài cứ điểm sắt thép, hai mắt không ngừng chuyển động. Dường như ánh mắt của nàng có thể xuyên qua sắt thép, nhìn thấy tình huống bên trong, tìm được rồi. Cả người nàng hóa thành hư ảnh, xuyên qua tầng sắt thép thật dày, tiến vào bên trong cứ điểm sắt thép, thiên sứ thánh vịnh duy trì trạng thái hư ảnh, chậm chậm tiến lên, thẳng đến chỗ của Tô Tuyết Nhi. Đó là một cái máng nuôi cấy trong suốt khổng lồ, Tô Tuyết Nhi đang co quắp bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn thân của cô cắm đủ loại ống, còn có vô số ánh sáng nhàn nhạt không ngừng chui vào trong cơ thể của cô. Thiên sứ thánh vịnh nhìn một hồi, tự nhủ, mấy thứ khoa học kỹ thuật này thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong, nàng vươn tay về phía Tô Tuyết Nhi, giọng nói trở nên ác độc, Cố Thanh Sơn sớm muộn gì cũng là của ta. Ngươi hãy biến mất khỏi thế gian này đi, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nữ, ta chẳng cần biết cô là ai. Nếu cô dám tổn thương cô ấy, người biến mất một giây sau chính là cô. Thiên sứ thánh vịnh dừng tay lại, nàng ta xoay người nhìn về phía người kia. Ngươi là ai? Nàng ta hỏi. Người có thể lấy mạng cô. Người kia đáp, thiên sứ thánh vịnh nhìn người kia, ánh mắt hơi kinh ngạc, nàng ta nhìn cây súng ngắn trong tay đối phương, lập tức mỉa mai, chỉ dựa vào cái này của ngươi. Nếu thích, cô có thể thử một chút. Người kia lạnh lùng nói, thiên sứ thánh vịnh cảm nhận được ý trong lời nói của đối phương, nhất thời không lên tiếng nữa. Lại có thêm từng luồng ánh sáng thánh khiết xuất hiện bốn phương tám hướng, bọn chúng hợp lại thành 73 bức tranh. Trên mỗi bức tranh đều hiện lên hình ảnh hai người đang chiến đấu. 43 bức tranh trong đó, thiên sứ thánh vịnh đang đồng quy vu tận với đối phương. 30 bức tranh còn lại, bản thân cô ta đã bị trọng thương, còn đối phương thì bị giết chết. Chỉ một hơi thở, tất cả hình ảnh đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thiên sứ thánh vịnh thản nhiên nói, nếu không phải cứ điểm này cất giấu nhiều vũ khí hủy diệt như vậy, ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Người kia lại nói, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong cứ điểm, ta có thể giết cô bất cứ lúc nào. Thiên sứ thánh vịnh cười lạnh, ngươi không sợ chết, ta không tin ngươi dám đồng quy vu tận với ta. Người kia nói, tôi đương nhiên không sợ. Hơn nữa, tôi biết cô nhất định rất sợ chết. Thiên sứ thánh vịnh không tin, nhìn chằm chằm người kia, cô dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy. Người kia đáp, tôi đã có chuẩn bị, còn cô thì không. Cơ thể mềm mại của thiên sứ thánh vịnh rung lên. Nàng ta đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, tất nhiên cũng có kiến thức về khoa học kỹ thuật, cho nên, nàng ta chỉ có thể im lặng. Một lúc sau, nàng ta lên tiếng, ta rất hận khoa học kỹ thuật.
Người kia không nói gì, chỉ tiếp tục chỉ súng về phía nàng ta. Thiên sứ Thánh Vịnh không còn cách nào, thân hình khẽ động, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng ta bỗng nhiên lên tiếng, ngươi hãy nói cho ta biết tên của ngươi. Người kia đáp, nữ thần Công Chính. Thiên sứ Thánh Vịnh lắc đầu, ta không hỏi danh xưng, ta chỉ muốn biết tên của ngươi. Nữ thần Công Chính im lặng, cuối cùng cũng không nói tên ra. Thiên sứ Thánh Vịnh cho rằng mình đã biết chuyện gì, cười mỉa mai, đồ hèn nhát, chẳng lẽ là tộc ma quỷ, nếu không, vì sao ngay cả tên cũng không dám nói ra. Nói xong, nàng ta liền rời đi. Nữ thần Công Chính đứng im tại chỗ, im lặng thật lâu. Tên, cô lẩm bẩm, thiên sứ Thánh Vịnh không quay đầu lại, dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi cứ điểm sắt thép, sau đó giơ hai tay lên trời. Trong tay nàng ta xuất hiện một luồng ánh sáng, tạo thành một chiến chù y khổng lồ. Bây giờ mình đã rời khỏi cứ điểm sắt thép, không còn nằm trong phạm vi quản chế của đối phương. Chết hết cho ta. Nàng ta hung ác quát lên, nàng ta ném chiến chù y khổng lồ ra ngoài, đánh thật mạnh vào cứ điểm sắt thép. Chỉ trong chớp mắt, cứ điểm sắt thép đột nhiên biến mất. Một cứ điểm chiến tranh khổng lồ như vậy, chưa đầy một giây đã biến mất, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên sứ Thánh Vịnh cau mày. Nàng ta vẫy tay, chiến chù y lập tức hóa thành rất nhiều ánh sáng, một lần nữa bay trở vào cơ thể của nàng ta. Người phụ nữ của Cố Thanh Sơn, cùng với một kẻ bảo vệ mà ngay cả cái tên cũng không dám nói, nàng ta suy tính một lát, tự nhủ, không được, hắn có sợi dây vân đồ, lại có sức mạnh kỳ quỷ, nhất định phải làm việc cho ta mới được, tuyệt không thể để đám đàn bà khác cướp đi. Thôi được rồi, để ta tìm hắn, cùng kết hợp với hắn. Nàng ta đưa tay chộp về phía trước một cái, một ít không khí bên trong hư không bị nàng ta bắt lấy. Sức mạnh của ta đã bị hắn ném cho người khổng lồ nguyên thủy, cũng may mà còn cái này, đây là khí tức mà nàng ta đã thu được trên người Cố Thanh Sơn khi hắn giải trừ lời nguyền cho nàng ta. Thiên sứ Thánh Vịnh do dự một hồi, sau đó đặt luồng khí tức này trước mặt mình. Nàng ta duỗi một ngón tay, bắt đầu viết cái gì đó trên khí tức. Sau khi viết xong, nàng ta bắt đầu niệm chú ngữ thật dài, nhẹ nhàng thổi hơi vào trong khí tức. Đi thôi, bất luận hắn ở đâu, dựa theo sức mạnh kỳ quỷ, phong thư này sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Khí tức kia rất nhanh tan biến vào hư không, chẳng biết đi đâu, thiên sứ Thánh Vịnh vẫn đứng chờ tại chỗ. Một nơi khác, Cố Thanh Sơn đang bay lượn trên không trung. Hắn đi theo mấy tên tu sĩ độ kiếp, thẳng đến thành thiên trụ, hắn bỗng dừng lại. A, các vị đi trước đi, ta còn chút chuyện cần làm, lập tức sẽ đến ngay. Cố Thanh Sơn nói. Nhớ, ngươi phải vào thành trước khi trời tối đấy, một tu sĩ lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đám tu sĩ kia bay đi trước. Còn hắn thì đứng giữa hư không, ba thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện. Thế nào? Địa kiếm hỏi, một cảm giác rất đặc biệt, giống như có thứ gì đó thuộc về ta đang đi tìm ta. Cố Thanh Sơn nói. Đồ của ngươi? Lạc Băng Ly kỳ quái hỏi. Triều Âm cũng tò mò ông lên một tiếng, đến rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ thấy hư không bốn phía vỡ ra, một luồng khí tức vô hình vọt ra ngoài. A, à. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện khí tức này là của hắn. Khi khí tức rơi xuống trước mặt hắn, lập tức hình thành một luồng ánh sáng. Ánh sáng ghép lại với nhau, ngưng tụ thành một tờ giấy, một người ba kiếm tụ cùng một chỗ nhìn vào tờ giấy. Nội dung trên tờ giấy được viết bằng chữ Thiên Quốc, cho thấy đây là do Thiên sứ Thánh Vịnh viết. Nàng ta bày tỏ lòng biết ơn vì Cố Thanh Sơn đã cứu giúp nàng ta, bây giờ nàng ta đã hoàn toàn bình phục, sức mạnh trở lại như cũ. Tạm thời không có chuyện gì để làm, muốn đến chỗ Cố Thanh Sơn cùng nhau chiến đấu. Cuối thư, Thiên sứ Thánh Vịnh còn để lại một chú ngữ kêu gọi, chỉ cần Cố Thanh Sơn niệm đoạn chú ngữ này, nàng ta lập tức sẽ được Cố Thanh Sơn triệu hoán đến. Nàng ta biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng để chiến đấu, chỉ chờ Cố Thanh Sơn gọi đến. Cố Thanh Sơn và ba thanh trường kiếm đã đọc xong phong thư, địa kiếm lên tiếng, thực lực của cô gái đó rất mạnh, cũng là người nắm giữ sức mạnh kỳ quỷ hiếm có giống như ngươi. Bây giờ tình huống của ngươi khó mà dự đoán, chi bằng triệu hoán nàng ấy đến giúp đỡ. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần, giọng nói của Lạc Băng Ly từ trong thiên kiếm vọng ra ngoài, một chân sai vặt tốt như vậy ngươi lại không muốn. Vì sao? Cố Thanh Sơn đáp, bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy lạ, linh giác của ta có cảm ứng không được thoải mái. Lạc Băng Ly không tin, cũng bởi vì lý do mơ hồ này mà ngươi từ chối nàng ta. Khoan đã, địa kiếm, có phải thiên sứ kia xấu xí lắm không? Cũng không phải, địa kiếm lung lay thân kiếm, giọng nói trở nên mơ hồ, nói một cách dung tục,
Từ dáng người cho đến dung nhan của nàng ta đều rất đáng trở thành người trong mộng của đàn ông nhân tộc, lại còn rất thánh khiết. Lạc Băng Ly đã hiểu ra, chỉ thấy thiên kiếm di chuyển một vòng, từ trên cao đánh giá Cố Thanh Sơn. Ngươi, có phải ngươi có bệnh chỗ nào không? Có bệnh thì cần phải trị, không được kéo dài, Lạc Băng Ly quan tâm nói. Ta không có bệnh. Cố Thanh Sơn quả quyết, đừng nói việc này nữa. Ta vẫn cảm thấy trên người nàng ta có thứ gì đó rất lạ, ta tin vào cảm giác của mình. Vậy ngươi không định trả lời? Không trả lời, Lạc Băng Ly thầm nghĩ, nàng ta đang còn chờ ngươi triệu hoán, ngươi làm như vậy, sợ rằng sẽ đắc tội nàng ta. Địa kiếm nói, cô gái này rất mạnh, nếu ngươi không triệu hoán nàng ta, sau này các người gặp lại, ngươi định giải thích với nàng ta như thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn tờ giấy trong tay, suy nghĩ một chút rồi đáp, ta không biết chữ. Nhất định phải vào thành trước khi trời tối, trước khi những tu sĩ kia rời đi, bọn họ đã từng cẩn thận dặn dò Cố Thanh Sơn như thế. Cố Thanh Sơn cất phong thư, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Màn đêm sắp đến. Hắn tăng tốc độ bay, thời gian vẫn còn kịp, không cần thiết phải để lộ thần kỹ xuất địa thành thốn. Hắn bay thấp dưới tầng mây màu xám, xuyên qua gió lạnh, vượt qua rất nhiều thành thị bị tàn phá, cho đến một lúc, nước mưa bắt đầu rơi xuống, sau đó càng lúc càng nặng hạt. Trên vùng quê, rất nhiều bức tường lớn bị sụp đổ tắm trong nước mưa. Cố Thanh Sơn quan sát, phát hiện những kiến trúc này được xây dựng từ vật liệu kiên cố, còn có một số viên gạch mang theo sóng sức mạnh đặc biệt. Cũng chính vì vậy, trải qua vô số năm tháng phơi nắng phơi gió, bọn chúng vẫn giữ y nguyên được trạng thái vào lúc bị hủy diệt, nhưng rốt cuộc là thứ gì đã hủy diệt những thành thị này? Chiến tranh quy mô lớn? Thiên tai? Hay là cái gì khác? Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát đống phế tích. Hầu như tất cả các nóc nhà đều bị xốc lên, mấy thứ đồ vụn vặt chất đống trên mặt đất. Có những chỗ có thứ đồ hấp dẫn, dường như đã xuất hiện dấu vết dọn dẹp và chọn lựa, đây nhất định là chuyện mà kẻ sau này đến đây đã làm. Thời gian quá lâu rồi, toàn bộ hiện trường đều bị những kẻ ấy phá hủy, rất nhiều vết tích năm đó cũng không còn tồn tại. Tình huống như vậy, Cố Thanh Sơn nhất thời không thể đưa ra được kết luận. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Này. Đột nhiên một âm thanh vang lên trong thức hải của hắn. Cố Thanh Sơn giật nảy mình, dừng lại giữa không trung, hỏi, ai? Là ta. Chỉ thấy một thiếu niên từ xa bay đến, Cố Thanh Sơn nhìn tướng mạo của cậu ta, rồi lại nhìn mai rùa đằng sau lưng cậu ta, thất thanh kêu lên, Quy Thiếu. Tại sao ngươi lại ở đây? Không sai, thiếu niên này chính là một trong tứ đại thần thú Hoang Vân Thiên Cung, Linh Quy. Quy Thiếu bay đến trước mặt hắn, nói, sư tôn của ngươi đi vội quá. Có chuyện quên nói với ngươi, cho nên nhờ ta đưa tin đến. Chuyện gì, trước khi trời tối, nhất định phải vào thành. À, ta biết rồi, nhưng tại sao Quy Thiếu lại ở đây? Quy Thiếu đáp, còn không phải vì cuối cùng ngươi cũng có được thiên địa song kiếm, tất cả sứ mệnh của ta đều đã hoàn tất. Vừa lúc sư phụ ngươi đến Nguyên Thủy Thiên Giới, ta theo nàng ấy trở về thế giới của các ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi, bây giờ ngươi đi theo sư tôn ta là để trợ giúp người độ kiếp. Đúng vậy. Quy Thiếu đáp. Lúc này, trời mưa càng lúc càng lớn hơn, mấy mét bên ngoài đều là hơi nước, một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sắc trời càng lúc càng tối, Quy Thiếu thúc giục, chúng ta vừa đi vừa nói, không thể chậm trễ được nữa. Được. Hai người cùng nhau bay đến thành Thiên Trụ, sư tôn ta độ tự tại Thiên Vương kiếp hay là Tu Di Sơn kiếp? Cố Thanh Sơn bay bên cạnh, hỏi. Không phải ngươi đã gặp nàng ấy sao? Linh Quy hỏi lại, Cố Thanh Sơn giải thích. Không, người kia chỉ là thuật pháp phân thân của sư tôn. Ta không cách nào đoán được thực lực của người. À, thì ra là như vậy, nàng ấy chuẩn bị độ Tu Di Sơn kiếp. Linh Quy hạ giọng, tiếp tục nói, sư tôn của ngươi hình như có kỳ ngộ gì đặc biệt, lần này cứ nhất định phải độ Tu Di Sơn kiếp, ta và mấy đệ tử của nàng khuyên mãi mà không được. Cố Thanh Sơn nghe xong, nhịn không được hỏi, không phải tu sĩ nào cũng phải độ kiếp sao, người muốn tiến giai, tất nhiên là phải độ kiếp. Mọi người cản sư tôn làm gì? Linh Quy liếc mắt nhìn hắn, nói, sư tôn của ngươi luyện một đóa hoa sen vàng thành một dải kim quang dung nhập vào thức hải. Từ đó trở đi, mỗi lần nàng ấy muốn tiến giai, cứ trực tiếp đột phá là được, không cần độ kiếp. Không cần độ kiếp, trực tiếp tiến giai, Cố Thanh Sơn cho rằng mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại một lần. Linh Quy gật đầu. Cố Thanh Sơn giật mình, ngày xưa, khi Tạ Đạo Linh vừa mới được sinh ra, nàng đã có một đóa hoa sen vàng đi theo. Đoạt tạo hóa thiên địa. Thần tộc vì kiên kỵ nên đã hạ lời nguyền ác độc. Cuối cùng, Tạ Cô Hồng phải đưa nàng vào băng tinh,
một mực ngủ say, cho đến khi lời nguyền tiêu tán mới tỉnh lại. Đây là chuyện mà Cố Thanh Sơn biết, hắn biết sư tôn nhất định rất đặc biệt, trong tương lai sẽ rất lợi hại. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, sư tôn muốn đột phá cảnh giới, ngay cả thiên kiếp cũng không cần độ. Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi, vậy vì sao sư tôn của ta lại muốn độ kiếp? Linh Quy thở dài, đáp, là vì thế giới thần võ. Dù sao, toàn bộ thế giới thần võ không có đạo quyết nào tốt để có thể giúp cho tu sĩ tu hành những cảnh giới từ dạ ma thiên trở lên. Vậy sao sư tôn, nàng ấy có một số công pháp, nhưng dường như chỉ thích hợp cho một mình nàng tu hành, cho nên nàng ấy mới đến đây, muốn đoạt một số công pháp đạo quyết từ tu sĩ của thế giới khác, trợ giúp cho chúng sinh thế giới thần võ nhanh chóng mạnh lên. Cố Thanh Sơn nghe xong, không ngừng gật đầu. Lúc này, bên trong làng mưa bụi đằng trước xuất hiện một bóng đen cực kỳ lớn. Cuối cùng cũng đã đến thành Thiên Trụ rồi, hai người bay qua tường thành, vững vàng rơi xuống đất. Linh Quy thở vào nhẹ nhõm. Có mấy tu sĩ khác đã sớm chờ ở đây. Cũng may, các người có thể đến đây trước trời tối, một người vui mừng nói. Mấy người khác gật đầu, dường như đã yên tâm hơn. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, ông quyền hỏi. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các vị vẫn ở đây chờ chúng ta? Một nam tu lên tiếng, đúng vậy, tự tại thiên vương kiếp cũng không phải nguy hiểm bình thường. Nhiều người, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, nữ tu bên cạnh hình như là đạo lữ của gã, phụ họa theo, nếu người quá ít, ta thà lui lại một cảnh giới, quay trở về tu lại vài trăm năm. Một hòa thượng lên tiếng, A-di-đà Phật, căn cứ theo ghi chép của thế giới chúng ta, muốn lên đỉnh núi tu di, càng nhiều người thì khả năng thành công càng cao. Cố Thanh Sơn nhìn biểu hiện của những người khác, chỉ thấy ai nấy đều tán đồng, lập tức hiểu ra. Bọn họ ở đây chờ hắn, chính là muốn biết hắn có an toàn đến đây không, để bọn họ tính toán nhân số. Cố Thanh Sơn hỏi dò, người trộm túi trữ vật của chúng ta không phải cũng được xem như một người ư, hỏi như vậy, chủ yếu là hắn sợ sư tôn bị đám người kia phát hiện, muốn thăm dò phản ứng của mọi người trước một bước. Cố Thanh Sơn có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng sư tôn. Mà chuyện này, hắn nhất định sẽ đứng về phía sư tôn. Chỉ thấy đám tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút do dự, tên trộm kia cũng không trộm thứ gì, chỉ mở ngọc giản đạo quyết của mọi người mà thôi. Nhưng, ta đã xem qua ngọc giản đạo quyết của ta, một tu sĩ lên tiếng, căn cứ theo sóng thuật pháp trên ngọc giản lưu lại, ta phát hiện ngọc giản đã bị phục chế một phần. Hừ, ta cũng vậy, ngọc giản của ta cũng bị người ta phục chế một phần. Đã trộm đạo quyết độc môn của tại hạ. Tại hạ và tên đó thề không chung đường. Một người hừ lạnh, người còn lại nói, mất chút linh thạch cũng không đáng kể, nhưng đạo quyết là gốc rễ lập thân của tu sĩ chúng ta. Người kia dám trộm đạo quyết của ta tuyệt đối không hợp với tác với y. Đúng. Đúng vậy. Các tu sĩ phụ họa, ai nấy đều phẫn nộ, Cố Thanh Sơn lắc đầu nhìn Linh Quy, sau đó chuẩn bị rời đi. Bỗng một tu sĩ đắc ý cười lên, đạo quyết của tại hạ là thứ quý giá nhất của tông môn. Ngày nào cũng cần thời gian để lĩnh hội, bởi vậy ta đã sớm đề phòng, cho nên người kia không thành công. Ồ, ngươi không để ngọc giản trong túi trữ vật sao? Một tu sĩ khác hỏi. Tu sĩ kia nói, mời các vị xem, mọi người nhìn theo hướng gã chỉ. Chỉ thấy hư không trên đỉnh đầu của gã xuất hiện từng tầng phù văn pháp trận. Bên trong từng tầng pháp trận có một viên ngọc giản lững lờ trôi. Tu sĩ kia nói, nhiều pháp trận bao quanh như vậy. Cho dù ta muốn lấy cũng phải tốn rất nhiều công sức, tên trộm kia càng không thể thừa dịp ta lơ là mà ra tay được. Hơn nữa, pháp trận chỉ cần bị ảnh hưởng một chút, ngọc giản bên trong sẽ bị truyền tống về thế giới của bọn ta ngay lập tức, xuất hiện trong tàn kinh các của tông môn. Cho nên, cho dù ta chết đi, ngọc giản đạo quyết cũng không xảy ra vấn đề. Tu sĩ kia hơi đắc ý, cười nói, đây là biện pháp kín không kẽ hở. Cho dù tên trộm kia nghĩ hết cách, cũng không có khả năng trộm được đạo quyết của ta. Chúng tu sĩ nghe xong, ngẫm tới ngẫm lui, quả nhiên không có biện pháp, đó là một cách hay. Giấu trong hư không, nhờ pháp trận bảo vệ, quả nhiên là suy nghĩ thông minh. Ha ha, lần này tên trộm kia phải kinh ngạc rồi, đáng đời tên trộm uổng công vô ích, chẳng lấy được gì của đạo hữu, đúng là sảng khoái mà. Các tu sĩ cùng cười to, lần sau, nếu có bắt được tên trộm đó, tại hạ nhất định sẽ tra tấn gã một phen, xả cục tức trong lòng. Đúng, đúng. Chúng ta nên làm như thế. Nam thì giết chết, nữ thì, hắc hắc, để cho nàng ta biết được sự lợi hại của chúng ta. Chính xác, ha ha. Cố Thanh Sơn chỉ im lặng nghe, ánh mắt nheo lại. Các người, tâm trạng không tốt khi đạo quyết bị phục chế, ta có thể hiểu. Nhưng các người ngay trước mặt ta,
nhục mạ sư phụ của ta. Vậy thì, Quy thiếu, chúng ta đi, Cố Thanh Sơn quay sang nói với Linh Quy. Ừ, được. Thân hình hai người khẽ động, bay vào trong thành, bọn họ chỉ bay trong khoảng thời gian bằng uống một chén trà, hai người đã vào trong thành, bước vào một cung điện, đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Sư tôn, tại sao người lại bị thu nhỏ rồi? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Chân thân của Tạ Đạo Linh chỉ bằng một đứa bé 7-8 tuổi. Ừm, chỉ là một thuật pháp thôi mà, nó rất hữu dụng đối với ta, nên tạm thời ta vẫn không giải. Nàng nói. Lúc này, bên ngoài tường thành bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, truyền khắp trong thành. Linh Quy nhịn không được, nói, thật kỳ lạ, lúc chúng ta rời đi bọn họ còn rất tốt mà, tại sao bây giờ lại loạn lên vậy? Bởi vì cái này. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, hắn vươn tay. Chỉ thấy một viên ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn xuyên qua ngọc giản, ghi nhớ nội dung bên trong, quả nhiên là một đạo quyết không tệ. Hắn nhẹ nhàng ném ngọc giản vào không trung, mặc cho nó bay đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Sư tôn, đạo quyết bên trong ngọc giản này dường như không tầm thường. Con còn có việc, không cách nào quay về thế giới thần võ được, nhờ sư tôn mang về tông môn, Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nhận lấy ngọc giản, xem sơ qua rồi mỉm cười. Không tệ, đạo quyết này bao gồm thuật pháp ngũ hành, bí thuật, đao, kiếm, côn, thần thông, rất hữu dụng đối với thế giới chúng ta. Nàng cất ngọc giản đi, Linh Quy nhìn chằm chằm ngọc giản, nhận ra là vật của người vừa rồi, thế là lại phải hỏi, Cố Thanh Sơn, tại sao ngươi lại lấy được ngọc giản này vậy? Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, bảo vật càng khôn, ta chỉ mượn một lát thôi. Nghe xong, ánh mắt của Tạ Đạo Linh sáng lên, thấp giọng lặp lại một lần, vỗ ghế nói, lời này nghe rất hay. Cái gọi là đạo pháp vốn là vật đến từ thiên địa, vật của thiên địa, tất nhiên sẽ có người mượn. Cũng không phải mượn trong tay người khác, mà là chiếm được từ thiên địa. Không sai, sư tôn nói rất đúng, Cố Thanh Sơn tán thành. Linh Quy nhìn Tạ Đạo Linh rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Hai sư đồ này đều có tuyệt chiêu trộm đồ của người khác, mà khi nói chuyện cũng quá khoa trương rồi. Bách Hoa Tông không phải là môn phái truyền thừa của Hoang Vân Thiên Cung sao? Đây chính là danh môn chính phái truyền thừa vạn năm. Quang Minh Chính Đại, có quỷ mới tin các người. Trong lòng Linh Quy thầm than, sư đồ Bách Hoa Tông các người thật ra xấu cực kỳ. Tạ Đạo Linh nắm chặt ngọc giản, chăm chú nhìn qua một lần, một khắc sau. Nàng quay sang nói với Cố Thanh Sơn, nơi này là điện phần hương, dựa theo quy củ cổ đại, tất cả tu sĩ chuẩn bị leo lên thiên trụ đều phải đốt hương ở đây một ngày, khi đó mới có thể leo lên thiên trụ tiến đến núi Tu Di. Cố Thanh Sơn hỏi, thiên trụ đã bị gãy, thế giới thiên trụ cũng đã biến thành nơi hoang vu, sư tôn còn muốn tuân thủ lễ xưa, từng, ta định tĩnh tu ở đây một đêm, ngày mai bắt đầu leo lên thiên trụ. Tạ Đạo Linh nói xong, liền gọi Linh Quy, nàng giao ngọc giản cho Linh Quy, nói, quy tắc cũ, hãy trả lại đi. Cố Thanh Sơn hỏi, sư tôn đã ghi nhớ hết rồi, Tạ Đạo Linh gật đầu, bên trong công pháp này có 94 chỗ có vấn đề, 1089 chỗ có thể cải thiện, 61 chỗ có ý nghĩa ẩn giấu sâu xa, ta đã ghi chú cẩn thận, cũng đã viết ra những cải tiến tương ứng, xem như một món quà cảm ơn vì đã dùng qua đạo quyết của họ. Cố Thanh Sơn lại hỏi, trước đó, sư phụ đều làm như vậy với từng đạo quyết của từng người. Đúng, dù sao cũng không oán không cừu, ta dùng đồ của bọn họ, sau đó chỉ điểm cho bọn họ, trợ giúp bọn họ bớt đi đường vòng. Không ai nợ ai như thế này là tốt nhất, Cố Thanh Sơn thán phục, chợt nhớ đến vừa rồi những người kia mắng chửi nàng, cuối cùng trong lòng vẫn cố kiềm chế lại. Linh Quy tiếp nhận ngọc giản, trong nháy mắt không biết đã biến đi chỗ nào. Trong đại điện chỉ còn lại hai sư đồ, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi hỏi, sư tôn, người thật sự không cần độ kiếp vẫn có thể đột phá tiến giai. Tạ Đạo Linh gật đầu. Ta không biết tại sao lại như vậy, nàng chậm rãi nói, nhưng từ khi ta luyện hóa đóa sen vàng xong, lý giải đối với tu hành cũng cao hơn trước rất nhiều, nhiều thứ chỉ nhìn thoáng qua là có thể ghi nhớ, trong đầu thỉnh thoảng cũng sẽ hiện lên một số hình ảnh. Hình ảnh gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Đạo Linh có vẻ hoang mang, thấp giọng nói, khó mà nói rõ được, có lúc là những sinh linh ta chưa hề thấy bao giờ, có lúc là cảnh tượng thế giới bị hủy diệt, còn có những gương mặt và ngôn ngữ xa lạ. Hay chỉ là mơ, người có thể nhìn thấy các tu sĩ thời thượng cổ không? Cố Thanh Sơn hỏi, hắn hỏi câu hỏi này là vì khi hắn đi tìm tung tích thiên kiếm, đã từng tiến vào mộng cảnh của Tạ Đạo Linh. Tiên vương vì không muốn để đảo hoang thời gian nơi rèn đúc thiên kiếm bị phát hiện, nên đã giấu đĩa ngọc vào trong mộng cảnh của Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh suy nghĩ một hồi, đáp, không,
nếu là tu sĩ, ta nhất định có thể dò xét ra, nhưng những vật và cảnh tượng ta nhìn thấy trong mộng đều là những thứ mà ta chưa từng thấy trong đời. Hai người nhìn nhau, Tạ Đạo Linh phất tay bố trí kết giới, sau đó mới nhỏ giọng nói, ta đã từng truyền hết mọi tạo nghệ của ta cho con đã học Bất Chu Sơn Đoạn chưa? Rồi à, Cố Thanh Sơn thừa nhận, kỹ năng đó có thể huyễn hóa ra một hư ảnh. Đúng, ta đã từng nhìn thấy hư ảnh đó. Tạ Đạo Linh nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn nhớ đến hư ảnh kia, đó là một con quái vật hình người vô cùng to lớn, gương mặt lờ mờ có thể nhận ra là mặt người, nhưng cơ thể lại là thân rắn, rất dài, hoặc cũng không phải là thân rắn, mà là rồng. Tạ Đạo Linh nói tiếp, sau khi ta phát hiện chuyện này, ta đã tìm kiếm Ngọc Giản về việc phương pháp tu luyện này, muốn điều tra lai lịch của nó. Đáng tiếc, bên trong Ngọc Giản võ đạo không ghi lại thần kỹ này, một chữ cũng không, chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn nghe xong, sống lưng lạnh toát, nhịn không được hỏi, có phải là người nhớ lầm hay không, không phải là Ngọc Giản đó mà là Ngọc Giản khác thì sao? Không đâu, Tạ Đạo Linh nhắm mắt, nhẹ giọng nói, cho đến khi ta xem lại Ngọc Giản đó một lần nữa, ta mới nhớ đến Bất Chu Sơn Đoạn là do ta phát triển tạo ra. Cố Thanh Sơn ngây người, Tạ Đạo Linh nói tiếp, năm ta 19 tuổi, tông môn vừa mới bị tiêu diệt không bao lâu, một mình ta lưu lạc bên ngoài, có một ngày, ta giết chết một tên võ tu không có ý tốt, thu được một công pháp võ đạo của gã. Ta xem qua một lần, sau đó liền tạo ra thần kỹ này, lúc đó, chính ta cũng bị dọa, trong lòng biết nhất định là có chỗ không ổn, cho nên ta đã phong ấn đoạn ký ức đó, mãi đến khi ta chủ động đi tìm đoạn ký ức này, ta mới tìm ra được chân tướng. Cố Thanh Sơn cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi tiếp, sư tôn, Vong Xuyên thì sao, cũng chính ta tạo ra, hoặc có thể nói là kỹ năng do ta giác ngộ ra. Tạ Đạo Linh thừa nhận. Khi nào? 21 tuổi. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, cả đời hắn gặp qua quá nhiều chuyện, nhưng những gì mà Tạ Đạo Linh vừa kể, cả đời hắn đều chưa nghe bao giờ. Tạ Đạo Linh nói tiếp, so với hư ảnh của Bất Chu Sơn Đoạn, người đưa đò trên sông Vong Xuyên là một tồn tại có thể giao tiếp được. Mỗi một lần chiến đấu, người đó đều bắt ta phải bỏ ra một ít sinh mệnh lực của mình. Cho nên, về sau ta đã hỏi nàng ta, chuyện của ta rốt cuộc là như thế nào, Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, thế người nọ nói sao? Nàng chưa từng nói với ta bất cứ chuyện gì. Chỉ có một lần bị ta bám theo nài nỉ ghê quá, mới thở dài nói ta rất đáng thương, tim Cố Thanh Sơn như muốn nhảy ra ngoài. Câu nói này thật ra vẫn ghim trong lòng hắn, xưa nay chưa từng quên. Ban đầu, khi ở thế giới thi thể khổng lồ, địa kiếm và hắn đã dốc hết toàn lực mới giết chết được quái vật. Khi đó, con quái vật cũng đã từng nói một câu giống như vậy, nó nói, hắn thật đáng thương. Đáng thương? Vì sao lại đáng thương? Một sự sợ hãi bắt đầu bóp chặt trái tim Cố Thanh Sơn, hắn đột nhiên đứng dậy, bước qua bước lại trong đại điện. Đồ nhi, con làm sao vậy? Tạ Đạo Linh hỏi, Cố Thanh Sơn gượng cười, không sao. Con đang suy nghĩ về người đưa đò trên sông Vong Xuyên rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế giới mảnh vỡ hoàn toàn do ác quỷ đạo thống trị kia chắc là không có thần linh cỡ ấy. Người đưa đò quá mạnh, ác quỷ đạo không thể đối phó được với nàng ta, cho nên, nàng ta tất nhiên thuộc về một thế giới mảnh vỡ hoàn toàn nào khác. Vì sao nàng ta lại nói Tạ Đạo Linh đáng thương? Nàng ta biết được cái gì, chuyện của sư tôn và chuyện hắn gặp được quái vật có liên quan gì đến nhau không? Cố Thanh Sơn cảm thấy đầu của hắn như sắp nổ tung, Tạ Đạo Linh cau mày nói, ta từng bói mấy quẻ, muốn tìm biện pháp tiếp xúc với những vật trong mộng. Kết quả như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, kết quả đều chỉ về tu di sơn kiếp lần này. Con biết đấy, ta vốn không cần độ kiếp, nhưng nếu độ kiếp mà có thể biết được một ít tin tức, cộng thêm có thể giúp thế giới chúng ta tích lũy đạo quyết, vậy thì ta sẽ đến. Cố Thanh Sơn ngừng bước, xem ra lần này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chuyện của Tạ Đạo Linh, có khi cũng là chuyện của hắn. Tạ Đạo Linh nói tiếp, sau khi thiên trụ bị gãy, tự tại thiên kiếp và tu di sơn kiếp càng trở nên nguy hiểm hơn. Thật ra, trong lòng ta cũng không dám nắm chắc, Thanh Sơn, con cũng không được chủ quan. Vâng, lát nữa con sẽ ra ngoài đi dạo, quan sát chung quanh một chút. Cố Thanh Sơn nói, cũng tốt, nơi này không phải là nơi có thể tùy tiện đến, chỉ có người độ kiếp mới có thể đến được. Con đi ngó nghiêng chung quanh thử. Nói không chừng sẽ có phát hiện, giọng nói của Tạ Đạo Linh trở nên nhẹ nhàng, chừng nào con có thể về lại tông môn. Đám Tú Tú rất nhớ con. Cố Thanh Sơn đáp, gần đây con rất bận, khi nào làm xong, con sẽ quay về thăm bọn họ. Hắn chợt nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi, sư tôn,
bây giờ người đang là tự tại thiên vương cảnh à? Đúng vậy. Tạ Đạo Linh đáp. Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi, theo truyền thuyết, thiên vương có 48 gia quyến. Thế 48 gia quyến này là như thế nào? Tạ Đạo Linh à một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Nàng vươn tay, nhưng Cố Thanh Sơn quá cao, với chiều cao của nàng bây giờ, căn bản không với tới trán của hắn. Tạ Đạo Linh lườm hắn một cái, nói, cúi đầu xuống. Cố Thanh Sơn liền cúi đầu, Tạ Đạo Linh dùng ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, sau đó mới quay lại ngồi xuống ghế. Khi Tạ Đạo Linh điểm vào mi tâm Cố Thanh Sơn, bên trong thần niệm của hắn lập tức xuất hiện một tin tức. Cùng lúc đó, bên trên giao diện chiến thần cũng nhảy ra một hàng chữ nhấp nháy như đom đóm, bắt đầu từ tự tại thiên vương cảnh, pháp tắc thiên địa đã phản hồi người tu hành. Tạ Đạo Linh là tu sĩ tự tại thiên vương cảnh, dựa theo pháp tắc thiên địa, thần thông nhiều người của nàng đã thức tỉnh. Nàng có tổng cộng 48 vị gia quyến, ngài nhận được một cơ hội, trở thành một gia quyến của Tạ Đạo Linh. Ngài có đồng ý trở thành gia quyến của nàng hay không? Đồng ý. Cố Thanh Sơn đáp, bất kể người nào cũng có thể hại hắn, nhưng sư tôn thì tuyệt đối không. Một hàng chữ khác lại xuất hiện bên trên giao diện chiến thần, ngài đã trở thành gia quyến của Tạ Đạo Linh. Ngài có thể chỉ định một loại thần thông, chiêu thức, kỹ xảo, để cùng dùng chung với Tạ Đạo Linh. Chú ý, năng lực cộng hưởng của ngài nhất định phải thuộc về bên tu hành. Chú ý, khi Tạ Đạo Linh sử dụng năng lực này thì sẽ hao phí linh lực của chính mình, nên không khấu trừ linh lực của ngài. Chú ý, Tạ Đạo Linh sử dụng năng lực này cũng không ảnh hưởng đến việc ngài sử dụng năng lực ấy. Nói rõ, cứ mỗi 3 ngày, tự tại thiên vương sẽ chọn ra một loại năng lực của một trong số 48 vị gia quyến cho mình dùng. Cố Thanh Sơn không khỏi kinh ngạc, lúc trước, mỗi lần tu sĩ tiến giai đều phải bị sét đánh, vất vả lắm mới leo lên được cảnh giới cao một chút, mãi đến thiên kiếp cảnh, khiến tu sĩ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sau thiên kiếp là đến du tầm, không luân cảnh, lại phải vượt qua địa hỏa thủy phong kiếp, sau đó lại bị cưỡng chế vui vẻ ở dạ ma thiên, không ngờ sau khi trải qua hết mọi thứ một lần, thái độ của pháp tắc thiên địa lại thay đổi. 48 gia quyến chính là 48 loại năng lực. Cứ mỗi 3 ngày là có thể sử dụng một loại năng lực. Đối với tu sĩ mà nói, đây là chuyện tốt đến cỡ nào? Cố Thanh Sơn lập tức suy nghĩ hắn nên dùng năng lực gì để cùng dùng chung với sư tôn. Nếu nhất định phải là năng lực bên tu hành, mạnh nhất của hắn chính là lưới đau thương che mờ nhật nguyệt. Đáng tiếc, binh khí của sư tôn là roi chứ không phải kiếm. Đến lúc đó, muốn dùng chiêu thức này quả thật hơi bất tiện. Hắn là kiếm tu, bản lĩnh của hắn gần như đều là nhờ kiếm. Thế thì rốt cuộc hắn còn có thứ gì để đưa cho sư tôn sử dụng được đây? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Tạ Đạo Linh cười nói, không cần quan tâm, cứ lấy đại một loại thuật pháp nào đó, thông qua gia quyến truyền lại cho ta là được, dù sao con cũng là kiếm tu mà. Nàng nói tiếp, thật ra, ta cũng đã biến Tiểu Lâu, Tú Tú, Tình Nhu và Uyển Nhi thành gia quyến, như vậy, bất cứ lúc nào ta cũng có thể biết được tình trạng của các con. Về phần chiêu thức thuật pháp gì đó cũng chỉ là thứ yếu, Cố Thanh Sơn hỏi. Làm sao người có thể biết được tình huống của chúng con? Nếu gia quyến trọng thương hoặc chết, ta sẽ mất đi năng lực của gia quyến đó. Tạ Đạo Linh đáp, Cố Thanh Sơn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cân nhắc cẩn thận. Di hình hoán ảnh không tệ. Kinh mộng cũng không tệ. Nói về thân pháp, sư tôn đã có xúc địa thành thốn. Trong chiến đấu, sư tôn đã đủ mạnh, hơn nữa người còn dùng roi. Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ, đối với kinh mộng, hắn phải thông qua rất nhiều lần tiến giai mới dần hoàn thiện được thần thông lôi điện. Thần thông này thuộc về bên tu hành, lấy được nhờ hoàn thành nhiệm vụ chiến thần cho nên rất mạnh. Có thể tưởng tượng cảnh Tạ Đạo Linh cầm cây roi mang theo sấm sét quất vào người địch nhân một cái, chát. Địch nhân bị kinh mộng đánh trúng, không thể động đậy. Chát, chát, chát. Sau đó chẳng phải sẽ quất cho tới chết luôn sao? Cái này tốt. Cố Thanh Sơn đã có chủ ý, liền nhắm hai mắt lại. Truyền thần thông lôi điện của mình sang, đây là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như pháp tắc thiên địa đã đi vào đầu hắn, sao chép sức mạnh ấy ra một bản, sau đó truyền lại cho đối phương. Tạ Đạo Linh không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, miệng hơi há ra, Thanh Sơn, thần thông lôi điện của con đã đạt đến trình độ này rồi sao? Thật sự hiếm thấy. Nếu dùng để hạn chế kẻ địch, hẳn sẽ dùng rất tốt, quả nhiên, sau khi nói xong, nàng rút roi ra. Lách tách lách tách. Trên trường tiên xuất hiện những luồng sấm sét màu xanh trắng. Tạ Đạo Linh nhìn sấm sét, sau đó vung trường tiên lên. Chát. Hoành. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
toàn bộ đại điện bốc lên tro bụi, chẳng khác nào vừa mới bị sấm sét đánh cho nổ tung. Tạ Đạo Linh khen, thần thông lôi điện này dùng tốt lắm. Cố Thanh Sơn, hắn bắt đầu mặc niệm cho kẻ địch tương lai của Tạ Đạo Linh. Công kích này đã thoát khỏi phạm trù bị roi quất, mà giống như cưỡng ép người ta đi độ kiếp thì đúng hơn. Cố Thanh Sơn cười hì hì. Có thể giúp đỡ sư tôn tăng thêm một phần sức mạnh, hắn thật sự rất vui. Tạ Đạo Linh thu lại cây roi rồi rút ra một lá bùa, đưa cho Cố Thanh Sơn. Bên trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ, xin chú ý, lá bùa này có thể giúp đối thoại với nhiều gia quyến. Cố Thanh Sơn cảm giác trong thức hải của hắn xuất hiện thêm một số thần niệm. Một người là Tạ Đạo Linh, còn lại đều rất quen thuộc. Bỗng nhiên, một giọng nữ mừng rỡ vang lên, Tam Sư Huynh. Là Tam Sư Huynh sao? Cố Thanh Sơn giật mình, Tú Tú, vâng, là muội. Tam Sư Huynh đã gặp được Sư Tôn rồi à? Tú Tú hỏi. Cố Thanh Sơn còn chưa trả lời, giọng của Uyển Nhi đã vang lên, khoan, chẳng lẽ Huynh đang ở chỗ đột phá tự tại Thiên Vương Cảnh? Đúng vậy, vừa lúc gặp được Sư Tôn, Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn đáp lại. Những người bên kia đều nghẹn họng. Tự tại Thiên Vương Cảnh, Sư Tôn đã yêu nghiệt lắm rồi, không ngờ Tam Sư Huynh cũng giống như thế. Rốt cuộc Huynh muốn người ta sống sao? Đột nhiên, một thần niệm biến mất, Cố Thanh Sơn lo lắng hỏi, ai vậy? Người nào vừa mới đi vậy? Giọng nói của Tình Nhu vang lên, nghe rất dịu dàng, Sư Huynh đừng lo, vì nhị Sư Huynh mất mặt quá nên tạm thời rút thần niệm đấy. Nhị Sư Huynh. Tần Tiểu Lâu. Cố Thanh Sơn nín cười, hỏi, cảnh giới của Huynh ấy bây giờ là gì? Ba cô gái đồng thanh đáp, thiên kiếp cảnh. Thiên kiếp cảnh kiếp nạn rất nhiều, thay ta truyền lời lại cho Huynh ấy, bảo Huynh ấy cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn cảm khái, không sao. Tú Tú nói, Tam Sư Huynh không biết đấy, nhị Sư Huynh chưa từng giết người, không có vấn đề gì đâu. Đúng, Huynh ấy đánh nhau với những tu sĩ tông môn khác, chẳng có lần nào thắng cả, toàn chúng muội đi cứu viện thôi. Uyển Nhi phụ họa, nói chuyện vài câu, mọi người đều biết Tạ Đạo Linh và Cố Thanh Sơn đều đang ở trong thiên kiếp, cũng không nhiều lời, vội vã chào tạm biệt, kỹ thuật bùa chú của chúng ta đã đạt đến tình trạng này. Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Đạo Linh cười, lắc đầu đáp. Đây là bùa truyền âm cao cấp, tổng cộng chỉ có mấy tấm thôi, con hãy cất kỹ tấm này đi. Cố Thanh Sơn cẩn thận cất lá bùa. Thế nào? Có phải rất nhớ bọn họ hay không? Tạ Đạo Linh hỏi, đúng vậy, thời gian tu hành đó, mỗi khi nhớ đến thật sự khiến con rất muốn trở về. Cố Thanh Sơn đáp. Đáng tiếc, không thể quay về. Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, Sư Tôn, tự tại Thiên Vương có 48 gia quyến. Tu Di Sơn chủ có 120 tùy hình. Tùy hình là cái gì vậy? Tạ Đạo Linh giải thích, tùy hình chính là như hình với bóng, thật ra cũng là thần thông nhiều người. Tu Di Sơn chủ nhất định phải có 120 tùy hình, chỉ cần kêu gọi, đối phương sẽ có thể vượt qua thời không, xuất hiện trước mặt Tu Di Sơn chủ, cùng nhau chiến đấu, thì ra là thế. Cố Thanh Sơn gật đầu. Cái này giống với triệu hoán, nhưng càng có ưu thế hơn so với triệu hoán. Vượt thời không, cùng chủng tộc. Chỉ hai điểm này thôi đã ngon hơn thuật triệu hoán rồi. Cố Thanh Sơn đứng dậy, cáo từ Tạ Đạo Linh, Sư Tôn, con ra ngoài một chút xem có thu được tin tức gì hay không, nếu người có việc, có thể dùng thần thông gia quyến để tìm con. Được rồi, con đi đi, ta còn phải suy tính chuyện ngày mai nữa. Tạ Đạo Linh nói, Cố Thanh Sơn thi lễ, sau đó rời khỏi đại điện. Hắn bước ra con phố bên ngoài. Toàn bộ thành trì đều là kiến trúc truyền thống của bên tu hành, rất cổ kính. Đáng tiếc, trong bóng đêm mịt mờ, trên đường không có ai. Thế giới này đã không còn sinh linh. Cố Thanh Sơn nhìn cột thông thiên cao ngất, trong lòng suy nghĩ, không cần phải gấp rút leo lên cột thông thiên, bởi vì khi sư tôn độ kiếp, tất cả mọi người đều phải leo lên cây cột này. Đột nhiên, một chùm pháo hoa được bắn lên trong màn đêm. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy từng chùm pháo hoa bay vút lên bầu trời rồi nở rộ ra, sau đó giống như sao trời bị mưa gió thổi rơi. Nhìn hướng này thì hẳn là bên ngoài tường thành, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, thầm nghĩ đến một chuyện khác. Tất cả mọi người đều nhắc nhở hắn không được lưu lại ngoài thành vào ban đêm, trước đó hắn không có thời gian để hỏi, mà bây giờ bên ngoài thành lại xuất hiện pháo hoa, thôi, vừa lúc mình cũng đang muốn đi xem xét tình huống, chi bằng leo lên tường thành xem là chuyện gì. Cố Thanh Sơn dẫm nhẹ xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra hướng bên ngoài thành trì. Một lát sau, hắn đứng trên tường thành, lúc này, trên tường thành đang có 2-3 tu sĩ canh gác, quan sát phía bên ngoài. Cố Thanh Sơn đi đến,
lên tiếng chào bọn họ. Mọi người chào hỏi nhau vài câu, bỗng có một tu sĩ nói, mau nhìn kìa, sắp đến rồi. Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài, chỉ thấy một lớp màn mỏng trong suốt bắt đầu xuất hiện bên ngoài tường thành, từ từ che khuất cả bầu trời, bao phủ khu vực hoang dã bên ngoài thành Thiên Trụ. Mọi người im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, một thế giới hoàn toàn hư ảo giáng xuống. Người giống như thủy triều, ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng, vạn vật hưng thịnh, toàn bộ thế giới dường như sống lại, hiện ra cảnh tượng phồn vinh của những năm xa xưa trước đó. Người qua lại nhộn nhịp rộn ràng, có buôn bán, có trả giá, có chào hỏi, có hô quát quản tù tì bên trong quán rượu, còn có tiếng cãi nhau bên đường rồi lập tức lấy ra áo giáp, bắt đầu tranh đấu ngay ngoài đường. Đủ các thể loại, Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn chăm chú đám người mặc trang phục cổ xưa kia. Hắn phát hiện ra rằng, mình chẳng nghe thấy gì cả. Pháo hoa bắn đầy trời, chiếu sáng cả màn đêm, hư ảnh của một con rồng xuất hiện, không ngừng lượn lờ quanh quẩn trên bầu trời. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn sang một hướng khác. Ở đó, một tấm chắn trong suốt lặng yên hiện ra, tấm chắn này nối liền đất trời, ngăn cách thế giới nhân gian náo nhiệt kia. Lại một thế giới khác xuất hiện. Những viên đá có hình dạng kỳ lạ lởm chởm, ngọn lửa màu xanh xông thẳng lên trời. Bên trên đại địa hoang vu, vô số ác quỷ hoành hành. Bọn chúng tranh đấu, chém giết lẫn nhau, nuốt lấy thi thể của kẻ chiến bại. Ở khu vực xa hơn lại xuất hiện một tấm màn trong suốt khác. Thế giới mới hư hư thật thật hiển hiện trước mắt chúng tu sĩ. Thế giới càng lúc càng nhiều, khiến cho người ta phải hoa mắt. Các tu sĩ đứng trên tường thành lẳng lặng nhìn xem. Bỗng nhiên, một cô gái tuyệt sắc từ trong đám người ở khu chợ đêm phi thân lên, hướng về phía lớp tường thành. Nàng kề sát vào tấm chắn mỏng như lớp màn, cười nhẹ nhàng, các vị đạo hữu, xin đến đây một lần. Chúng tu sĩ không nhúc nhích, có người nhỏ giọng nhắc nhở, nhớ, tuyệt đối không được ra ngoài. Ra ngoài rồi là không về được nữa. Một người khác thở dài, hoàng đạo hữu lần trước. Hai, không có ai nói tiếp. Có thể tu hành đến cảnh giới dạ ma thiên, người nào mà không phải là vạn người chọn một, trải qua biết bao mưa gió, chứng kiến đủ loại chuyện ly kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh trong lòng. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ cảnh giác của mọi người, quyết định dùng thần niệm xuyên vào thức hải, nhẹ nhàng quấn quanh trấn ngục quỷ vương trượng, nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Xem ra cô gái này không phải là vong hồn. Không phải vong hồn, vậy những tồn tại kia là gì? Cố Thanh Sơn nhìn cô gái, lẩm bẩm, thú vị đây. Cô gái không thấy mọi người trả lời liền thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người rời đi. Mọi người lặng lẽ nhìn nàng bay vào khu chợ nhộn nhịp một lần nữa, đến trước mặt một tên đàn ông mặc áo tím, trên đầu mọc hai cái sừng, sau đó thấp giọng bẩm báo. Cố Thanh Sơn chợt lên tiếng, các vị đạo hữu, xin được hỏi hoàng đạo hữu mọi người vừa nhắc đến là ai? Tất cả tu sĩ đều nhìn về một người, người kia nói, hoàng đạo hữu đến từ thế giới nơi ta tu hành. Lần trước, hắn ta đến đây độ tu di sơn kiếp. Hắn ta đang ở đâu? Không qua được độ kiếp nên mất mạng rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nên nói sao đây, lần trước mấy người bọn tôi hộ tống hắn ta đến đây độ kiếp, kết quả, tu sĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đưa tay chỉ vào trong chợ đêm. Cố Thanh Sơn nhìn theo phương hướng hắn ta chỉ. Chỉ thấy một người đứng trong góc hẻo lánh của chợ đêm, bên cạnh là một bàn một lò, người kia dùng sức lau mặt, đầu đầy mồ hôi còn gào to cái gì đó. Đáng tiếc, ngoại trừ cô gái vừa nãy thì các tu sĩ chẳng nghe được tiếng nói nào khác từ những kẻ kia, vì thế Cố Thanh Sơn không biết hắn ta đang gào cái gì. Người kia cầm một cục bột lên, nhào nhào vài cái trên tấm thớt, cắn ra thật dài rồi đặt vào trong lò, vị trí sát vách lò. Hóa ra là đang làm bánh nướng, hoàng đạo hữu tự tin tu vi mình cao thâm, đạo pháp tinh vi. Thế nhưng sau khi được mời vào thế giới kia thì sức mạnh mất sạch, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Một tu sĩ nói, chúng ta đang nghĩ cách lấy lại thi thể của hắn ta để mang đi chôn cất, nào ngờ hắn ta đột nhiên đứng lên đi tới một góc của chợ, bắt đầu bán bánh nướng. Một tên tu sĩ khác thở dài, nói, các ngươi không tìm cách giúp hắn ta tỉnh lại. Cố Thanh Sơn hỏi, cách nghĩ ra đều đã thử hết, nhưng hắn ta giống như đã biến thành một người khác vậy. Tu sĩ nói, Cố Thanh Sơn nhìn người nọ một lúc, một vị tu sĩ tự tại thiên vương cảnh bỗng bỏ mình, sau đó sống lại, hắn ta quên hết mọi thứ, ở lại trong chợ đêm bán bánh nướng. Không đúng, hắn ta đã chết, ngay cả linh hồn cũng không còn ở đây. Nếu không thì trấn ngục quỷ vương trượng sẽ liên kết thần niệm của người chết với Cố Thanh Sơn, vậy rốt cuộc người này còn nhớ thân phận trước đây của bản thân không? Cố Thanh Sơn liếc nhìn người trong chợ đêm, sau đó quay sang những thế giới khác bị cô lập bởi những tấm chắn mỏng. Những thế giới tu hành, thế giới ác quỷ,
thế giới khoa học kỹ thuật, thế giới Atula, thế giới ma pháp, thế giới man hoang, thế giới võ đạo, thế giới thú vương, thế giới thẻ bài, thế giới thiên sứ, thế giới luyện ngục, thế giới mộc, thế giới thâm hải, thế giới vô sinh, thế giới mê sào, thế giới thiên tiên, thế giới vạn linh, thế giới nguyên thủy, thế giới quan âm, thế giới di tích, thế giới khí linh, thế giới dung hỏa, thế giới yên tĩnh, thế giới hắc ám. V.V. Một đống thế giới ấy quả thật làm cho người ta hoa cả mắt. Cố Thanh Sơn nhìn trong chốc lát, nhưng không nhìn ra bất cứ đầu mối nào. Ở trong mỗi thế giới, hành vi cử chỉ của các sinh linh đều phù hợp với nguồn gốc dân tộc của họ, vậy thì không dễ xử lý rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn đang trầm tư. Theo lời mấy vị tu sĩ khác giải thích thì mấy ngàn năm gần đây, vẫn chưa có ai vượt qua tu di sơn kiếp, lần này, đến lượt tạ đạo linh độ kiếp rồi. May mà sư tôn không phải người bất cẩn, cũng chưa bao giờ tự tin rằng mình tu vi cao thâm, nhưng nếu ở trên cột thông thiên mà gặp phải tình huống như vậy. Không được, vẫn nên tìm thêm thông tin về thế giới này một chút, có lẽ sẽ giúp ích cho việc độ kiếp. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cô gái kia lại từ trong chợ bay lên, đi tới trước mặt mọi người. Qua tấm chắn mỏng, nàng ta cười hỏi, các vị có muốn làm một vụ buôn bán không? Đám tu sĩ đều yên lặng, Cố Thanh Sơn đang muốn mở miệng, tu sĩ trước đó đã kéo tay áo hắn, tốt bụng nhắc nhở, đừng buôn bán gì với bọn họ. Rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn hỏi, tu sĩ kia nói, không nguy hiểm, nhưng mà họ lấy mấy thứ có giá trị thấp để đổi bảo vật trong tay chúng ta, loại buôn bán thế này nào có ai nguyện ý làm? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đống linh thạch. Hắn hỏi cô gái kia, 3.000 linh thạch có thể đổi được thứ gì từ chỗ của cô? Cô gái nhìn thấy linh thạch thì hai mắt phát sáng, miệng nói, đạo hữu xin chờ chút. Nàng ta xoay người đi, lấy ra cái giỏ, dạo một vòng quanh các gian hàng trong chợ, ở mỗi gian đều cầm vài thứ bỏ vào giỏ, xong liền bay trở lại. Đạo hữu mời xem, 3.000 linh thạch có thể chọn một thứ từ chỗ này. Cố Thanh Sơn nhìn vào giỏ, trong giỏ đầy những thứ bình thường như điểm tâm, nước, dưa đỏ, quạt hương bồ và bánh trung thu. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, hỏi, có thể cho ta một cái bánh nướng hay không? Được. Cô gái gật đầu, xoay người bay trở vào chợ đêm, tìm tên tu sĩ họ Hoàng kia. Tu sĩ họ Hoàng lập tức lấy bánh nướng đưa cho cô gái. Cô gái bay trở lại, kề sát bên bình phong, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đưa bánh nướng cho ta, Cố Thanh Sơn tung linh thạch lên, ném ra ngoài. Linh thạch rơi lên bình phong, bị cô gái kia dùng pháp quyết thu hồi. Cô gái lại dùng pháp quyết khác, đưa bánh nướng ra ngoài, Cố Thanh Sơn nhận lấy bánh nướng. Thật không ngờ bánh nướng lại nóng hầm hập, nó bốc lên một luồng hơi nóng giống như mới vừa ra lò không lâu. Đạo hữu, ngươi còn có nhu cầu nào không? Cô gái mong đợi hỏi. Đã hết, mà chỉ có một việc, rốt cuộc các ngươi là ai? Đến từ đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, cô gái kia lắc đầu đáp, không biết. Nói xong, nàng ta liền cầm linh thạch bay trở vào chợ đêm, biến mất không còn tăm hơi. Cố Thanh Sơn đang nghe truyện trên TV audio CV có chút viết núi. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ phát sáng được treo ở đó, ngài đã khởi động đồng thuật, thuật quay ngược thời gian. Vì tấm ngăn của thế giới chặn lại nên thuật mà ngài thi triển đã thất bại. Thuật quay ngược thời gian, lúc trước, Lâm mạnh hơn Cố Thanh Sơn rất nhiều, nhưng vẫn trúng thuật của thế giới này. Thế nhưng, cách hai thế giới thì thuật này vẫn không thi triển được. Vậy là không có cách nào rồi, Cố Thanh Sơn cầm miếng bánh nướng xem xét một chút rồi truyền cho đám tu sĩ ở phía sau. Ở thế giới mà Hoàng đạo hữu đang ở khẳng định có phép tắc và kỷ cương riêng, kính xin chư vị xem trong này có ám hiệu mà Hoàng đạo hữu thiết lập hay không. Hắn hỏi mọi người, đám tu sĩ liền bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ chốc lát sau, bánh nướng ở trong tay mọi người truyền đi một vòng, cuối cùng trở lại vào tay Cố Thanh Sơn. Tất cả mọi người đều hơi ủ rũ, bánh nướng chỉ là bánh nướng, chẳng có chút tin tức nào được ẩn vào trong đó, càng không có những thứ như thuật pháp hay ám hiệu nào. Xem ra Hoàng đạo hữu thật sự đã thân vẫn đạo tiêu rồi. Có người thở dài nói. Mọi người gật đầu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, quả thật không có nhiều thông tin, tra xét lần đầu tuyên bố thất bại. Các vị đạo hữu, xin hỏi những thế giới khác có kinh doanh không? Cố Thanh Sơn hỏi, một tu sĩ nói, đều có, so với vừa nãy cũng không khác lắm, muốn từ nơi bọn họ đổi thứ hữu dụng thì cơ bản là không có khả năng. Cố Thanh Sơn gật đầu, vậy ta đi xem thử. Tu sĩ kia khuyên, họ sẽ không cho chúng ta biết tất cả những chuyện này là gì đâu. Một tu sĩ khác phụ họa nói, đúng đó, bọn ta đã từng thăm dò rồi, bọn họ chỉ có thể lấy ra mấy thứ vô dụng, nói không chừng chính bọn họ cũng không biết tình hình này là thế nào ấy.
À, được. Ta đi một vòng, đi tản bộ một chút, Cố Thanh Sơn nói xong, đi dọc theo con đường trên tường thành, hướng về phía đông. Hắn nhanh chóng lướt qua chỗ giao giữa hai lớp màn trắng, phần tiếp theo của thế giới đối diện bức tường thành không còn là thế giới nhân tộc nữa mà là thế giới dung nham. Thế giới dung nham không có văn minh, chỉ có một vài hỏa linh nguyên sinh ngơ ngơ ngác ngác. Cố Thanh Sơn lướt qua thế giới này, dọc theo tường thành đi tiếp, phía trước là thế giới ma pháp. Hắn chọn ra một tấm thẻ bài pháp thuật thông thường, trao đổi với viên đá ký ức từ một ma pháp sư, nghe đâu đá ký ức này ghi lại một vài bí mật của thế giới ma pháp cổ đại. Cố Thanh Sơn nhận lấy đá ký ức, dựa theo phương pháp mà ma pháp sư truyền thụ chậm rãi đọc nội dung, từng. Lãnh chúa Giáp là con riêng của lãnh chúa Ất, vợ của lãnh chúa Ất là tình nhân của lãnh chúa Bính. Lãnh chúa Bính và lãnh chúa Đinh thật ra là anh em, quả nhiên đều là bí mật cổ đại. Giống như những gì các tu sĩ kia đã nói, vật này không giải thích được thế giới ma pháp đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở thế giới thiên trụ. Cố Thanh Sơn yên lặng thu hồi đá ký ức, tiếp tục đi về phía trước. Đi qua thế giới ma pháp, thế giới man hoang, thế giới yên tĩnh, hắn đi tới thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn không biết nghĩ đến gì, bỗng nhiên đứng lại. Ngay khi hắn dừng lại, một con đại ác quỷ chậm rãi bay tới trước mặt hắn, mời hắn tiến vào thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ra hiệu mình không đi vào mà chỉ làm ăn. Đại ác quỷ liền chạy về, ông đến một vài đoạn cánh tay và khúc chân, đặt ngay ngắn ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Cái này ngon, cái này ăn cũng ngon, cái bên cạnh ăn rất ngon. Đại ác quỷ chảy nước miếng, giới thiệu hàng hóa của nó. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, cách tấm màn trắng, hứng thú nhìn những đoạn chân tay bị cụt kia. Có nội tạng không? Hắn hỏi, ác quỷ nhìn hắn với cặp mắt khác trước, gật đầu liên tục nói, ai mà ngờ được lại là một người sành ăn, có. Nó xoay người liền muốn đi chuẩn bị, chờ đã, ta muốn ăn thứ tươi mới, ngươi có thể trực tiếp cho ta một con ác quỷ sống không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sống không được, sống không thể qua tấm ngăn này, ác quỷ lắc đầu liên tục. Cố Thanh Sơn nghe xong, có chút tiếc nuối. Hắn lấy ra 3-5 khay linh thực, bày trên đất nói, đồ của ta giàu năng lượng. Đối với ngươi, ta nói rồi, sống không được. Ác quỷ nói. Vậy đi, từ trong những nguyên liệu ngươi dự trữ, tìm một cái đầu lâu tươi mới nhất cho ta, càng mới càng tốt. Cố Thanh Sơn nói, đại ác quỷ cúi đầu nhìn xuống đống linh thực của Cố Thanh Sơn, lắc đầu nói, ta phải thử đồ ăn của ngươi trước. Cố Thanh Sơn trực tiếp đưa tới một khay, ác quỷ niệm câu thần chú, nhận lấy cái khay, ngửa đầu đổ vào miệng. Ừ. Mùi vị hơi lạ. Nhưng quả thật giàu năng lượng. Ác quỷ hài lòng mà nói. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lại lấy ra 5 khay đồ ăn, toàn bộ bày trên đất. Bây giờ xin hãy tìm cho ta một cái đầu lâu đến đây. Cố Thanh Sơn nói. Càng mới càng tốt, ác quỷ hỏi. Đúng, không chỉ mới mà còn phải sống được đủ lâu. Nếu như vậy, ta trả thù lao cho ngươi càng nhiều, Cố Thanh Sơn nói. Đại ác quỷ gật gật đầu, xoay người rời đi. Một lát sau, chỉ thấy nó túm lấy một con ác quỷ già nua, đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Ác quỷ già nua này không ngừng phun ra ngọn lửa màu xanh lục vào người đại ác quỷ. Đại ác quỷ trực tiếp bẻ gãy đầu của nó, xuyên qua tấm ngăn, đưa đầu sọ cho Cố Thanh Sơn. Đủ mới. Đại ác quỷ phun ra hai chữ, Cố Thanh Sơn thở dài, đáp, hiện tại, ta đã biết ác quỷ thật sự là thế nào rồi. Hắn đưa linh thực cho đối phương, từ trong tay đối phương nhận lấy cái đầu lâu ác quỷ già nua. Thông qua thần niệm, Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được sinh mệnh đã rời khỏi cái đầu lâu này. Nhưng cái đầu lâu này cũng chưa hoàn toàn ngừng mọi hoạt động, chí ít răng nanh ác quỷ vẫn còn khép mở, nỗ lực muốn cắn tay của hắn. Cố Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí một bưng đầu lâu, khiến hai mắt nó đối diện với mình, hy vọng là còn kịp. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm cầu khẩn, sau đó, thuật quay ngược thời gian, khởi động, chỉ một thoáng, thế giới ở trước mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn vỡ tan. Hiển hiện ra một khoảng trống hư vô. Khoảng trống chỉ tồn tại nháy mắt, một giây sau, một thế giới khác đột nhiên mở ra từ trong hư không, xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Trời long đất lở. Mây khói cuồn cuộn phóng lên trời, thế giới đang nhanh chóng sụp đổ. Vô số tiếng kêu thảm thiết, nhóm ác quỷ liên tục chạy trốn hết tốc này đến tốc khác, lăn lông lốc trên mặt đất, nổ tung thành màn sương đẫm máu. Giữa bầu trời, bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh lùng vang lên, thế giới lục đạo luân hồi. Chẳng qua chỉ có vậy. Cố Thanh Sơn ngửa đầu nhìn qua. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp không có từ nào để hình dung. Biển sao mênh mông ở sau lưng nàng biến đổi liên tục, sinh ra rồi tàn lụi,
làm nổi bật hơn sức mạnh và thần uy của nàng. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt nhảy một cái. Ở vùng đất chịu lời thề tứ thần, hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa của thế giới tầng trong, cũng đã gặp cô gái này. Phải, cô ấy chính là viên ngọc của chư giới, chủ nhân của dòng sông sao, cô gái được ban ân của thế giới tầng trong, vạn thần nữ đế, Trinido. Cố Thanh Sơn nhìn vạn thần nữ đế ở trên trời. Bên dưới, thế giới đang dần bị hủy diệt. Vạn vật sụp đổ, tất cả ác quỷ đều đã bị giết. Dừng lại. Cố Thanh Sơn nói, mặt đất vỡ vụn bỗng dừng lại. Mây trên trời cũng đứng yên. Thân thể ác quỷ giống như bông hoa đẫm máu, nhất thời vẫn chưa nổ tung hoàn toàn. Đây không phải là thuật thời gian ngưng động. Cố Thanh Sơn chỉ khống chế thuật quay ngược thời gian, để sự việc đã xảy ra trong quá khứ ngừng lại trong khoảnh khắc nào đó, để hắn có thể quan sát kỹ càng hơn. Hắn đi đến trước mặt của ác quỷ, cẩn thận cảm ứng một phen. Sau đó, hắn bay lên trời, bay một vòng toàn bộ thế giới, cuối cùng, hắn trở lại chỗ cũ. Có thể rồi. Hắn nói. Thế giới lại tiếp tục sụp đổ và hủy diệt, thời gian dần trôi qua, toàn bộ thế giới dần hóa thành bão cát, hòa vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Trinido hờ hững nước nhìn qua thế giới này, ánh mắt của nàng ta tập trung lên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phản ứng lại ngay tức khắc. Bây giờ, hắn chính là lão ác quỷ già nua kia, vẫn còn một con cá lọt lưới. Trinido giơ một ngón tay thon dài mềm mại giống như cọng hành, nhẹ nhàng chỉ một cái. Bóng tối kéo đến. Tất cả hình ảnh bị cắt đứt tại đây, Cố Thanh Sơn bước ra từ trong thuật quay ngược thời gian. Hắn thấy mình đang ôm đầu ác quỷ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, miệng thì mở lớn thở dốc không ngừng, mà ở trong tấm ngăn, đại ác quỷ bên kia vừa vặn xoay người, bước đi bước đầu tiên. Thời gian. Chỉ mới qua trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn quẳng cái đầu đi, ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn lấy ra một bầu rượu và đổ vào miệng, bản thân cũng vì vậy dần bình tĩnh lại, cũng không phải vì cái gì khác, mà là sức mạnh của Trinido quá mức khủng bố, chỉ mới nhìn thấy vài cảnh trong quá khứ thôi mà Cố Thanh Sơn đã cảm thấy linh hồn mình bị một vết thương rất nhỏ. Hắn nhắm hai mắt, cẩn thận nhớ lại những cảnh tượng vừa nãy lần nữa. Không đúng. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Ác quỷ ở thế giới kia quá yếu, Cố Thanh Sơn từng gặp qua những tên mang mặt nạ, kẻ đã gom góp mảnh vỡ ác quỷ đạo được 7 phần. Chỉ một tên nô bộc cũng đã mang theo vũ khí luật nhân quả vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, trong suốt quá trình Trinido hủy diệt thế giới không hề gặp phải bất kỳ sự chống cự nào. Qua đó có thể đoán được, thế giới ác quỷ mà nàng ta hủy diệt chẳng qua chỉ là một thế giới mảnh vỡ ác quỷ, thế giới mảnh vỡ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái đầu lâu ác quỷ bị rơi ở cách đó không xa. Kỳ quái. Ác quỷ này nên chết rồi mới phải, thế giới mảnh vỡ ác quỷ cũng đã hủy diệt. Vì sao lại đụng phải một thế giới mảnh vỡ ác quỷ khác, thế giới này chỉ xuất hiện vào đêm, nó mong muốn níu giữ chúng sinh, mong muốn lấy những đồ không tốt trao đổi được những thứ mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn vẫy tay, đầu ác quỷ kia bay trở vào trong tay hắn. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Hắn thấp giọng hỏi. Ác quỷ mở to hai mắt. Nhìn hắn. Không nhúc nhích, Cố Thanh Sơn thả đầu lâu xuống, tiếp tục suy tư. Một thế giới đã hủy diệt, thế mà lại xuất hiện thêm lần nữa, mỗi khi trời tối sẽ xuất hiện trong thế giới thiên trụ này, còn có rất nhiều thế giới kiểu này xuất hiện trong thế giới thiên trụ. Cuối cùng, chúng nó là gì đây? Bỗng nhiên, mí mắt trái của Cố Thanh Sơn nhảy một cái, đó là thuật thế giới được ẩn giấu trong mắt của hắn. Ở nơi đó có hai ý chí thế giới còn sót lại. Chúng nó nhúc nhích một chút, dường như đang nhắc nhở cái gì đó. Trong đầu Cố Thanh Sơn đột nhiên lóe sáng, hắn liền bật dậy, thì ra là thế. Mình hiểu rồi, hắn nhìn vô số thế giới kỳ quái lạ lùng ở ngoài tường thành, chỉ cảm thấy chấn động và buồn bã không kể xiết. Theo ý chí của hắn, giao diện chiến thần xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Lần trước, trong bài tế vũ của địa thần, ngài đã tiêu hao hết nguyện lực, vì thế lần này không thể thực hiện điều tế vũ ở đây. Cố Thanh Sơn không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu vỗ tay. Dậm chân. Thấp giọng ngâm nga, mặc dù không có nguyện lực, thế nhưng tế vũ dù sao cũng vẫn là tế vũ, dùng để thể hiện thân phận cũng được. Quả nhiên, theo nhịp lắc lư của hắn, trong hư không dần xuất hiện sự tồn tại không tên đến cộng hưởng với hắn. Giao diện chiến thần lại nhảy ra một dòng chữ nhỏ, xin lưu ý, ngài là chủ tế của bài tế vũ địa thần, dưới sự chứng kiến của một sự tồn tại nào đó. Ngài nhất định phải hoàn thành điều tế vũ ước định với các thế giới đã bị hủy diệt trong quá khứ. Ngài nhận được lời chúc phúc của chư giới trong quá khứ. Hiện tại, những tồn tại trốn ở thế giới thiên trụ đều nhận ra thân phận của ngài.
Chúng nó đồng ý cho ngài nhìn thấy mọi sự thật. Chỉ một thoáng, tất cả thế giới và toàn bộ thành của Thiên Trụ đều biến mất, trước mắt của Cố Thanh Sơn xuất hiện một cảnh tượng khác. Những tồn tại lẻ tẻ, thân thể to lớn, tứ chi thon dài, không có mặt mũi, giống hệt với người, chúng là linh hồn còn sót lại của thế giới. Chúng nó đều là thế giới đã bị Rinido hủy diệt, chỉ còn sót lại một chút tàn hồn, trốn ở thế giới Thiên Trụ. Chúng nó chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, dựa vào sức mạnh lẫn nhau liên kết lại cùng một chỗ, mong muốn thu được thêm sức mạnh. Cố Thanh Sơn đã hiểu, hắn lẩm bẩm nói, vì thế các ngươi hy vọng chúng sinh tiến vào thế giới của các ngươi để kéo dài sự tồn tại của các ngươi hy vọng dùng đồ không tốt để đổi lấy bảo vật có sức mạnh to lớn trợ giúp cho các ngươi có được một chút xíu sức mạnh, các ngươi tụ hội tại đây để sưởi ấm cho nhau, đúng không? Những tồn tại to lớn dồn dập gật đầu. Chúng nó hóa thành vô số điểm sáng bay lượn qua lại xung quanh Cố Thanh Sơn, chúng nó dường như vội vã muốn biểu đạt cái gì đó. Từ thăm dò đến tiếp xúc, lại tới lý giải lẫn nhau. Hiện tại, thái độ của chư giới càng thân cận thêm một chút, đừng nóng vội, giọng điệu của Cố Thanh Sơn chậm rãi, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, từ từ nói, tất cả điểm sáng liên hợp lại cùng nhau, bám vào lỗ tai hắn, chậm rãi phun ra vài chữ, nhanh. Trốn. Bên ngoài. Có, rồng. Chờ đã, các ngươi nói bên ngoài, là chỉ thế giới Thiên Trụ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tất cả điểm sáng bay lên, rơi ở trước mặt hắn, hóa thành một tấm màn ánh sáng, trên màn ánh sáng dần dần có hình ảnh xuất hiện. Một tồn tại trong truyền thuyết, có thân thể hùng vĩ không gì sánh nổi. Cưỡi mây đạp gió, sấm vang chớp giật, đủ loại uy thế bên người. Khiến người ta không nhịn được mà muốn quỳ xuống cúng bái. Thanh Long. Nó bay qua lượn lại xung quanh thế giới Thiên Trụ, Cố Thanh Sơn nhìn con rồng xanh kia. Mỗi một cái vẫy, mỗi một sợi râu dài, thậm chí mỗi một động tác của nó, hắn đều có thể nhìn rõ ràng, thế nhưng, hắn hoàn toàn không cảm nhận được nó. Không chỉ hắn, mà tất cả tu sĩ, thậm chí sư tôn cũng không cảm ứng được nó. Đây chính là một loại năng lực sao? Thanh Long thu hết khí tức, chỉ lặng lẽ bay lượn tuần tra trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Nó giống như một kẻ giết người máu lạnh bình tĩnh và thanh lịch, lặng lẽ chờ đợi thời gian đến. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, âm thanh của những tàn hồn thế giới lại vang lên, hừng đông. Chúng ta đi. Tấm chắn mất. Nó. Liền đến, giết sạch. Cố Thanh Sơn hiểu được, buổi tối, vô số tàn hồn của thế giới tụ tập cùng nhau, tạo thành lớp màn chắn đủ để cướp đoạt tính mạng chúng sinh, vì thế Thanh Long không thể nào tiến vào thế giới này. Hừng đông đến, tàn hồn thế giới đều trốn hết. Vào lúc ấy, Thanh Long cũng không còn gì phải kiêng dè nữa. Một con rồng, có thể mạnh cỡ nào? Lúc trước ở Hoang Vân Thiên Cung, tàn hồn của Hoàng Long chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã giết được hắn rồi. Tuy bây giờ, thực lực của Cố Thanh Sơn đã vượt xa trước đây, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ tàn hồn của Hoàng Long đã lợi hại như vậy, lần này, hắn phải đối mặt với một Thanh Long hoàn chỉnh. Cảm ơn các ngươi, ta lập tức đi thông báo cho sư tôn. Suốt đêm nay chúng ta sẽ leo lên Thiên Trụ, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn lấy hết toàn bộ linh thạch có trên người ra, quăng ra ngoài thành trì. Ta không mang nhiều đồ chứa năng lượng, những linh thạch này là thứ có nhiều năng lượng nhất, khoảng chừng mấy trăm ngàn viên, tất cả đều cho các ngươi. Cố Thanh Sơn nói, 700.000 linh thạch, trong nháy mắt tung đi là đã không thấy tăm hơi. Cảm ơn. Trong hư không vang lên một giọng nói đầy cảm kích. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không cần, các ngươi bảo trọng. Ta phải bảo vệ sư tôn độ kiếp, sau này có thời gian sẽ trở lại tâm sự với các ngươi. Hắn đang muốn xoay người rời đi, chỉ thấy bên trong những điểm sáng kia, một ít điểm sáng tỏa ra linh quang bay ra ngoài, rơi ở trước mặt hắn. Những điểm sáng này vây quanh hắn, dần dần xoay nhanh hơn. Lúc này, giao diện chiến thần xuất hiện liên tiếp mấy dòng chữ nhỏ phát sáng. Rất nhiều tàn hồn thế giới tu hành muốn tự thân truyền cho ngài những tri thức cao cấp trong nền văn minh của chúng. Chúng nó đã bắt đầu kết nối với thức hải của ngài. Xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận tri thức. Cố Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ, từ góc nhìn của người khác thì hắn chỉ đang sững sờ. Nhưng với kẻ được rất nhiều mảnh vỡ thế giới chấp nhận, vậy thì sẽ thấy một cảnh khác. Vô số điểm sáng bay lượn vòng quanh Cố Thanh Sơn, những tia sáng trắng nhạt không ngừng được bắn vào mi tâm của hắn. Cố Thanh Sơn vẫn giữ trạng thái không suy nghĩ gì, âm thầm tiếp nhận tri thức của mỗi một thế giới thuộc bên tu hành. Nếu như là các tu sĩ chuyển giao cho nhau thì bình thường đều thông qua những phương pháp như nói chuyện, ngọc giản, hoặc xối nước lên đầu, còn thế giới truyền tải tri thức thì lại trực tiếp chuyển hóa tất cả những kiến thức chúng thấy hữu ích thành giác ngộ,
rồi truyền vào trong đầu của Cố Thanh Sơn. Cái gọi là giác ngộ cũng giống như lúc thấy hoa nở trăng hiện, nó đến rất tự nhiên, không cần đắn đo suy nghĩ nhiều là đã có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Mặt khác, bởi vì Cố Thanh Sơn là kiếm tu, nên các mảnh vỡ thế giới truyền lại chủ yếu là các tri thức về kiếm thuật, còn có các loại tri thức khác như ngũ hành, võ tu, bí thuật, thiên tài địa bảo, quẻ thuật, bùa chú, trận pháp, linh thực, luyện khí, đan dược, chúng đều chọn lấy cái tốt nhất mang ra để truyền thụ cho Cố Thanh Sơn. Thời gian một nén nhang trôi qua. Cố Thanh Sơn mở mắt. Kiếm thuật. Hắn khẽ thì thầm, thực ra trong số các mảnh vỡ thế giới, có một vài thế giới tu hành là thế giới thật, chứ không phải thế giới được xây dựng trong hư không. Vì thế, chúng đều có truyền thừa chính thống của đạo giáo, cảnh giới tu luyện kiếm thuật cực kỳ sâu thâm. Thẳng thắn mà nói, con đường kiếm tu vốn khó đi, người có thể trở thành kiếm tiên đã rất quý hiếm, huống chi đạt được đến nhất kiếm cảnh rồi còn đột phá tới cấp kiếm thần. Ngay cả ở trong những thế giới tu hành kia cũng không có nhiều người làm được vậy. Có lẽ có một vài kiếm tu thực lực cao siêu, cảnh giới thâm hậu, gần như đều là người vô địch với toàn bộ thế giới. Thế nhưng, nếu không nhắc đến cảnh giới tu hành, chỉ nói riêng về kiếm thuật thì sợ rằng vẫn không có ai đạt đến cảnh giới kiếm thần. Ý chí thế giới đã trực tiếp biến đổi vốn liếng tu hành cả đời của hai cường giả kiếm thần thành giác ngộ, truyền cho Cố Thanh Sơn. Thông qua phương thức giác ngộ để hiểu được những kiếm thuật này, lần này Cố Thanh Sơn coi như được mở mang tầm mắt, có nhiều cách nghĩ chưa thể giải quyết đều đã được xác minh. Có nhiều vấn đề phải thông qua luyện tập và thực chiến mới có thể thấu hiểu thì giờ cũng đã tháo gỡ được. Trên giao diện chiến thần, từng dòng chữ nhỏ xuất hiện, trình độ kiếm thuật của ngài đang tăng lên nhanh chóng. Từ nay về sau, lúc nào ngài cũng có thể tiến vào hoặc rời khỏi trạng thái giác ngộ. Lúc ngài tiến vào trạng thái giác ngộ, những tri thức được giấu bên trong thức hải của ngài sẽ biến thành của ngài. Xin nhắc nhở, sau khi ngài giác ngộ được đủ tri thức kiếm thuật, ngài sẽ có thể lý giải được kiếm thuật giết địch, tu tập điều huyền bí trong kiếm đạo. Cố Thanh Sơn liền hiểu rõ. Kiếm thuật giết địch là kiếm thuật Tạ Cô Hồng đã lựa chọn trong số những truyền thừa chân chính của nhân tộc cực cổ, sau đó truyền lại cho hắn. Khi hắn rời khỏi thời thượng cổ, người tạo vật của đất đã để lại rất nhiều thứ trong thời đại đó, để Cố Thanh Sơn không phải gặp vấn đề khi xuyên qua dòng sông thời gian. Kiếm thuật giết địch được cất giấu trong đồng tiền vàng, được Cố Thanh Sơn mang theo về. Sau đó, tinh linh thời gian đã dung nhập ngôi sao màu bạc vào đồng tiền vàng, tạo thành đồng tiền đất hoàn chỉnh. Kiếm thuật giết địch đã được Cố Thanh Sơn đặt ở trong đầu, đợi đến khi trình độ kiếm thuật của hắn đạt tới mức nhất định là có thể mở ra môn kiếm thuật này, tu luyện nó. Ngoài ra, thông qua giác ngộ, Cố Thanh Sơn còn phát hiện một chuyện thú vị. Vấn đề của cảnh giới tu hành. So với các thế giới khác, các tu sĩ trong thế giới tu hành luôn phải đối mặt với thiên kiếp. Về cấp bậc cảnh giới, bắt đầu từ luyện khí đến tu di sơn chủ thì tổng cộng có 21 tầng. Việc này không chỉ khiến cho bản thân các tu sĩ cảm thấy đau đầu, mà những thế giới khác có mối liên quan đến các tu sĩ cũng vì chuyện cảnh giới mà đau đầu. Bởi vì bất kể là giao lưu qua lại hay tiếp đón chiêu đãi, mỗi thế giới đều có tiêu chuẩn và quy cách nhất định. Thế nhưng, cảnh giới của các tu sĩ quá nhiều quá phức tạp, đến nỗi những thế giới phân chia sức mạnh quá sơ sài đều cảm thấy rất đau đầu. Khi những thế giới thuộc khoa học kỹ thuật, ma pháp, man hoang, lên tiếng oán than rợp trời, thế giới tu hành mới tự mình tỉnh ngộ được. Cuối cùng, mọi người trải qua thảo luận, vẫn quyết định, không thể thay đổi. Bởi vì trước dạ ma thiên kiếp, các tu sĩ bị pháp tắc thiên địa giáng xuống kiếp nạn, không ngừng sàng lọc. Tuy nhiên, kể từ dạ ma thiên cảnh thì ở mỗi một cảnh giới đều có pháp tắc thiên địa giáng lâm rõ ràng. Ví dụ như tự tại thiên vương là 48 gia quyến, tu di sơn chủ là 120 tùy hình, tinh hà thánh nhân lại có thể ngưng tụ hạt giống hư không, hóa ra kho cây báu vật ngôi sao. Những cảnh giới này đại diện cho sự khác biệt giữa người tu hành và những chức nghiệp khác. Cho dù các chức nghiệp khác lại lẫm đau đầu thế nào thì bên tu hành cũng chắc chắn sẽ không thay đổi. Cố Thanh Sơn rời khỏi trạng thái giác ngộ, kiếm thuật có thể tăng cấp là chuyện tốt, nhưng hiện tại hắn có chuyện quan trọng cần phải làm. Chư vị, hắn hướng về những mảnh vỡ thế giới, nói, các vị có biết vì sao Thanh Long lại muốn giết hết người độ kiếp ở thế giới này không? Các mảnh vỡ thế giới chậm rãi bay lượn, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói, sát, ý, ngập, trời. Cố Thanh Sơn yên lặng. Hắn còn chưa từng gặp qua Thanh Long, vì thế vẫn nghĩ không ra vì sao con rồng này lại muốn giết các tu sĩ đến đây độ kiếp. Chẳng qua, ở thời đại viễn cổ hắn từng gọi bốn đại thánh thú của Hoang Vân Thiên Cung đến giúp đỡ và được trông thấy bản thể của Hoàng Long. Con rồng đó có thực lực mạnh gần bằng tứ trụ thánh cảnh. Chắc chắn thời điểm thần tộc sáng tạo vạn vật không thể để bất cứ giống loài nào mạnh hơn mình, vì thế thực lực của Hoàng Long không đủ để đại biểu cho tộc rồng chân chính, Thanh Long. Vừa rồi hắn đã từng thấy nó một lần. Tuy rằng không mạnh bằng Rinido,
nhưng nó cũng khiến trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc rồi lại hỏi, các ngươi có biết lai lịch của nó? Tiếng nói thì thầm của thế giới vang lên lần nữa, khí, tức, ác, quỷ. Cố Thanh Sơn lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra là đến giết mình. Hắn nhất thời yên lặng, thế giới ác quỷ đã dung hợp các mảnh vỡ ác quỷ được 7 phần, chúng sinh trong thế giới không biết đã mạnh đến nhường nào. Chỉ một tên nô bộc bên người mà cũng mang theo mặt nạ nguyền rủa có thuật pháp tất trúng, cùng với đôi đũa vàng luật nhân quả. Tôi tớ này dám trực tiếp tới khuyên một tên kiếm tu dạ ma thiên cảnh đầu hàng. Nếu suy đoán theo hướng này, vậy rồng ở thế giới ác quỷ thì sao? Nó mạnh đến mức nào nữa? Cố Thanh Sơn trầm ngâm rất lâu không nói gì. Tạ Đạo Linh đang chuẩn bị độ kiếp. Lần này tu di sơn kiếp vốn cực kỳ hung hiểm, nhiều năm qua chưa có ai độ kiếp thành công. Tuy rằng sức mạnh của Tạ Đạo Linh, những tu sĩ ở cảnh giới bình thường hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng hiện tại, không chỉ là vấn đề về tu di sơn kiếp nữa. Còn có Thanh Long, ngay cả sư tôn cũng không thể nhận ra được con rồng đang lẫn trốn ấy. Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài. Cột thông thiên đã bị gãy, thế nhưng không khó để leo lên, cái thật sự khó là sau khi lên núi tu di. Không những thế, cho dù đã lên núi tu di thì chỉ cần mình còn ở đây, Thanh Long cũng nhất định men theo cột thông thiên mà đuổi tới. Đến lúc đó, sư tôn không những phải đối mặt với tu di sơn kiếp, mà còn đối mặt cả Thanh Long. Lùi một bước mà nói, một khi mình gặp nguy hiểm, sư tôn làm sao bỏ mặc mình cơ chứ? Cố Thanh Sơn có chút buồn bực. Ai mà ngờ được, bản thân mình có một ngày làm liên lụy sư tôn. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra tất cả mọi thứ của mình, tất cả sản phẩm khoa học kỹ thuật, tiền của khu tranh bá, mảnh vỡ thẻ bài đếm không xuể, tất cả những thứ dùng trong tu hành, thậm chí một vài thứ khác mà hắn đã lấy được trước đó đều bị ném vào không trung. Những thứ đồ này mới vừa rời khỏi tay của hắn, liền dần biến mất, trong hư không truyền đến những tiếng cảm ơn của các mảnh vỡ thế giới, cảm ơn, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói, không cần khách khí, ta có chuyện muốn làm phiền các người, không biết các người có thể làm được hay không? Chuyện gì đây? Các mảnh vỡ thế giới hỏi, rất đơn giản, chỉ là một chuyện nhỏ. Cố Thanh Sơn cười tươi. Một bên khác, Tạ Đạo Linh đang nhắm mắt suy nghĩ trong đại điện. Kỳ quái, sao cứ thấy bất an thế nào ấy? Nàng mở mắt ra, nghi hoặc tự nhủ. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tạ Đạo Linh lấy ra mấy đồng tiền, đang muốn lên quẻ thì đã thấy Cố Thanh Sơn từ bên ngoài đi vào. Sư tôn, con có việc bẩm báo. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Linh giác bị cắt đứt, Tạ Đạo Linh đành thu hồi đồng tiền trong tay, hỏi, chuyện gì? Thế giới này gặp sự cố rồi, Cố Thanh Sơn nói. Vừa dứt lời, màn đêm bên ngoài bỗng nhiên biến thành ánh sáng ban ngày, kỳ thật cũng không phải ban ngày, mà là vô số thế giới hư huyễn ở bên ngoài thành trì đều đang phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chúng nó đang kịch liệt co rút rồi lại phồng lên, trông giống như đang đạt tới một giới hạn nào đó, chỉ một giây sau là sẽ tan vỡ hoàn toàn. Tạ Đạo Linh kinh ngạc nói, chuyện gì thế này, lẽ ra thế giới thiên trụ sẽ không xảy ra vấn đề gì mới phải. Cố Thanh Sơn lộ vẻ mặt lo âu, nói, chắc là thế giới này sắp hủy diệt rồi. Sư tôn, không bằng bây giờ độ kiếp luôn đi. Tạ Đạo Linh cầm đồng tiền, trải ra. Len keng, đồng tiền rơi lên mặt đất nước đầm làm chết cây, họa lớn. Nước sâu quá đầu, không thể lội qua, đại hung. Tạ Đạo Linh lẩm bẩm nói. Đây là quẻ đại hung. Nàng cau mày nói, ta cũng cảm thấy thế giới sắp có biến động, nhưng không biết là vấn đề gì. Ầm. Mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, sư tôn, leo lên thiên trụ sớm chừng nào hay chừng ấy. Rời khỏi thế giới này, cũng không cần lo lắng chuyện của thế giới này nữa. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Đạo Linh từ trên ghế đứng lên, nghiêm nghị nói, cũng được, vậy thì độ kiếp. Cố Thanh Sơn đưa tới một miếng ngọc to như cục gạch. Trong này là cái gì? Tạ Đạo Linh ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy, đệ tử có cơ duyên nhận được công pháp của nhiều thế giới tu hành, tất cả đều ở bên trong. Cố Thanh Sơn nói, Tạ Đạo Linh nhìn thoáng qua một chút, khẽ gật đầu. Nàng cười nói, đây là đồ tốt, so với đồ ta mang tới càng lợi hại hơn. Không chỉ có ích với ta, mà còn có thể mang nó về thế giới chúng ta, truyền thừa cho cả thế giới. Cố Thanh Sơn cũng cười cười, sư tôn, cái giá để con có được thứ này chính là con phải ngừng lần độ kiếp này. Lập tức phải trở về nơi cũ để làm một chuyện. Tạ Đạo Linh nhìn hắn, Cố Thanh Sơn giải thích, những đạo quyết này đến từ các ý chí thế giới còn sót lại, con phải giúp chúng nó làm một chuyện. Sau này khi độ kiếp, chúng nó sẽ giúp lại con, ý chí thế giới.
Tạ Đạo Linh lặp lại. Cố Thanh Sơn chỉ mắt trái của mình, Tạ Đạo Linh đưa tay quét nhẹ qua một cái quả là kỳ diệu, không ngờ con lại có được cơ duyên lớn thế này, có thể cùng thế giới khai thông nói chuyện, trong đồng tử cũng ẩn giấu thế giới. Nếu như ta không tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin. Tạ Đạo Linh thở dài nói, tuy rằng rất khó để tiếp nhận, nhưng lần này Tạ Đạo Linh không thể không tin. Đúng à, Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đây đúng là cơ duyên lớn của con, vì thế, sư tôn, lần độ kiếp này con không thể ở bên cạnh người rồi. Tạ Đạo Linh bảo, không sao, nếu như con đã gặp được cơ duyên ngàn năm mới có này, vậy cứ lo làm tốt chuyện của mình. Linh Quy bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, híp mắt đánh giá Cố Thanh Sơn. Nó bất mãn nói, hừ, tên nhóc nhà ngươi gặp được cơ duyên liền mặc kệ sư tôn, nên nhớ rằng đã rất lâu không có ai thành công độ tu di sơn, không cần nhiều lời. Tạ Đạo Linh liền ngắt lời nó, cơ duyên của Thanh Sơn đúng là rất lạ, chưa từng nghe thấy bao giờ, quả thật là quan trọng hơn việc ta độ kiếp. Nàng ân cần nói, vậy vi sư đi lên thiên trụ đây, con nhanh chóng rời khỏi thế giới thiên trụ đi. Trên quẻ nói, thế giới này gần như chạy trời không khỏi nắng. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, sư tôn, đệ tử không thể bảo vệ người, trong lòng thực sự bất an. Chỉ mong sư tôn một đường gặp dữ hóa lành, mọi chuyện thuận lợi, thành công độ tu di sơn kiếp. Yên tâm, ta đi đây. Tạ Đạo Linh nói xong, thân hình lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Linh Quy lúc gần đi còn khinh thường trừng mắt Cố Thanh Sơn một cái. Ngay sau đó, bên ngoài bầu trời vang lên tiếng kêu như của Phượng Hoàng, xuyên thẳng cửu thiên. Tạ Đạo Linh đang triệu tập tất cả người chuẩn bị độ kiếp, mấy hơi thở sau, tất cả tu sĩ đã tập trung đầy đủ trong bầu trời đêm. Tạ Đạo Linh dẫn đầu bọn họ, cùng bay lên cột thông thiên. Tu Di Sơn kiếp chính thức bắt đầu, lại một lát sau. Các tu sĩ đều biến mất khỏi thế giới này. Toàn bộ thế giới thiên trụ chỉ còn lại mỗi một mình Cố Thanh Sơn. Hắn yên lặng đứng ở trong đại điện, chiếc nhẫn chuyển động ở đầu ngón tay hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không đeo vào. Đây là chiếc nhẫn thuộc về vực sâu, mang vào có thể chết, bên trên. Chính là tình báo của tôi. Cố Thanh Sơn nói với chiếc nhẫn xong, liền cất đi. Hắn ngáp lớn một cái, ngồi xuống ghế dựa, chậm rãi vươn người duỗi lưng, cuối cùng đã đi. Hắn lẩm bẩm, vỗ túi trữ vật, định lấy thứ gì đó ra uống. Túi trữ vật không có phản ứng, lúc này, Cố Thanh Sơn chợt nhớ lại mình đã đưa hết mọi thứ cho các mảnh vỡ thế giới rồi. Chỉ còn sót lại một viên thanh minh đan. Đây là thuốc chữa thương tốt nhất, còn rượu thì cũng không còn nữa. Cố Thanh Sơn chép miệng một cái, không khỏi tiếc nuối. Từ hư không xuất hiện ba thanh kiếm. Lợi hại, không ngờ ngươi có thể lừa Linh Nhi đi, địa kiếm khen một tiếng. Trước khi gặp Cố Thanh Sơn thì nó vẫn luôn đi theo Tạ Đạo Linh, vì thế nó biết rõ cô gái này thông minh cỡ nào. Hai, ta thấy chưa chắc đâu, không biết lúc nào sư tôn sẽ nhận ra đây. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, nên ngươi muốn làm gì thì nhanh chóng làm đi. Địa kiếm đồng ý nói, giọng của Lạc Băng Ly chợt vang lên, chờ đã, sao ta cứ có cảm giác là các ngươi có vẻ rất thỏa mãn khi lừa được sư phụ của hắn vậy. Tất nhiên, Cố Thanh Sơn và địa kiếm trăm miệng một lời cùng trả lời. Cố Thanh Sơn nói, sư tôn của ta xưa nay chưa bao giờ sợ thứ gì, nhưng người lại rất quan tâm đám đồ đệ bọn ta, ngay cả khi bọn ta gặp phải chút chuyện nhỏ, người cũng sẽ rất lo lắng. Sao ngươi biết? Lạc Băng Ly hỏi, có lần ta và Tiểu Lâu lẻn vào môn phái gần đó ăn trộm rượu trăm năm, lúc sắp bị phát hiện thì sư tôn đột nhiên xuất hiện ở trên trời, nói rằng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với trưởng môn bọn họ, thành công thu hút sự chú ý của cả đám người trong môn phái đó. Bởi thế, bọn ta mới có thể chạy trốn. Cố Thanh Sơn tiếp tục kể, sau đó ta đã phân tích, mới nhận ra những thứ như bướm, sóc, sơn dương trên đường ta và Tiểu Lâu nhìn thấy, chỉ sợ đều là sư tôn. Lạc Băng Ly thở dài nói, nếu nàng quan tâm các ngươi như vậy, ngươi nên, không thể nói cho người biết, người đang phải độ kiếp, nếu còn phải gánh thêm chuyện này sẽ bị phân tâm. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, địa kiếm phụ họa nói, đúng vậy, đây là chuyện do hắn gây ra. Hơn nữa, ta thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Lạc Băng Ly lặp lại, địa kiếm nói, ngươi nhìn bộ dáng thông thả của hắn đi. Tuy rằng ta không biết hắn sẽ xử lý thế nào, nhưng với kinh nghiệm trước đây thì ta không nghĩ đây là chuyện lớn gì. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, ở ngoài gây ra chút chuyện liền sợ đến mức trở về tông môn tìm sư tôn, người như vậy vẫn có, nhưng không phải là ta. Triều Âm kêu khẽ một tiếng, nó cũng không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng tóm lại là nó muốn kêu lên. Cứ vậy liền tham dự đề tài, cảm giác này rất phong cách. Lạc Băng Ly thở dài hỏi,
vậy bây giờ phải làm sao? Sau hừng đông, Thanh Long sẽ đến giết ngươi. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi ra ngoài, đi thôi, đừng phí thời gian nữa. Ba thanh phi kiếm theo sát phía sau. Cố Thanh Sơn bay suốt một đường, cuối cùng đi đến trên tường thành. Này, các vị, ta đến rồi. Hắn chào hỏi với vô số thế giới kỳ quái lạ lùng ở bên ngoài tường thành. Các mảnh vỡ thế giới hóa thành những điểm sáng lấp lánh, bay đến vây quanh hắn, nhẹ giọng chào hỏi. Cố Thanh Sơn nói, các vị, dựa theo những gì ta nói trước đây, hiện tại mong các vị kết thúc cuộc sống về đêm của hôm nay, đi ngủ sớm một chút, để bày tỏ lòng thành. Khi có cơ hội quay lại gặp các vị, ta sẽ mang thêm vài thứ tốt cho các vị. Không. Thành. Vấn đề. Ngươi. Cẩn thận, mảnh vỡ thế giới đáp lại. Yên tâm, việc nhỏ, Cố Thanh Sơn khoát tay nói. Các mảnh vỡ thế giới liền bay trở về. Chỉ thấy những hư ảnh của thế giới ở ngoài tường thành từng cái tiếp nối nhau dần dần biến mất. Lúc này, Cố Thanh Sơn hỏi Lạc Băng Ly, ngươi cảm thấy ta thế nào mới hấp dẫn người ta nhất? Lạc Băng Ly nói, vậy phải xem ngươi muốn làm gì, ta muốn khi con rồng kia tiến vào thì lập tức nhìn thấy ta. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao? Lạc Băng Ly hỏi, vì như thế nó sẽ trực tiếp đến tìm ta. Cố Thanh Sơn nói, thu hút người à. Dáng vẻ khi ngươi xuất kiếm cũng không tệ lắm. Tiếng của Lạc Băng Ly hạ thấp xuống. Ý kiến hay. Cố Thanh Sơn khen, lúc này, hư ảnh ở ngoài tường thành đều biến mất hết. Mảnh vỡ của chư giới tản ra, lại chạy đi ẩn nấp. Tấm màn bao phủ toàn bộ thế giới cũng dần dần mất hẳn. Thanh Long đang tự do ở ngoài thế giới ngay lập tức cảm ứng được hết thảy. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn rút kiếm ra. Hắn chỉ kiếm lên trời, dốc toàn lực thúc đẩy kiếm quyết, vù, ánh kiếm sáng chói lấp lánh xông về phía chân trời, tạo thành một cục sáng óng ánh nối liền đất trời. Thanh Long từ trong mây mù hiện thân, chợt hóa thành một người áo xanh mặc giáp toàn thân, ầm ầm rơi xuống đất. Hai cái sừng trên đầu nó dựng đứng lên, da trên người đều là vảy xanh, vì thế ngập tràn tạo thành luồng gió dữ dội, thổi đi bốn phương tám hướng. Thanh Long, nó nhìn Cố Thanh Sơn, nở nụ cười khẩy, nói, vừa vào đến đây đã phát hiện mục tiêu mà mình phải xử lý, việc này thật làm cho ta sung sướng. Cố Thanh Sơn cũng mỉm cười nhìn về phía Thanh Long, nói, này. Hắn phun ra một ngụm máu, tu vi toàn thân bị hắn phân tán ra không ít, đến mức đan điền bị thương nhẹ, kinh mạch nghịch huyết. Lần này tu vi của hắn thụt lùi không ít, không thể đột phá tự tại thiên vương cảnh nữa. Trước đó tu sĩ bởi vì sợ độ kiếp không thành công, vì thế tình nguyện trở lại tu thêm lần nữa, kể từ đó Cố Thanh Sơn nghe xong đã để bụng rồi. Hiện tại, hắn từ trong các thế giới tu hành chọn lựa một cách cao siêu nhất để tán công, có thể trợ giúp hắn lấy cái giá thấp nhất phân tán ra một chút tu vi. Pháp tắc hư không có cảm ứng, lập tức hiện ra từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy Cố Thanh Sơn. Không. Thanh Long giận dữ hét lên, nhưng chỉ chớp mắt, Cố Thanh Sơn hóa thành một đạo linh quang, rời khỏi thế giới này. Hắn không còn tư cách đột phá tự tại thiên vương cảnh, ngay lập tức sẽ bị đá ra ngoài, rời khỏi thế giới thiên trụ. Hắn trở về nơi cũ. Ngươi nghĩ sẽ chạy thoát được sao? Ta chính là Long tộc mạnh mẽ di chuyển nhanh nhất trong đám ác quỷ, ta lập tức có thể đuổi kịp ngươi. Thanh Long không cam lòng nói, thân hình nó hóa thành một tia chớp, lấy tốc độ khiến kinh thế hải tục đuổi theo Cố Thanh Sơn. Thế giới, dòng chảy hư không hỗn loạn, đủ loại tồn tại, bất kể là cái gì cũng không thể ngăn cản nó. Nó là Thanh Long. Cố Thanh Sơn xuất hiện trong phi thuyền, hắn nhai và nuốt xuống viên thanh minh đan duy nhất. Sức mạnh của Ma Long bắt đầu lan tràn trong thân thể, tựa như trong nháy mắt liền hấp thu hết tất cả dược hiệu của viên đan, tổn thương nhẹ trên kinh mạch cũng dần khỏi hẳn. Cố Thanh Sơn bất động, dùng linh lực của mình phối hợp với sức mạnh của Ma Long, tăng tốc độ khép lại của kinh mạch. Mấy chục giây sau, thương tổn trên kinh mạch đã đỡ hơn phân nửa, dược hiệu của Thanh Minh Đan cũng đã hao hết toàn bộ. Cố Thanh Sơn không quan tâm đến chút tổn thương ấy, trái lại toàn lực thúc đẩy sức mạnh của Ma Long mà dốc sức tăng tu vi. Lại qua mấy chục giây, tu vi của hắn rốt cục khôi phục, đạt đến tình trạng có thể xung kích tự tại thiên vương kiếp lần nữa. Một tia điện xẹt qua, rơi xuống phi thuyền, người áo xanh lên tiếng cười nói, ha ha, ngươi cứ chạy đi. Dù cho ngươi vượt qua ngàn tỷ thế giới, ta cũng sẽ không mất dấu ngươi. Khí tức màu xanh quanh người nó sôi trào, giống như đang hao tốn một loại sức mạnh rất mạnh mẽ, ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo tiếng thở dốc nhẹ nhẹ. Tuy nhiên, thể lực tiêu hao cũng không ảnh hưởng đến kết quả truy đuổi. Dù sao, đối với Thanh Long mà nói, giết chết một tu sĩ dạ ma thiên cảnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ khâm phục, ông quyền nói, nghe nói ác quỷ đạo có một Thanh Long,
Trong nhiều cuộc chiến với vực sâu, Vĩnh Hằng đều dựa vào sức mạnh khổng lồ của mình mà lập được nhiều chiến công hiển hách. Cho dù ác quỷ đạo chiến bại trong vài trận chiến quy mô nhỏ, nhưng Thanh Long cũng chưa bao giờ từng thất thủ. Chiến tích của Thanh Long như vậy, ngay cả những quái vật mạnh nhất trong vực sâu cũng phải bật ngón tay cái lên khen một câu. Nhưng vực sâu Vĩnh Hằng xưa nay chưa từng bắt được nó, không chỉ vì sức mạnh của nó, mà còn cả tốc độ của nó cũng đứng đầu trong ác quỷ đạo. Người áo xanh lẳng lặng nghe xong, hờ hững nói, tiểu nhân nịnh hót, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ phanh thây ngươi, bắt giam linh hồn của ngươi mang về, dù sao ngươi chỉ là một con bò sát yếu đuối. Chỉ là một con dung con kiến, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm lặp lại một câu, thở dài nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tạm biệt ngươi. Linh lực trên người hắn hơi động. Thiên kiếp giáng lâm lần nữa, chỉ một thoáng, hắn liền biến mất khỏi phi thuyền, hắn đi độ tự tại thiên vương kiếp rồi. Hắn lại lần nữa tiến vào thiên kiếp. Người áo xanh nhất thời không phản ứng lại kịp, chờ đến khi nó nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, lại ngay lập tức khởi hành đuổi bám theo. Dù sao đối phương cũng không thể chạy tới chạy lui mãi như vậy. Khoan đã, chạy như vậy cũng không phải biện pháp. Người áo xanh bỗng nhiên dừng lại. Hắn ta đứng trong chốc lát, ở trên ghế từ từ ngồi xuống, dù gì sau khi đối phương độ kiếp xong thì nhất định phải truyền tống về đây, bất kể là tự tại thiên vương hay tu di sơn chủ, ở trước mặt nó đều chỉ có một con đường để đi, chính là trở thành tro bụi thôi, không cần bất cứ ai giúp đỡ, một mình nó có thể giết vô số quái vật vực sâu, huống hồ là mấy tu sĩ nhỏ nhoi này, thông minh thì đúng là rất thông minh, đáng tiếc chỉ là một con bò sát yếu đuối, làm nhiều hơn nữa cũng trốn không thoát số phận phải chết. Người áo xanh tựa ở trên ghế lớn, hừ nhẹ nói, ta nghỉ ngơi một lúc, ngươi mà chết ở trong thiên kiếp thì đó là vận mệnh của ngươi, còn nếu không chết, ngươi nhất định sẽ về tới đây. Đến lúc đó, ta liền lột da ăn tươi nuốt sống ngươi, chỉ để lại linh hồn mang về cho chủ nhân xử lý. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Nó đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Người áo xanh đứng lên, thân hình lóe lên, xuất hiện trong dòng chảy hư không hỗn loạn ở ngoài phi thuyền. Nó đột nhiên phát hiện, trong khắp dòng chảy hư không hỗn loạn không có lấy một khe hở. Toàn bộ những quái vật mạnh nhất trong vực sâu Vĩnh Hằng đều ở nơi này. Chúng nó lặng lẽ đến đây, đã sớm ẩn mình ở trong hư không, mãi đến tận khi Cố Thanh Sơn rời đi mới dần dần hiển hiện thân hình. Phi thuyền bị bọn quái vật vực sâu vây lại đến mức gió thổi không lọt, hàng ngũ kéo dài mãi đến nơi cực kỳ xa xôi. Toàn bộ hư không đều bị sức mạnh của vực sâu cấm tiệt tất cả sức mạnh khác. Dù là vua của ác quỷ, một mình rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng không thể dễ dàng đối phó. Chết rồi, trúng kế. Người áo xanh thất thần lẩm bẩm nói. Nó bỗng nhiên cảm nhận được một điều rất đặc biệt, cái chết đang đến gần. Vực sâu Vĩnh Hằng phái tới một đám cối xay thịt có sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ vì phối hợp với hành động của Cố Thanh Sơn mà cẩn thận bố trí ra một địa điểm chắc chắn có thể giết quân địch, coi như tốc độ của nó đứng đầu ác quỷ đạo, cũng không cách nào ở trong tình thế bị bao vây như vậy còn chạy trốn được. Vì thế, đây đúng là giờ chết của Thanh Long rồi, một con quái vật vực sâu lộ ra vẻ chế nhạo hiếm thấy, dùng âm thanh điếc tai nhức óc nói, ngươi nên nịnh nọt bọn ta cho tốt đi. Bò sát yếu đuối. Cột thông thiên, trên cột đều có bậc thang, xếp thành hàng nối thẳng trời cao. Trong truyền thuyết xa xưa, mỗi khi có người muốn đi lên bậc thang này, toàn bộ thế giới thiên trụ sẽ bắt đầu xuất hiện dị tượng, nhạc tiên nổi lên và vô số thần tiên đến đây chứng nhận việc này. Thời gian đã quá xa xưa. Bây giờ, đừng nói là tiên nhân đến đây, ngay cả cột thông thiên cũng đã nứt. Tiếp theo đó, chính là một sự thật khiến các tu sĩ dần dần tuyệt vọng. Người tu hành có thể thành công lên cấp tu di sơn chủ càng ngày càng ít. Mấy ngàn năm gần đây, số lượng tu sĩ trở thành tu di sơn chủ đã là con số không. Dường như thời đại của người tu hành đã dần tiến vào một quá trình khó khăn. Trong màn đêm, Tạ Đạo Linh mang theo 11 người tu hành, bay từ mặt đất lên không trung, một mực bay lên dọc theo cột thông thiên đứt gãy. Cũng không lâu sau, đám người tu hành đã trông thấy có một hồ nước trên biển mây. Nước hồ phản chiếu bầu trời cao, trải ra mênh mông, không thấy giới hạn của nó nữa. Tạ Đạo Linh không nói lời nào, đưa tay bấm quyết, bay vào trong hồ nước trước tiên. Những người khác vội vã đuổi theo, đám tu sĩ rơi vào trong hồ, vẫn bay thẳng xuống, cho đến tận khi tia sáng xung quanh trở nên càng ngày càng mờ. Cuối cùng, trong hồ nước là một vùng tăm tối, gần như không nhìn thấy thứ gì cả. Một tia ánh sáng nhạt u ám lấp lóe, gần như không thể phát hiện ra tia sáng này. Nhưng các tu sĩ đã sớm phóng thần niệm ra, tìm kiếm nó hết sức chăm chú. Hướng kia. Quy Thiếu lập tức kêu lên, thân hình Tạ Đạo Linh khẽ động,
mang theo mọi người lẻn đi về phía ánh sáng nhạt đang trôi lơ lửng trên mặt nước. Chỉ chốc lát sau, xung quanh trở nên sáng sủa, tia sáng xuyên qua mặt nước, in từng vệt óng ánh lên những gợn sóng lăn tăn. Nước hồ càng ngày càng trong veo, yên ả, mọi người nhảy lên khỏi mặt nước, chỉ thấy hồ nước bao la, xung quanh rộng mênh mông không bờ không bến. Sương khói mịt mù che lấp cả bầu trời, mọi người cùng nhìn về phía Tạ Đạo Linh, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, trong lòng thì thấp thỏm. Không ai biết kết cục của mình sau này sẽ thế nào, quả thật, có thể tu hành đến cảnh giới bây giờ thì đều là cường giả có ý chí kiên định, nghị lực và giác ngộ vô cùng lớn, thế nhưng mấy ngàn năm rồi chưa có ai độ kiếp thành công. Đổi thành người khác thì cũng sẽ phải suy xét, đặc biệt là mấy trăm năm gần đây, đã có rất ít người bằng lòng đến để độ qua tự tại thiên vương kiếp. Bởi vì người tới đều đã thân tử đạo tiêu, hiếm hoi lắm có vài kẻ may mắn, có cơ hội thụt lùi cảnh giới, cố giữ được cái mạng mà về, cho dù như thế cũng phải tu dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục dần dần lại được như cũ. Cố Thanh Sơn là dùng phương pháp lùi cảnh giới cao siêu nhất, cho nên chỉ phải chịu tổn thương rất nhỏ. Phương pháp lùi cảnh giới này xuất phát từ một thế giới tu hành đã tan vỡ, cho nên sớm đã thất truyền. Nếu không phải Cố Thanh Sơn là truyền nhân của tế lễ thế giới, có thể liên lạc với ý chí của các mảnh vỡ thế giới thì e rằng cũng không có được cái pháp môn này. Trừ cái đó ra, Cố Thanh Sơn còn có lực lượng ma long. Sau khi tạm thời lùi cảnh giới, hắn ngay lập tức phóng ra lực lượng ma long khổng lồ, để cho trạng thái của mình trở về đỉnh cao, lúc này mới tiến vào thiên kiếp. Đã qua tiên hồ điên đảo, Tạ tông chủ. Một người tu hành nhỏ giọng nhắc nhở, Tạ Đạo Linh khẽ gật đầu. Nàng nhìn về một phương hướng, không ngừng đưa mắt quan sát. Hay cho một ngọn núi lưu ly sáng chói, thông đất nối trời. Tạ Đạo Linh thở dài, mọi người nhìn lại nhưng không nhìn thấy thứ gì. Núi Tu Di chính là ngọn núi của pháp tắc thiên địa, chỉ có đại tu sĩ độ qua Tu Di sơn kiếp mới có thể trông thấy. Một người tu hành thở dài, chính mắt thấy Tu Di, tiên phàm cách biệt từ đây. Không biết khi nào chúng ta mới có thể đến cấp độ này. Mọi người đều im lặng. Tu Di Sơn Kiếp và Tự Tại Thiên Vương Kiếp có liên hệ với nhau. Tu sĩ không thể đột phá Tu Di Sơn Kiếp, vậy thì cũng không thể đột phá Tự Tại Thiên Vương Kiếp, trở thành Tự Tại Thiên Vương. Tạ Đạo Linh nhìn trong chốc lát, từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Nước hồ lại dần sôi ùng ục. Một vật to lớn nhanh chóng lặn xuống hồ, từ xa bơi lại gần. Trong chốc lát, một con quái vật ngoi lên khỏi mặt nước. Nó cao chừng 5 tầng lầu, đầu sư tử, sừng hưu và vảy rồng mọc ra khắp cả người. Lập tức có người kêu lên thất thanh, Kỳ Lân. Kỳ Lân là thần thú thượng cổ, sớm đã tuyệt chủng trong các thế giới. Mọi người vừa đề phòng, vừa quan sát hình dạng nó. Đây chính là thần vật trong truyền thuyết đó nha. Kỳ Lân nhìn Tạ Đạo Linh, mở miệng nói tiếng người, người nào là người độ kiếp? Bách Hoa Tông, Tạ Đạo Linh. Rất tốt, theo ta vào thế giới lưu ly. Khoan đã, Kỳ Lân sững người lại, hỏi, còn có chuyện gì ư? Chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận lùi cảnh giới, từ bỏ lần độ kiếp này? Cũng không phải là thế, Tạ Đạo Linh thản nhiên nói, ta còn muốn chờ một người nữa đến rồi mới bắt đầu độ kiếp. Ngươi muốn chờ ai? Đồ nhi của ta, Cố Thanh Sơn. Ở một nơi khác, Cố Thanh Sơn trở lại thế giới thiên trụ, bay một mạch trong đồng hoang, trở lại trên tường thành. Hai. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Ôi, địa kiếm cũng phát ra một tiếng vù vù nặng nề. Cái gì? Lạc Băng Ly nghi ngờ hỏi. Một người một kiếm đều không đáp lời. Lạc Băng Ly đành phải nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy một con chim có màu lông xinh đẹp đậu trên mái hiên của tường thành, đang lơ đãng nhìn sang bên này. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian ôm quyền nói với nó, sư tôn, con có một số việc riêng, vốn không muốn để nó quấy nhiễu người độ kiếp. Chim nhỏ hít mắt, mở miệng nói, kẻ nào bắt nạt con? Không phải chuyện này, Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Có người rảnh rỗi sinh nông nổi nên đến gây chuyện với con vừa chỉ đường cho hắn đến hoàng tuyền rồi. Khí thế toàn thân của chim nhỏ liền biến mất, thở dài nói, đây mới là tác phong của Bách Hoa Tông ta. Nếu tiểu lâu có thể giống như con thì ta cũng yên lòng, trở về con sẽ tâm sự với huynh ấy. Cố Thanh Sơn nói, lần độ kiếp này con có đến không? Chim nhỏ hỏi, Cố Thanh Sơn ngượng ngùng đáp, a, còn một số việc con chưa làm xong, hay là sư tôn đi trước? Con sẽ đến sau vậy? Có muốn sư tôn ra tay thay con không? Chim nhỏ lại hỏi. Không cần đâu à, xong ngay ấy mà. Cố Thanh Sơn đáp, ừm, vậy ta chờ con tới. Chim nhỏ nói xong liền biến mất không thấy tăm hơi. Phân thân này trở lại chỗ Tạ Đạo Linh, Cố Thanh Sơn thì đứng đó, lấy tay che trán,
nhìn lên bầu trời. Cũng sắp đến rồi. Ừm, tốc độ của bọn chúng không nhanh như thanh long, nhưng hẳn là cũng không khó khăn lắm. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy mấy chục chấm đen xuất hiện trên bầu trời. Ầm. Chấm đen hạ xuống, bao vây kín đoạn tường thành nơi Cố Thanh Sơn đang đứng. Quái vật vượt sâu, bọn quái vật dữ tợn này được võ trang đầy đủ, trên thân tỏa ra hơi thở độc ác dọa người. Một con quái vật đầu đàn cất giọng ồm ồm, xin chủ nhân của trật tự hãy xem qua. Mấy chục con quái vật cùng giơ hai tay lên, phóng ra ánh sáng xám xịt. Những ánh sáng này bỗng dưng ngưng tụ thành từng sợi mỏng, tạo thành một cái lồng giam. Chỉ thấy một người áo xanh mình đầy thương tích đang ở trong lồng, bị ánh sáng xám xịt trói chặt hai tay hai chân, không thể nhúc nhích. Thanh long, nó đã ở vào thời khắc hấp hối, sinh mệnh giống như ánh nến lay trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Cho dù là như thế, sau khi trông thấy Cố Thanh Sơn, nó lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thằng oắt con, ngươi quá nham hiểm. Ngươi không phải chiến sĩ chân chính, ngươi còn giống ác quỷ hơn cả đám ác quỷ. Ác quỷ đạo nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thanh long gầm thét điên cuồng, từ trước đến nay, nó chưa từng chịu uất ức giống như lúc này. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, không đồng ý. Thanh long ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì thế? Mặc dù nổi giận, nó vẫn không nhịn được mà hỏi. Cố Thanh Sơn dựng một ngón tay lên, nói, ngươi đã cảm thấy ta giống ác quỷ hơn cả ác quỷ, vậy thì làm sao ác quỷ đạo có thể chém ta thành muôn mảnh được? Thanh long lạnh lùng nói, thằng oắt con, với chút thực lực cỏn con ấy của ngươi, đừng quá. Cố Thanh Sơn cắt lời, thật xin lỗi, ta đang vội. Từng luồng hơi thở màu đen phát tán từ trên người hắn ra, chui vào lồng giam. Lực lượng huyết duệ của ma long, nhờ sự giúp đỡ của điệu múa chúng sinh tế mệnh, Cố Thanh Sơn đã nắm được lực lượng ma long trong tay, bây giờ đương nhiên có thể sử dụng lực lượng đặc thù này. Thanh long dần dần bị lực lượng huyết duệ ma long ăn mòn. Đây là lực lượng thật mạnh, nó quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run, một mặt vừa tiếp thu lực lượng huyết duệ ma long, một mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Chốc lát sau, Thanh long hiểu ra, ngươi cho ta lực lượng này, là muốn khống chế để ta dốc sức cho ngươi sao? Nó híp mắt hỏi. Đầu tiên là đánh cho mình vô cùng thê thảm, sau đó lại ban lực lượng cho mình, đây là ví dụ điển hình cho câu vừa đấm vừa xoa. Xem ra, tên oắt con này biết giá trị của long tộc, biết long tộc là một sự trợ giúp cực kỳ mạnh mẽ. Ở bên trong vô vàn thế giới, có một con rồng chinh chiến cho mình, luôn là mộng tưởng của rất nhiều kẻ có giả tâm. Thằng oắt này muốn mình đi theo hắn, bán mạng cho hắn, Thanh long hiểu ra. Có điều, ý nghĩ như vậy thực sự quá ngây thơ. Thật sự cho rằng ai cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Làm thủ hạ của hắn ư, mình chấp nhận đáp ứng hắn trước, cho dù bị hạ các cấm chế, cho dù phải ký kết khế ước cũng không sao cả. Chờ sau này lúc chủ nhân đến, chắc chắn có thể giải trừ những thứ đó, việc mình cần phải làm là. Đầu tiên cứ vờ vĩnh đã, sau đó cung cấp hành tung của tên quỷ vương Hoàng Tuyền này cho chủ nhân. Thanh long lập tức xác định chuyện mình nên làm, dốc sức cho ta. Ngươi suy nghĩ như vậy à? Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ, hỏi. Thanh long gật đầu nói, trí tuệ của ngươi thực sự khiến người khác bội phục, ta nguyện ý ký kết tất cả các loại khế ước với ngươi, cho dù là đặt cấm chế trong linh hồn của ta cũng không vấn đề gì, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Cố Thanh Sơn dừng lại, hắn có vẻ rất khó khăn, cuối cùng nói, việc ấy. Xấu hổ quá, xem ra ta vẫn nên giải thích một chút, lại nói. Ngươi có biết, ở phương diện nấu ăn, có một phương pháp tên là một cá nhiều món không? Thanh long ngây người, lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, chậm chậm giải thích, là như này, một con cá thực ra có thể dùng thịt cắt thành lát mỏng để làm món gỏi cá sống, đuôi có thể làm canh cá, đầu thì chỉ cần thêm vào vài quả ớt và hạt tiêu là có món đầu cá hầm tiêu. Thực ra ta thích đầu cá kho, thân cá thì mang đi hấp. Lúc ta làm cá biển thì toàn làm vậy cả. Như thế, toàn bộ con cá đã thành món ăn, không lãng phí chút nào. Cho nên, Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, nhẹ nhàng vạch một cái về phía lồng giam. Thanh long vốn đang ở hoàn cảnh sắp chết mà chưa chết, lực lượng toàn thân cực kỳ yếu ớt, tất nhiên không có cách gì chống lại một đòn này. Vù! Một cái đầu bay lên, Cố Thanh Sơn thu kiếm. Đầu lâu kia rơi xuống đất, vẫn dùng ánh mắt đầy hoang mang để nhìn Cố Thanh Sơn. Nó thực sự không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chết không nhắm mắt, Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải giải thích, thật có lỗi, thực ra ta rất ít khi thổ lộ tâm tình với kẻ địch hay bạn bè,
cũng sẽ không ngây thơ cho rằng mình có thể thu phục kẻ địch làm tay sai. Bình thường ta đều giết cho thống khoái, chỉ có gặp kẻ địch có giá trị thì ta mới có thể động não một chút, cố để không lãng phí như cấp độ một cá nhiều món mà thôi. Vừa dứt lời, trên giao diện chiến thần đột nhiên nhảy ra mấy hàng chữ nhỏ, ngài đã giết chết một huyết duệ của ma long, lực lượng của huyết duệ ma long sẽ bị ma long ngài nuốt chửng hoàn toàn. Ngài giết chết một sinh vật thần thoại, thanh long, lần chiến đấu này được ghi nhận là chiến đấu vượt cấp, ngài sẽ thu được hồn lực tương xứng. Đang tính toán hồn lực, đầu thanh long rơi trên mặt đất, bị một con quái vật vượt sâu cẩn thận nhặt lên. Dựa theo ước định, thân thể và linh hồn của con rồng này thuộc về vượt sâu, nó nhìn Cố Thanh Sơn, cảnh giác nói. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, đương nhiên. Quái vật vượt sâu thở vào nhẹ nhõm. Đi thôi, nó ra lệnh một tiếng, tất cả quái vật vượt sâu bay lên trời, nháy mắt đã xuyên qua bầu trời mà đi. Cố Thanh Sơn đợi mấy hơi thở sau, lúc này mới đột nhiên quỳ trên mặt đất. A, hắn không kiềm chế được mà hét lên. Một bóng xanh và một bóng đen quấn lấy nhau sau lưng hắn, tỏa ra lực lượng kinh khủng làm người ta sợ hãi. Bên trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ đang không ngừng hiện ra, mặc dù ngài có thể coi như là một con ma long ngủ say, nhưng lần này hấp thu lực lượng quá khổng lồ, cần chịu đựng nỗi khổ tột độ trong một phút thì mới có thể hoàn toàn hấp thu tích trữ sức mạnh đó, sau này từ từ tiêu hóa. Không sai, thanh long đúng là trọng thương sắp chết, nhưng chỉ cần điều trị cho nó có thể khôi phục lại rất nhanh. Nó là long tộc hùng mạnh hiếm có của ác quỷ đạo, nếu không phải quá suy yếu, có lẽ nó có biện pháp ngăn cản huyết duệ ma long. Cố Thanh Sơn thôn phệ sức mạnh của nó, không bị nổ tung xác đã là vô cùng may mắn, may là hắn đã chuyển hóa không ít lực lượng ma long, mới làm được điều này. Mặc dù ngài có thân phận địa thần, nhưng trước mắt ngài vẫn là một người phàm, cho nên đây là một lần chiến đấu vượt cấp. Giao diện chiến thần hấp thu tất cả hồn lực từ trên thân thanh long. Ngài thu được 6 triệu hồn lực. 6 triệu, Cố Thanh Sơn đang vô cùng đau đớn, nhưng nhìn thấy cái số này, cả người liền bình tĩnh lại. Trên giao diện chiến thần, chữ nhỏ vẫn đang xuất hiện không ngừng, ngài đang lợi dụng huyết duệ ma long để thôn vệ sinh vật thần thoại, lực lượng thanh long. Sức mạnh của sự tồn tại kia quá khổng lồ, sẽ trở thành nguồn dự trữ lớn, tạo điều kiện cho ngài chậm rãi hấp thu hàng ngày. Nhắc nhở đặc biệt, năng lực công kích chủ yếu của thanh long cũng hóa thành lực lượng dự trữ, được lưu trữ lại. Hiện nay còn thừa lại vài năng lực đặc biệt, ngài có thể chọn lựa một trong số những năng lực đặc thù này và chuyển hóa thánh thần thông cho mình, hoặc là dùng lực lượng ma long thôn vệ toàn bộ chúng, thay đổi năng lực huyết duệ ma long của ngài. Chú ý! Ma long là hồn khí siêu cấp do nhân tộc thời cực cổ chế tạo ra, nếu như ngài lựa chọn thôn vệ, ngài sẽ mất đi lực lượng huyết duệ ma long, thay đổi thành một loại năng lực mới. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, không được, không thôn phệ. Nói đùa, có lúc Cố Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy lực lượng huyết duệ ma long mới là tác phẩm đỉnh cao của nhân tộc cực cổ. Kỳ thật, muốn phóng được lực lượng huyết duệ ma long ra ngoài cần một chu kỳ khá dài, đợi đến khi những người nhận được lực lượng huyết duệ ma long trưởng thành thì lại thu hoạch họ, đó mới là cách tận dụng tốt nhất. Dùng lực lượng này trong lúc chiến đấu, sẽ ngay lập tức mang đến cho kẻ địch một đợt tra tấn đau đớn mãnh liệt, mà sau khi giết chết đối phương, còn có thể hấp thụ lực lượng của đối phương. Năng lực này giống như truyện ngụ ngôn, người chiến đấu với con rồng quỷ, cuối cùng rồi sẽ trở thành rồng quỷ vậy. Nhưng trong tận thế, chư giới không ngừng bị hủy diệt, ai còn quan tâm ngươi là cái gì? Đương nhiên, những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ kia, ví dụ như thanh long ở trạng thái hoàn hảo, hẳn là nó có biện pháp phòng ngự được sự ăn mòn của sức mạnh này. Bên trên giao diện chiến thần, chữ nhỏ lóe lên, một lần nữa hiện ra, ngài từ bỏ thôn phệ, đổi thành chọn thu hoạch một loại năng lực đặc thù, hóa nó thành thần thông. Xin chọn một loại năng lực đặc thù dưới đây, chuyển hóa nó thành thần thông của ngài. 1. Rồng gầm. Rồng gầm, kẻ địch bị ngài đánh trúng, nhất định sẽ bị đánh bay. 2. Khiên rồng vẫy xanh. Khiên rồng vẫy xanh, mỗi 5 phút, ngài có thể sử dụng một lớp khiên xanh, chống đỡ hầu hết các đòn công kích, bản thân chỉ phải chịu 33% thương tổn. 3. Bước nhảy nguyên lưu. Bước nhảy nguyên lưu, trực tiếp vượt qua hư không, di chuyển với tốc độ 2000%, cần tiêu hao hồn lực nhất định. Chú ý, trong quá trình di chuyển không thể tấn công, nếu không trạng thái di chuyển sẽ bị xóa bỏ. 4. Chú ngữ ảnh thanh long, trói. Chú ngữ ảnh thanh long, trói. Lúc ngài nói chuyện với kẻ địch, chú ngữ sẽ hóa thành khóa ảnh thanh long mà đối phương không thể nhận ra, trói buộc trên người đối phương, giảm bớt tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của đối phương. Hiệu quả của nó có quan hệ trực tiếp với độ dài cuộc trò chuyện. Lúc này đau đớn trên người Cố Thanh Sơn dần dần vơi đi. Hắn nhìn những năng lực này, chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc,
hai sức mạnh đặc thù rồng gầm, khiên rồng vẫy xanh coi như không tệ. Sức mạnh đặc thù thứ ba thì lợi hại hơn. Bước nhảy nguyên lưu, đây là gốc rễ để thanh long nổi danh, có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, không ai đuổi kịp. Trước đó nó có thể đuổi theo mình một mạch từ thế giới thiên trụ tới gần vực sâu vĩnh hằng, cũng là do lợi dụng năng lực này. Về phần chú ngữ ảnh thanh long, trói, năng lực này khiến trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Hắn chợt tỉnh ngộ, sau khi thanh long từ trên trời giáng xuống liền không ngừng nói chuyện với mình, hóa ra là muốn phóng thích chú ngữ trói buộc này, chỉ cần nó trò chuyện cùng người khác, chính là đang phóng thích kỹ năng. Thực lực của thanh long mạnh mẽ hơn mình không biết bao nhiêu lần, nhưng khi chiến đấu vẫn cẩn thận từng ly từng tí như thế. Hoặc nên nói là, âm hiểm, thực sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Kỳ thật hai bên còn có ác chủ bài mà đối phương không nhìn thấu, chỉ có điều ác chủ bài của Cố Thanh Sơn mượn pháp tắc thiên kiếp, lực lượng ma long và đại quân vực sâu vĩnh hằng. Nếu không nhờ những điều đó thì ai sống ai chết còn chưa biết chắc được, đây chính là sự không chắc chắn của cuộc chiến trong chư giới. Không đến một khắc cuối cùng, không ai biết lá bài tẩy của đối phương là gì, không ai biết mình có thể thắng hay không. Cố Thanh Sơn thở vào một hơi, vẫn còn hơi sợ hãi, thanh long cường đại như thế, không ngờ lại là một tên âm hiểm. Hắn yên lặng một giây. Ơ kìa! Không đúng. Hình như kỹ năng này rất thích hợp với bản thân mình. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đưa tới giao diện chiến thần, lưỡng lự giữa bước nhảy nguyên lưu và chú ngữ ảnh thanh long, trói. Giọng nói của giao diện chiến thần vang lên, xin chọn lựa kỹ năng thanh long ngài muốn thay đổi trong vòng một phút. Thời gian vừa quá, pháp tắc cấu thành những kỹ năng này sẽ tan vỡ, cũng không còn cách nào hấp thu nữa. Cuối cùng Cố Thanh Sơn không do dự nữa, ta chọn chú ngữ ảnh thanh long, trói. Ngài chắc chắn chứ? Chắc chắn. Cố Thanh Sơn cắn răng nói, giao diện chiến thần đáp, đang hấp thu năng lực đặc thù nói trên, chuyển hóa nó thành thần thông của ngài. Xin chờ đợi 10 phút. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, đau đớn trên người dần dần biến mất. Một lực lượng liên tục xuất hiện không ngừng bên trong thân thể hắn, đây là lực lượng dự trữ do lực lượng ma long và lực lượng thanh long hòa trộn mà thành. Từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc, Cố Thanh Sơn đều đang mạnh lên, cùng lúc đó, hắn còn đang thu hoạch một lực lượng đặc thù của thanh long. Đây thực sự là giết một con rồng, vô vàn lợi ích. Ma long, thanh long, tiếp theo còn long tộc nào xuất hiện nữa không nhỉ? Cố Thanh Sơn vừa ước mơ, vừa nói, không cần chờ, khi nào xong thì báo cho ta biết, bây giờ ta phải đi gặp sư tôn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, phóng lên tận trời. Khi hắn lướt vào đám mây giữa không trung, lại thấy một con chim khác, chim nhẹ nhàng vỗ cánh một cái, đáp xuống bả vai hắn. Giọng nói của Tạ Đạo Linh vang lên, đi bên này, vào tiên hồ. Tiên hồ điên đảo, Cố Thanh Sơn nhảy ra khỏi mặt nước, đi đến trước mặt mọi người. Xấu hổ quá, có chút việc riêng. Hắn cười, ôm quyền nói với mọi người ôm quyền đáp lễ với hắn, trên mặt không có bất kỳ vẻ sốt ruột nào. Thằng nhóc này là đệ tử của Tạ tông chủ, hai sư đồ bọn họ, một người đến độ tu di sơn kiếp, một người đến độ tự tại thiên vương kiếp, có thể thấy được tông môn mạnh cỡ nào. Người như thế, kết giao là lựa chọn tốt nhất, giọng nói của Kỳ Lân chấn thiên động địa, tốt, mọi người đã đến đủ, bây giờ có muốn bắt đầu trèo lên núi tu di luôn hay không? Tạ Đạo Linh gật gật đầu, bắt đầu đi, Kỳ Lân bỗng dưng vọt lên, hóa thành một bóng mờ trong suốt năm màu. Bóng mờ dần dần ngưng tụ. Là một cái khóa Kỳ Lân trấn sơn năm màu cao 15 mét, rộng 20 mét, cổ khóa gật một cái về phía Tạ Đạo Linh. Mở, sơn, môn. Tiếng trống nặng nề của Kỳ Lân truyền vang khắp mười phương. Toàn bộ thế giới bị đẩy sang hai bên, một ngọn núi thần sáng như lưu ly, thông trời nối đất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong lòng mọi người tràn đầy rung động, giọng nói của thần thú Kỳ Lân vang lên lần nữa, núi thần sáng chói, sạch sẽ không chút bụi bẩn, dùng vô số thế giới cực lạc tích tụ mà thành. Nhưng trải qua bao năm tháng, cuối cùng bên trên núi thần cũng có một số thế giới đi đến diệt vong, theo lời của nó, ngọn núi sáng như lưu ly dần dần xám xịt, cả ngọn núi bị bao phủ bởi một màu ảm đạm, lộ ra sự mục nát và hơi thở hủy diệt. Trời ạ, thảo nào không ai độ kiếp thành công. Có người kêu lên thất thanh. Một người khác chỉ vào núi thần, run rẩy nói, mấy trăm năm trước, khi ta tới núi thần không phải như này, bây giờ tất cả thế giới trên núi thần gần như đều đã hủy diệt, vậy làm sao độ kiếp được? Từ chân núi đến đỉnh núi, mỗi bước đều là hủy diệt. Khó! 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 Lại có một người tu hành lẩm bẩm, liên tục thở dài. Y trực tiếp thúc giục công pháp, nghịch chuyển linh lực,
đánh mạnh vào đan điền. Phục, mọi người chỉ thấy y phun ra một nguồn máu, trong nháy mắt, thân thể đã biến mất khỏi thiên kiếp. Người này trực tiếp lùi cảnh giới, trở về thế giới tu hành của mình. Giọng nói của Kỳ Lân vang lên lần nữa, Tạ Đạo Linh. Ngươi nhất định phải đi qua từng thế giới diệt vong kia, thay núi thần quét sạch những ô uế trên đường, cuối cùng đi đến đỉnh núi thì mới có thể đạt được tu di sơn chủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.